Chào cả nhà, hôm nay phim 4G xin giới thiệu cả nhà bộ phim tình cảm đam mỹ của Hàn Quốc với tựa đề Chúc Ngon Miệng, tên tiếng Anh là Bon Appetit. Anh chàng Jo Ho Oh này đang tạo nét giống với diễn viên Jo Jung Hoon, một diễn viên yêu thích của người hàng xóm cạnh nhà anh, Yeon So. Khoảnh khắc ấy, Yeon So đã phải đứng hình một vài giây vì Jo Ho Oh quá giống với idol của anh. Yeon So cứ ngẩn người ra mà không biết rằng mình đang rót tràn ly bia, cho đến khi Jo Ho Oh vội vã đến ngăn lại. Jo Ho Oh và Yeon So ngay thời điểm đó vô tình chạm mắt nhau. Cái chạm mắt vô tình này đã khiến cho bầu không khí của cả phòng trở nên khác thường. Liệu rằng đây phải chăng là một sự khởi đầu của một mối tình lãng mạn? Hãy cùng mình theo dõi tiếp bộ phim này nhé! Jo Ho Oh, một anh chàng nhân viên văn phòng luôn đắm chìm trong công việc, mỗi ngày chỉ xoay quanh ở hai nơi luân phiên là nhà và công ty. Vào ngày hôm nay là ngày mà anh công bố ý tưởng cho dự án của mình đang chuẩn bị và đọc khẩu hiệu mà anh đề ra. Mọi người trong phòng họp, sếp thì đang trầm ngâm suy nghĩ, những người còn lại ai nấy đều lấy điện thoại ra để thông báo với người nhà của mình tối nay sẽ phải tăng ca đến sáng. Với thái độ mọi người, chúng ta cũng có thể hiểu dự án anh đang triển khai nó hề như thế nào. Đúng là báo Jo Ho Oh, chuyến này công ty phải ở lại tăng ca vì ý tưởng tuyệt vời của anh. Vấn đề là họ chỉ còn thời hạn đến ngày mai là nộp bài, vì thế cả nhóm sẽ phải tăng ca cả đêm tại công ty. Theo chỉ thị của sếp, họ sẽ phải có mặt tại công ty lúc 10 giờ tối nay. Jo Ho Oh lê bước về nhà với tinh thần vô cùng mệt mỏi, anh chỉ ăn tạm một túi cơm nắm cho qua bữa. Khi về đến nhà, mới ngả lưng xuống giường một vài giây, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Hóa ra là người hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà anh đến để chào hỏi anh. Thoạt đầu Jo Ho Oh tỏ vẻ khó chịu khi anh ta đến bấm chuông mà không cho anh nghỉ ngơi. Nhưng khi nghe người hàng xóm đó nói, đã đợi 2 tiếng đợi anh nghỉ ngơi đủ giấc mới sang chào hỏi. Jo Ho Oh lúc này bỗng ngớ người ra, ào thật đấy, chỉ vừa mới nằm trên giường mấy giây thôi mà đã 2 tiếng trôi qua rồi á. Anh vội vàng đóng cửa vào nhà chuẩn bị thay đồ để lết xác đi đến công ty. Khi vừa ra khỏi cửa anh thấy một bình nước treo trước cửa, không còn thời gian thắc mắc anh vì thế mà vội cầm nó theo. Đến công ty anh mới biết hóa ra đó là nước gạo lên men. Anh chia cho mọi người một cốc để cùng nhau uống. Người hàng xóm để cho anh một tờ ghi chú uống cam tửu và khởi đầu sinh khí. Jo Ho Oh khi đọc ghi chú ấy bỗng nảy ra ý tưởng cho câu khẩu hiệu về sản phẩm mới của công ty. Khởi đầu sinh khí, một câu khẩu hiệu ẩn ý cho việc khởi đầu một ngày mới với năng lượng ngập tràn. Điều đó cũng đúng với ý tưởng của sản phẩm công ty Jo Ho Oh là cà phê. Qua đó cũng động viên các bạn trẻ một ngày mới trở nên năng động. Thoạt nghe câu này rất vô tri, nhưng nghe giải thích lại vô cùng ý nghĩa. Cấp trên của anh vô cùng hài lòng, họ bắt tay vào triển khai ý tưởng ngay lập tức. Thời khắc để thuyết trình cũng đã đến, tuy mời đề của họ có hơi lạ, nhưng khách hàng khi nghe qua cách họ giải thích từ nghĩa cho đến thông điệp của khẩu hiệu, khuôn mặt của họ bắt đầu giãn ra, mọi người trong phòng họp ai cũng tán thành với khẩu hiệu này. Về nhà, anh ấn chuông nhà người hàng xóm định cảm ơn anh ta về nước gạo lẫn ý tưởng. Nhưng khi vừa bấm chuông, Jo Ho Oh ngại ngùng định chuồn lệ thì anh chàng Yeon So đã ngay lập tức mở cửa. Jo Ho Oh đưa cho Yeon So một món quà để cảm ơn, tưởng là món gì ai ngờ là một con gà sống. Jo Ho Oh nói rằng họ chưa đến mức thân nhau lắm để tặng gà rán, anh này hề thiệt á chứ. Jo Ho Oh thắc mắc có phải Yeon So đã tự làm nước gạo hay không. Yeon So không phủ nhận, nhưng anh gọi nó là cam tửu chứ không phải nước gạo. Cam tửu vốn dĩ chứa rất nhiều axit amin, tốt cho việc phục hồi thể lực, nhưng nếu để lên men lâu hơn nó sẽ trở thành nước gạo hay còn gọi là rượu gạo. Ngoài thắc mắc việc đó ra, Jo Ho Oh còn băn khoăn không biết rằng họ đã từng gặp nhau ở đâu chưa. Yeon So mặc cho Jo Ho Oh để anh suy đoán. Đầu tiên, anh nghĩ rằng họ đã từng gặp nhau ở lớp hôn nhân và tình yêu, vì không bắt được cặp để thực hành cũng vì thế họ buộc phải bỏ học phần. Yeon So bảo rằng, hồi đại học anh không thiếu người theo đuổi nên việc không có người để bắt cặp là điều bất khả thi. Jo Ho Oh bắt đầu nghĩ theo hướng khác, phải chăng họ đã gặp nhau tại một lớp học về rượu. Yeon So ngay lập tức phủ nhận, từ hồi đi học anh thậm chí còn chưa đụng đến một giọt rượu nào. Có vẻ như trí tưởng tượng của Jo Ho Oh ngày càng bay cao và bay xa rồi anh ơi. Quê quá nên Jo Ho Oh chuyển sang chủ đề khác, anh thấy một bức ảnh của một diễn viên nổi tiếng ở góc phòng. Đó chính là diễn viên yêu thích của Yeon So, Jung Hoon. Jo Ho Oh thử tạo kiểu cho giống bức hình, Yeon So Ak-kun đứng hình mất 5 giây khi nhìn Jo Ho Oh. Cũng vì thế mà anh không hề hay biết mình đang rót tràn cốc bia. Jo Ho Oh đến ngăn Jo So lại, họ vô tình chạm mắt nhau. Có vẻ như Jo Ho Oh sắp nhớ ra đã từng gặp Jo So ở đâu thì bỗng một tin nhắn được gửi đến. Ý tưởng mà anh đề xuất cho công ty đã được thông qua. Jo Ho Oh vui mừng cảm ơn Jo So vì đã giúp anh trong việc tìm ra ý tưởng độc đáo này. Nhưng ngoài ý tưởng được chọn ra, thì Jo Ho Oh chẳng còn niềm vui nào cả. Vì dù sao lợi ích cũng là công ty hưởng, anh chẳng được tăng thêm một đồng lương nào từ dự án đó cả.
Để động viên, anh vừa hoàn thành một dự án xuất sắc, Joso đã đề nghị sẽ làm bữa trưa cho Jo-ho-on bằng con gà quý hóa anh vừa mang qua. Vì cả hai chưa ở mức thân thiết để có thể tặng gà rán cho nhau, nên Joso sẽ nấu cho anh một món ăn ở giữa mức đó. Jo-ho-on nghĩ rằng đó chỉ là đề nghị suông trong lúc cảm hứng nhất thời của Joso. Nào ngờ sáng hôm sau, khi anh chỉ vừa mới đi ra khỏi cửa, Joso ngay lập tức xuất hiện và đưa cho anh túi đồ ăn mà cậu đã dày công chuẩn bị từ sáng sớm. Đến giờ ăn trưa, khi thấy Jo-ho-on có bữa trưa vô cùng ngon ghẻ, cả văn phòng đã cùng nhau túm tụm lại chỉ để được xin ăn ké. Thơm ngon mời bạn ăn nha, ai nấy đều được Jo-ho-on đút cho từng miếng gà ăn một cách ngon lành. Đến miếng cuối cùng, họ còn có ý định ăn thêm, nhưng Jo-ho-on say no và nói đó là phần của mình. Cảm giác vị gà giòn tan trong miệng, cộng thêm vị cay cay đã khiến cho Jo-ho-on trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết. Về đến nhà, Jo-ho-on bấm chuông để trả lại túi đựng thức ăn cho Joso, nhưng lại được cậu mời hẳn vào nhà để Jo-ho-on được ăn cậu. À nhầm, được ăn thức ăn nóng hổi mà Joso vừa mới nấu xong. Vào đến nhà, Joso đã dẫn Jo-ho-on đến phòng VIP mà cậu đã chuẩn bị sẵn. Một căn phòng vô cùng rực rỡ xen kẽ sự ấm áp, cũng có thể nói căn phòng này giống như tình cảm mà Joso dành cho Jo-ho-on vậy, vừa ngọt ngào lại vừa tinh tế. Joso lại chiêu đãi Jo-ho-on bằng một món gà, nhưng nó khác hẳn hương vị so với món buổi sáng mà Joso đã làm. Món gà bên vỏ ngoài thì giòn, bên trong lại vô cùng mềm, để nó làm đồ nhắm với bia là chuẩn bài. Nói đến đây, Jo-ho-on dường như sắp nhớ ra đã từng gặp Joso ở đâu. Nơi đó chính là lớp phân tích hành vi người tiêu dùng. Theo như trong ký ức của Jo-ho-on, đó là nơi mà anh đã gặp người con gái mình thích So-hee. Thời điểm đó anh muốn làm việc nhóm cùng với cô ấy, nhưng lại bị chen ngang bởi Joso. Cậu ta đã mời So-hee vào nhóm trước khi anh có ý định mở lời, thế là để được chung nhóm với crush của mình, Jo-ho-on đành phải xin gia nhập vào nhóm. Vào được nhóm rồi, thì hàng ngày anh phải chứng kiến cảnh tượng Joso thân thiết với So-hee lại khiến anh vô cùng sôi máu. Đó là những ký ức tồi tệ mà Jo-ho-on nhớ khi gặp Joso. Joso hơi bất ngờ khi người đàn anh của mình lại có ấn tượng tệ với cậu như thế. Hóa ra, vào lúc đó khi thấy Jo-ho-on có ý với So-hee, cậu đã cố tình mời cô ấy về nhóm của mình để Jo-ho-on ở cùng nhóm với cậu. Khi So-hee tỏ tình với Joso, cậu thậm chí còn nói với cô rằng người cậu thích chính là Jo-ho-on. Cũng vì vậy mà bóng hồng duy nhất trong nhóm cũng sợ mà chạy mất dép. Jo-ho-on khi vào phòng cũng ngơ ngác không hiểu tại sao So-hee lại rời khỏi phòng. Chỉ còn duy nhất hai người trong một căn phòng, họ cùng nhau trao đổi về bài thuyết trình sắp tới. Đến bữa trưa, Joso đem ra phần công cuộn do chính tay cậu làm. Đúng là con đường nhanh nhất để tán đổ một người là con đường đi qua bao tử mà. Mắt của Jo-ho-on trở nên sáng rực, khi đó luôn là món ăn mà anh yêu thích. Cả hai cùng nhau ngồi ngoài sân bóng để cùng nhau thưởng thức. Hương vị công cuộn của Joso đã khiến cho Jo-ho-on nhớ lại món công cuộn mà mẹ anh đã từng nấu. Joso ngỏ ý muốn có thể thưởng thức món mẹ của anh làm ra, nhưng tiếc rằng bà ấy đã không còn trên đời này nữa. Ký ức về cả hai vốn dĩ đẹp như thế, vậy mà có người nào đó lại quên bẵng nó đi. Sau đó Joso đã quyết định nghỉ học để có thể quên đi người mình thích, vì cậu sợ mình sẽ ảnh hưởng đến việc học của người đó. Jo-ho-on tò mò không biết rằng người đó là ai. Ánh mắt của Joso hướng về Jo-ho-on, cậu không ngần ngại trả lời người đó là anh. Jo-ho-on đang uống ly bia thì suýt nữa đã nghẹn lại. Joso nhanh chóng giải thích việc đó vốn dĩ là của 7 năm trước rồi, vì thế cũng mong muốn anh có thể tự nhiên nhất có thể. Bầu không khí trở nên ngượng nghịu, Jo-ho-on chuyển sang chủ đề khác, hỏi lý do tại sao Joso lại chuyển đến đây. Hóa ra Joso muốn mở một quán ăn ở gần đây, đó là một quán ăn truyền thống theo kiểu Hàn Quốc chỉ có một bàn. Joso ngỏ ý muốn nhờ Jo-ho-on trở thành người đánh giá món ăn trong thực đơn của mình. Vì thế, kể từ hôm đó, Jo-ho-on sẽ đến nhà Joso để ăn tối, qua đó cũng chấm dứt chuỗi ngày ăn thức ăn ở cửa hàng tiện lợi của Jo-ho-on. Ký ức của Joso bỗng ùa về, ngày mà cậu nhận phòng tại nơi này, cậu đã không hài lòng về căn bếp, vì thế đã từ chối để thuê căn phòng. Nhưng kể từ khi thấy Jo-ho-on, người sống ở căn hộ bên cạnh, gặp lại Cruz cũ, Joso dường như quên mất ý định trước đó của mình, không ngần ngại ký hợp đồng ngay lập tức với chủ căn hộ, với mục đích chỉ để ở cạnh Jo-ho-on. Quay trở lại thực tại, Jo-ho-on đang tìm kiếm giúp Joso đồ khui bia. Trong lúc vẫn đang tìm đồ, Jo-ho-on chợt quay lại thì thấy Joso đã ở phía sau mình từ lúc nào. Khuôn mặt của cả hai gần nhau đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau. Jo-ho-on nhắm đôi mắt lại dường như đang mong chờ điều gì đó. Nhưng anh lại tưởng bở rồi, Joso chỉ giúp anh tìm chiếc đồ khui bia mà thôi. Quê là quê, chúng mình quê nhiều. Jo-ho-on đi thẳng một mạch ra khỏi cửa, Joso còn cà khịa nói anh đang trông chờ điều gì.
Jo Ho-on đáp trả lại cậu bằng một ngón tay hết sức thân thiện. Sáng ngày hôm sau đang trên đường đến công ty, Jo Ho-on nhận được một tin nhắn. Người đó không ai xa lạ chính là Joso, cậu hẹn Jo Ho-on cùng nhau dùng bữa tối như cả hai đã giao kèo trước đó. Jo Ho-on mải mê nhắn tin mà không nhìn đường, suýt chút nữa thì gặp tai nạn. May mắn thay đã có một người cứu anh kịp thời. Jo Ho-on đã cho người cứu anh số điện thoại, nếu như anh ta có bị thương thì sẽ liên hệ. Nào ngờ anh ta cứ thế mà bám theo anh, đến ngay tận công ty rồi mà vẫn còn mặt dày đi theo. Ban đầu anh vẫn tưởng là tên điên nào, nhưng theo như cấp trên giới thiệu thì đây chính là thực tập sinh mới của công ty Sang-woo. Một chàng trai với sở thích là yêu, cùng với tài năng là làm trò dễ thương. Jo Ho-on được chỉ định làm người hướng dẫn cho Sang-woo. Anh đã dẫn thực tập mới đi một vòng quanh công ty, từ bàn làm việc, nơi họp đến nơi để nghỉ ngơi giữa giờ làm việc. Sang-woo trông có vẻ rất có kinh nghiệm khi anh rất thành thạo từ máy photocopy cho đến máy pha cà phê. Anh cũng sẽ là người phụ trách chuẩn bị các khâu trước và sau mỗi cuộc họp diễn ra. Công ty hiện tại đang phụ trách hai dự án liên tục, được chia ra hai đội. Đội 1 do Jo Ho-on phụ trách, mọi việc trong đội của anh vẫn suôn sẻ khi Jo Ho-on vận hành team rất tốt. Chính vì thế mà một người đồng nghiệp của anh ở đội 2 đã hẹn anh lên sân thượng với ý định nhờ anh giúp đỡ cho ý tưởng ở đội 2. Nhưng vì không muốn tăng ca liên tục, hơn nữa còn hẹn ăn tối với Joso, Jo Ho-on đã từ chối giúp đỡ người đồng nghiệp. Không làm mà muốn có ăn hả anh, có cái nịt nhá. Sau giờ làm, anh cùng với Sang-woo còn phải đi bằng thang bộ để không bị người đồng nghiệp kia níu kéo lại. Sang-woo muốn mời anh đi ăn bữa tối, Jo Ho-on vì không muốn thất hứa với Joso nên đã từ chối. Khi vừa mới bước lên căn hộ, Jo Ho-on đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng được phát ra từ căn bếp của Joso. Món cho buổi tối nay chính là cá thu nướng kèm theo đó là canh đậu phụ. Món ăn khiến cho Jo Ho-on bỗng chốc như quay trở về tuổi thơ, những món ăn được mẹ anh thường xuyên nấu. Thì ra, Joso cố tình làm nó vì biết rằng anh luôn thích những món mà mẹ anh từng nấu. Joso cứ như thế này thì chuyện Jo Ho-on đổ chỉ là chuyện thời gian mà thôi. Sau bữa ăn, khi thấy chiếc áo của Jo Ho-on đã bị ám mùi, Joso chủ động dùng xịt khử mùi để giúp anh. Joso thắc mắc sao Jo Ho-on lại không dám nhìn thẳng vào mắt của mình. Jo Ho-on bảo rằng mình không nhất thiết phải nhìn vào mắt cậu. Nhưng khi vừa nghe, Joso nói nếu dám nhìn thẳng sẽ có thưởng, hai ánh mắt bây giờ thực sự đã hướng thẳng về phía nhau. Bầu không khí này, chắc hẳn mọi người biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi nhỉ. Món quà đó chính là xịt thẳng chai nước khử mùi vào mắt của Jo Ho-on, bất ngờ chứ mấy bà già. Joso bắt đầu khai trương cửa hàng mới của mình. Món chính của cửa hàng hôm nay đó chính là zombie, một loại thịt ba chỉ đen có thể được coi là đặc sản ở đảo Jeju. Zombie hay còn được gọi là cái thớt, ăn kèm với zombie chính là hẹ trộn gỏi. Loại nước sốt cho món này được làm từ cá cơm ủ muối. Khi kết hợp lại, sẽ tạo thành một món ăn phải nói là đỉnh của chóp. Vị khách đầu tiên đã ghé quán, hai anh chàng trông có vẻ hơi giang hồ một tí, nhưng không sao, khách hàng là thượng đế mà. Khi thưởng thức món zombie, bọn họ đã góp ý thêm cho Joso về nước chấm đã thiếu đi những thành phần quan trọng nào. Cậu đã học hỏi được thêm cách để khiến cho món zombie trở nên thêm hoàn hảo hơn. Nhóm khách thứ hai cũng lạ lắm, rõ ràng là đi chỉ có 3 người, nhưng lại lời đâu ra một người nữa được họ gọi là Thánh Đức Chúa Trời. Joso nở một nụ cười méo sệt để đón tiếp họ. Chỉ mới ngày đầu mở cửa, Joso đã phải phục vụ toàn những người vô cùng kỳ lạ. Ở một bối cảnh khác, trong cuộc họp ở công ty, Jo Ho-on bị sếp rút ngắn thời hạn cho dự án hiện tại anh đang thực hiện. Trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm giác như mình đang bị bắt nạt ở chốn công sở, anh đã nhắn lên group chat của công ty rằng muốn búng sếp mình một cái thật mạnh vào trán mà không hề hay biết. Sếp anh cũng có mặt trong group chat đó. Pha tự vả của mình khiến anh vô cùng lo lắng xuyên suốt cuộc họp. Anh càng ngạc nhiên hơn khi đề án mà mình đã đề ra trước đó cho người đồng nghiệp đã bị anh ta chê thậm tệ, nay lại dùng ý tưởng của mình để phát triển và thậm chí còn được sếp khen hết lời. Anh liền hẹn anh ta ra ngoài để nói chuyện, kết cục anh ta đổ tại người cùng team thấy ý tưởng do Jo Ho-on đề ra, rất có sức hút vì thế nên họ đã dùng nó. Sau chuyện này khiến cho anh không thể nuốt trôi bữa trưa. Sang-woo đã mua một phần ăn trưa cho anh, kèm theo lời tán tỉnh, không có anh nên bữa trưa mà cậu ăn cũng không được ngon nữa. Có vẻ như hiện giờ, Jo Ho-on đang được săn đuổi bởi nhiều người lắm đây. Về phía cửa hàng của Joso, anh đang phục vụ cho một cặp đôi, khi thấy họ gọi rất nhiều món cậu thậm chí đã tặng kèm cho họ thêm một món khác. Ngờ đâu, khi cậu chỉ vừa quay vào quầy để xử lý đống chén, quay ra thì họ đã đi mất mà chưa thanh toán. Joso bỏ quán chạy khắp nơi đi tìm họ, khi tìm ra họ còn có thái độ hách dịch ném tiền dưới đất để cho cậu nhặt. Một ngày vô cùng mệt mỏi trải qua đối với Joso, cũng vì thế mà cậu quên mất phải làm buổi tối cho Jo Ho-on. Jo Ho-on sau khi thấy Joso quay trở về cửa hàng, anh ngay lập tức rủ cậu đi cắm trại để có thể thư giãn.
họ cùng nhau lái xe đến một khu cắm trại ở gần đó. Cả hai khi đến nơi cùng nhau chuẩn cho bữa ăn vô cùng lãng mạn. Những miếng thịt đang được nướng dần chuyển màu sang màu nâu vô cùng ngon mắt, kèm theo đó là một chén nước sốt vừa ăn, tất cả được hòa quyện dưới một phong cảnh tuyệt đẹp. Do Ho-on và Rosso vừa ăn, vừa ngắm bầu trời đầy sao thơ mộng. Bầu không khí này khiến cho Do Ho-on nhớ lại chuyến đi cắm trại thời đại học, họ cũng đã từng trải nghiệm một buổi cắm trại như thế này. Khi đó họ đã chơi trò chơi có tên là nói thật. Ký ức hoài niệm đó đã khiến cho Do Ho-on muốn chơi lại một lần nữa. Rosso mở đầu với một câu hỏi, có phải gần đây Do Ho-on luôn mong chờ buổi tối do cậu nấu phải không? Do Ho-on không phản bác nó, ngược lại anh rất đồng tình vì buổi tối do Rosso nấu ngon tuyệt cú mèo. Những câu hỏi ban đầu họ trả lời một cách dễ dàng, tăng thêm độ khó. Rosso đã hỏi Do Ho-on không biết hiện giờ có thích cậu hay chưa? Câu trả lời chưa được hồi đáp, bỗng nhiên trời lại đổ mưa, họ nhanh chóng dọn đồ và trú vào xe. Rosso vẫn thắc mắc về câu trả lời của Do Ho-on, nhưng anh lại lảng tránh và không đưa ra câu trả lời. Do Ho-on muốn vạch rõ giới hạn, yêu cầu Rosso quay về phía ngược hướng với mình. Nhưng không biết vạch giới hạn như nào mà đến đêm khuya anh ta lại đang ôm chầm lấy Rosso. Khi tỉnh giấc, Do Ho-on nhìn Rosso một cách trìu mến. Vì không kiềm được lòng của mình, anh đã tiến lại gần và trao cho Rosso một nụ hôn ở trán. Ngay tại khoảnh khắc đó, Do Ho-on cũng không biết vì sao anh lại làm thế, anh chỉ biết đó là những gì mà trái tim lẫn cảm xúc của anh cứ thôi thúc anh làm như thế. Sau nụ hôn đó, bình minh cũng đang dần ló dạng, Do Ho-on xuống xe khi bầu trời vẫn còn đang chuẩn bị sáng. Khi không thấy Do Ho-on đâu, Rosso cũng xuống xe để tìm anh, dưới ánh bình minh rực rỡ, cả đều mơ màng đắm chìm trước khung cảnh tuyệt đẹp đó. Do Ho-on lái xe chở Rosso trở về nhà. Do Ho-on khi về phòng của mình, chứng kiến căn phòng bừa bộn như bãi chiến trường, anh thầm nghĩ đây chẳng phải là chuồng lợn hay sao? Do Ho-on bắt tay vào dọn căn phòng của mình để trả nó lại về hiện trạng ban đầu. Về phía Rosso, cậu đang phơi bày body 6 múi vô cùng ngon, à ý mình là vô cùng săn chắc đến căn bếp, cậu lấy ra những quả trứng để luộc và chuẩn bị cho bữa sáng. Nhận ra là đã quá 10 giờ, Rosso vội vã thay đồ để chạy ra quán ăn. Cũng vì vậy mà cậu đã quên tắt bếp, nếu như không nhờ Do Ho-on kiểm tra có lẽ tòa chung cư đã có một con báo thứ hai ngoài Do Ho-on chính là Rosso. Ngồi trong phòng khách, Do Ho-on vô tình thấy cuốn sổ tay của Rosso, tò mò nên anh đã xem thử, bên trong toàn viết về phản ứng vô tri của Do Ho-on khi bày tỏ về độ ngon của thức ăn. Anh thầm trách mình đáng lẽ nên nhiệt tình hơn khi nhận xét các món ăn mà Rosso đã dày công chuẩn bị. Một tin nhắn của công ty được gửi đến. Nội dung tin nhắn là cả công ty sẽ được thưởng thêm giờ tăng ca vào cuối tuần. Vì thế dù đang trong ngày nghỉ, Do Ho-on vẫn phải lết cái thân xác đang héo mòn của mình đến công ty. Mọi người ai nấy đều đang tận hưởng kỳ nghỉ của mình, thế méo nào lại bị lôi đến công ty bất chợt, vì thế không ai có thể kịp chuẩn bị cho mình đồ chỉnh chu. Cấp trên cuối cùng cũng đến, chỉ vì thấy ý tưởng lần này bị trùng lặp, anh ta đã yêu cầu mọi người sửa lại toàn bộ đề án, khiến cho ai nấy đều hoang mang. Nếu chỉ như thế này thì cứ thông báo qua mail, ông sếp chơi kêu hẳn tất cả các nhân viên đến công ty. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này, dự án đang treo ngập đầu, người đồng nghiệp cùng team với Do Ho-on muốn từ chức vì quá áp lực đối với công việc. Đây là một tin lành ít dữ nhiều đối với Do Ho-on, vì khi người đồng nghiệp kia từ chức cũng đồng nghĩa với việc anh phải chịu trách nhiệm hết tất cả dự án. Nghĩ đến đấy, Do Ho-on bước lên sân thượng, anh như muốn hét lên để cả thế giới biết nỗi đau khổ của mình. Sang-woo xuất hiện, cậu ấy muốn an ủi sau những chuyện đã xảy ra. Cảm giác bị phản bội bởi chính đồng nghiệp của mình quả thực không hề đơn giản tí nào. Hơn thế nữa, đây là người đã cùng làm với Do Ho-on suốt bao nhiêu năm trời. Sang-woo cảm thấy khâm phục Do Ho-on khi không tỏ ra tức giận với chị ta mà còn để dành chút tự tôn cho người đồng nghiệp đó. Do Ho-on bảo rằng sở dĩ anh không thể tức giận là bởi vì toàn bộ nguồn năng lượng để anh làm chuyện đó hiện tại đã cạn kiệt bởi vì công việc mất rồi. Đối mặt với công việc áp lực khiến cho Do Ho-on muốn quên đi tất cả, anh đến quán ăn của Rosso. Khi chỉ vừa mới đến cửa tiệm, anh đã trông thấy hai cô gái vây quanh cậu chụp ảnh vô cùng vui vẻ. Có lẽ anh vẫn cảm thấy vô cùng bình thường cho đến khi một chàng trai khác xuất hiện. Cậu là nhân viên của một quán cà phê ở đối diện có tên là Ju-won. Dạo gần đây cậu ta thường giúp cho Rosso về việc đánh giá các món ăn. Trình ăn nói của Ju-won phải nói là vượt xa cả Do Ho-on, trong khi anh không biết phải đánh giá món ăn này như thế nào. Cậu ta cứ liên tục khen lấy khen để món ăn khiến cho Rosso cười không ngớt. Đến khi Do Ho-on bắt đầu khen bằng những lời nói vô tri của mình thì anh lại bị bắt bẻ bởi Ju-won, khiến cho anh phải ghi hận với thằng nhóc này. Lạ thay, khi với người đồng nghiệp kia anh vẫn không cảm thấy khó chịu đến mức này. Có lẽ vì anh ghen, anh thích người ta mất rồi chăng? Sau khi nghe những lời nói không lọt vừa lỗ tai của mình, Do Ho-on cũng thở phào nhẹ nhõm khi thằng nhóc đó đi khỏi.
Jo Ho-eun nói thẳng cảm xúc của mình đối với Joso là anh cảm thấy khó chịu như thế nào khi nghe những lời đó từ Ju-won. Joso lại một lần nữa khẳng định khiến cho Jo Ho-eun phải đứng hình, có phải thực sự anh đã thích Joso? Jo Ho-eun bắt đầu nhớ lại từng khoảnh khắc ở bên Joso, nhớ từng món ăn mà họ đã ăn cùng nhau. Anh đã có một khẳng định cho riêng mình, món ăn mà Joso làm cho anh đặc biệt đến mức anh không muốn phải thức ăn từ người khác làm nữa rồi. Chỉ duy nhất một câu khẳng định ấy đã khiến cho Joso vô cùng hạnh phúc mà cười tủm tỉm. Hai người họ quyết định về nhà để làm vài chai soju. Trong lúc đó, Joso đã nhờ Jo Ho-eun lấy khăn tắm giúp mình, nhưng vừa vào phòng tắm để đưa thì Joso bất chợt đè Jo Ho-eun vào tường, sau đó là một nụ hôn vô cùng quyết liệt. Jo Ho-eun cũng không kháng cự trước sự bất ngờ đó, anh hợp tác cùng với Joso, hai con người chìm đắm trong nụ hôn đầu của mình ở phòng tắm, câu chuyện lạ đời nhỉ. Bỗng có một cuộc gọi được gọi đến, Joso bỏ đi để nghe cuộc gọi, trong khi đó Jo Ho-eun vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ra khỏi phòng khách, lấy cuốn album mà mình vốn dĩ muốn xem từ trước. Lật từ trang đầu, Jo Ho-eun thấy những bức ảnh mà Joso chụp cùng với người đàn ông khác. Joso xuất hiện, cậu vẫn chưa kịp giải thích cho anh hiểu thì Jo Ho-eun đã cho rằng cậu đang muốn chơi đùa với anh. Sở dĩ Joso đưa ra nhiều phép thử như thế cũng mục đích chỉ là để xem phản ứng của anh như thế nào. Jo Ho-eun về nhà, nằm trên giường, anh nhớ lại những câu nói trước đây của Joso khi vừa ngửi thấy đinh hương là cậu nhớ đến sinh nhật của một ai đó. Hay việc anh đã trông thấy một người đàn ông khác ở trước cửa chung cư. Cứ mãi suy nghĩ về nó, Jo Ho-eun trải qua một đêm vô cùng mệt mỏi. Anh cảm thấy cả con người chẳng có một tí sức sống nào cả. Anh cố gắng hoàn thành công việc nhưng vẫn không cảm thấy vui nổi. Người đồng nghiệp đã phản bội anh, hôm nay cũng là ngày cuối cô ta đi làm, thậm chí còn khuyên anh rằng đừng mãi dành thanh xuân của mình tại một nơi như thế này. Quá chán nản mệt mỏi với mọi thứ, Jo Ho-eun đã rủ Sang-won cùng với cô đồng nghiệp Hana đến một quán nhậu để cắt đôi nỗi sầu. Khó xử hơn là Hana chỉ vừa uống một ly duy nhất đã trở nên say khướt. Trong tình trạng đó, cô đã mạnh dạn tỏ tình với Sang-won nhưng đã bị cậu từ chối một cách tế nhị. Trong khi Hana đã không còn đủ tỉnh táo, Jo Ho-eun và Sang-won vẫn tiếp tục trên bàn nhậu. Jo Ho-eun hỏi Sang-won về việc cậu sẽ xử lý như thế nào nếu như bạn trai không dứt khoát với người cũ. Theo Sang-won là có 3 nguyên nhân xảy ra, một là người đó đã dứt tình cảm với người cũ, hai là họ vẫn chưa quên, vì thế chúng ta cần phải tốt hơn để giúp họ quên đi. Ba là họ muốn trêu đùa tình cảm của chúng ta, vì vậy đã bắt cá hai tay. Những lời của Sang-won đã giúp anh giác ngộ ra chân lý. Nhưng có vẻ như anh hiện tại đã say đến mức không thể đi vững được nữa. Sang-won không còn cách nào khác đành phải đưa anh về nhà. Ở phía bên này, Eon-so vô cùng lo lắng cho Jo Ho-eun khi mãi vẫn không gọi điện được cho anh, vẫn chưa thấy anh quay về. Đến khi cậu nghe tiếng Jo Ho-eun ngoài cửa, Eon-so đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng bên cạnh anh lại là một chàng trai khác. Sang-won đưa Jo Ho-eun vào phòng, cậu vẫn chưa về ngày mà ngồi tâm sự với Jo Ho-eun. Ở thời điểm này, cậu mới đủ can đảm để thổ lộ tình cảm của mình dành cho Jo Ho-eun, rằng cậu đã thích anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Ngay lúc Sang-won định trao cho Jo Ho-eun một nụ hôn, thì Eon-so đã ngăn lại và túm lấy cổ áo của cậu. Sang-won giải thích rằng muốn kiểm tra nhiệt độ cho Jo Ho-eun, vì vậy mà Eon-so phần nào nguôi giận. Để tránh phiền toái, Sang-won đã để cho Eon-so chăm sóc cho Jo Ho-eun, còn cậu thì quay trở về. Eon-so nấu cháo để giúp cho Jo Ho-eun uống thuốc giải cảm, cậu hy vọng tấm lòng thành của mình sẽ có thể khiến cho anh nguôi giận. Eon-so đút cháo cho Jo Ho-eun, nhưng vì quá nóng khiến cho anh cũng phải tỉnh giấc. Jo Ho-eun giờ đây đã tỉnh táo hơn bao giờ hết, anh muốn nghe sự thật về chuyện bạn trai cũ của Eon-so. Cậu bắt đầu giải thích, thật ra mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, họ thực sự đã kết thúc mối quan hệ đó từ lâu, việc anh ta bám theo Eon-so, cậu không hề hay biết. Khi giải thích, mọi hiểu lầm giữa họ cũng được giải đáp. Nếu như ngay từ đầu Jo Ho-eun để cho Eon-so giải thích, có lẽ mọi chuyện đã không đi xa đến mức như thế này. Công nhận máu ghen trong Jo Ho-eun đã khiến anh bị che mờ lý trí. Ngoài ra, việc mỗi khi cậu nhớ ngày sinh nhật của một người khi ngửi thấy mùi đinh hương. Cũng là khoảnh khắc đầu tiên Eon-so gặp Jo Ho-eun, khi đó Jo Ho-eun vừa xuất ngũ, anh đã có một cuộc gọi nói chuyện với mẹ của mình. Eon-so ở gần đó đã vô tình nghe câu chuyện của họ. Đó cũng là ngày cuối cùng mà Jo Ho-eun gặp mẹ của mình. Anh luôn dằn vặt nếu như ngày đó đi thẳng đến bệnh viện thì có lẽ anh đã đến kịp để nhìn mặt mẹ lần cuối. Tiếng khóc của Jo Ho-eun ngày một lớn hơn, nỗi đau được nhắc lại khiến cho Jo Ho-eun nhớ về mẹ của mình, một nỗi đau mà suốt cả cuộc đời này anh sẽ không bao giờ quên.
họ thật sự đã làm hòa và giải quyết hiểu lầm với nhau. Giờ đây cả hai người cũng không còn bất cứ vướng mắc nào cả. Trong khi Eon-so đang mơ màng trong giấc ngủ, Jo Ho-on đã tỉnh lại từ bao giờ để ăn số cháo vẫn còn thừa lại. Những ngày giận nhau vừa qua khiến cho anh không thể ăn món mà Eon-so nấu, vì thế đây là cơ hội để anh có thể ăn bù cho những ngày trước. Eon-so tỉnh giấc, Jo Ho-on thoải mái nằm lên cậu mà không ngượng ngùng, có lẽ vì họ đã khẳng định được tình cảm dành cho nhau. Eon-so trao cho Jo Ho-on một nụ hôn như một món quà vào sáng sớm tinh mơ. Nếu như Eon-so không nhớ ra chuyện cần làm, có lẽ họ đã có bữa sáng lẫn bữa trưa trên giường ngủ. Cậu bật dậy và đi thẳng ra bếp. Việc quan trọng chính là lấp đầy bao tử cho người yêu của mình. Eon-so làm món cơm cuộn mà Jo Ho-on thích. Hơn thế nữa, đó chính là món mà ngày xưa mẹ Jo Ho-on đã luôn nấu cho anh. Bây giờ đây bao tử của Eon-so đã bị Jo Ho-on hoàn toàn nắm thóp. Để rồi xem anh sẽ như thế nào nếu như sống thiếu Eon-so. Jo Ho-on khởi đầu một ngày mới hứng khởi trên đường đi làm. Có vẻ như sau như chút bỏ hết mọi chuyện phiền muộn, sắc mặt của anh trông đã khá hơn so với những ngày qua. Jo Ho-on vô tình gặp Sang-won trên đường đi, cậu hỏi thăm anh có nhớ những gì xảy ra ngày hôm qua hay không. Jo Ho-on vẫn ngơ ngác tỏ ra không nhớ bất kỳ điều gì, thậm chí anh còn không nhớ chính là Sang-won là người đã đưa mình về nhà, mà lầm tưởng người đó là Eon-so. Sang-won không ngần ngại nói những lời thật lòng của mình như đã nói với anh từ hôm qua, cậu bày tỏ tình cảm của mình, nhưng cậu không mong được anh đáp lại. Sang-won luôn chờ anh sẵn sàng để không khiến anh phải khó xử. Sang-won cũng nhận ra rằng người anh thích chính là Eon-so, vì thế cậu sẽ không làm kỳ đà cặn mũi trong câu chuyện giữa hai người. Họ đến công ty để bắt đầu một ngày làm việc, dự án mà Jo Ho-on triển khai đang tiến hành vô cùng thuận lợi. Ý tưởng được cho là vừa vô tri, vừa điên rồ lại tinh tế của Jo Ho-on lại rất được lòng cấp trên. Với kịch bản của mình, anh đã được họ tin tưởng giao toàn bộ nội dung để anh tiến hành. Dự án này chính là cơ hội để anh thể hiện khả năng của mình, cũng như thể hiện vai trò quan trọng của anh trong công ty. Về phía của Eon-so, cậu gặp lại người yêu cũ của mình. Anh ta đến thẳng quán ăn của cậu. Eon-so tỏ ra vô cùng khó chịu. Cậu hẹn gặp anh ta ở một quán cà phê để nói rõ mọi chuyện. Eon-so đến nơi và đưa cho anh ta quyển album chứa ảnh hai người. Cậu không muốn phải chứa thứ này trong căn hộ của mình. Anh ta mặt dày vẫn muốn níu kéo cậu quay lại, nhưng Eon-so vẫn không hề lay chuyển. Người đàn ông đó bắt đầu trách Eon-so vì sao chỉ vì một lỗi lầm nhỏ mà không chịu bỏ qua cho anh ta. Eon-so cảm thấy không thể nào mà có thể tiếp tục nói chuyện lý lẽ với con người này. Cậu bỏ đi mà không nói thêm một câu nào. Ở một bối cảnh khác, Jo Ho-on và Sang-won đã đến nơi để chuẩn bị cho các cảnh quay quảng cáo cho dự án sắp tới. Sang-won vẫn dành cho Jo Ho-on những cử chỉ đặc biệt. Jo Ho-on thì ngược lại, anh cảm thấy vô cùng khó xử. Vì thế, Jo Ho-on muốn một lần nói rõ tất cả. Anh hy vọng Sang-won có thể gặp một người khác tốt hơn, vì hiện tại trái tim của anh đã dành cho một người khác. Sang-won mặc dù hiểu những lời Jo Ho-on nói, nhưng cảm xúc của cậu vốn dĩ không thể nào có thể điều khiển bằng lý trí cả. Cậu muốn Jo Ho-on thực sự có thể hạnh phúc bên người mình thích. Đến khi đó, trái tim cậu sẽ đầu hàng và mong cầu hạnh phúc cho Jo Ho-on. Người yêu cũ của Eon-so vẫn không hề buông tha cho cậu. Anh ta đợi trước chung cư của Eon-so. Thậm chí anh ta còn ôm cậu mà không hề biết ngượng. Anh trai xin hãy giữ một chút tự trọng trong người đi. Jo Ho-on cùng với Sang-won trở về thì vô tình chứng kiến cảnh đó. Anh ta thậm chí còn khiêu khích và buông lời cả khịa Jo Ho-on. Sang-won không nhịn được suýt nữa thì đã tặng cho anh ta một quả đấm. Rất may là Eon-so và Jo Ho-on đã can ngăn. Để tránh việc hiểu lầm tiếp tục xảy ra, Eon-so yêu cầu anh ta ngay lập tức rời khỏi đây. Cậu không muốn cuộc đời của mình tiếp tục dính líu đến anh ta nữa. Tuy mọi việc đã được giải quyết, nhưng Eon-so khi thấy món cơm cuộn của mình không được Jo Ho-on dùng trong bữa trưa, lại thêm việc anh đi cùng với Sang-won, trong lòng cậu lại càng thêm khó chịu. Eon-so trách Jo Ho-on tại sao lại không ăn món cơm cuộn mà cậu đã dậy từ rất sớm, rất cố gắng để làm cho anh. Cũng vì miếng cơm cuộn, một xung đột khác lại xảy ra. Eon-so cảm thấy mình không được tôn trọng khi nấu đồ ăn cho Jo Ho-on. Về phía Jo Ho-on, anh vô cùng hối lỗi về việc này, vì thế anh đã viết một tờ giấy để gửi cho Eon-so. Về phía Eon-so, cậu đang dọn đồ để chuẩn bị bay đến đảo Jeju, nhưng khi cậu vừa vào thang máy thì đã thấy túi đựng thức ăn, bên trong là giấy nốt mà Jo Ho-on đã viết cho cậu. Những lời nói đó khiến cho Eon-so cảm thấy nguôi ngoai, cậu quyết định ở lại và không đi nữa. Qua ngày hôm sau, trong lòng của Jo Ho-on vẫn còn đang băn khoăn vì đã phạm phải một lỗi lớn với Eon-so. Anh không biết nên phải xin lỗi như thế nào để khiến cho Eon-so tha lỗi cho mình.
Vì thế, anh đã nhờ Sang-won tư vấn giúp mình. Người mà anh đã từ chối trước đó, đúng là người tàn ác thường sống thành thơi mà. Ai đời lại nhờ người mình đã từ chối rồi để tư vấn tình cảm cơ chứ? Nhưng Sang-won vô cùng rộng lượng, vì để người mình yêu hạnh phúc, cậu đã chỉ cho Jo-ho-on một bí quyết. Đó chính là tặng một món quà mà người đó thích, kèm theo đó là lời xin lỗi chân thành. Nhưng cách này giống như một con dao hai lưỡi, bởi vì nếu không biết đối phương thích gì sẽ vô tình làm tổn thương họ. Jo-ho-on vô cùng đau đầu khi nghĩ về món mà Yeon-soo thích. Ngày hôm nay chính là ngày mà Yeon-soo sẽ giao bữa trưa cho cả đoàn quay phim. Jo-ho-on nhiệt tình ra ngoài để đón Yeon-soo, nhưng cậu lại tỏ ra vô cùng lạnh nhạt với anh, khiến cho Jo-ho-on càng thêm não nề. Trong khi mọi người được phát bữa trưa, Jo-ho-on vì sợ Yeon-soo sẽ tránh mặt mình, vì thế anh không đến nhận bữa trưa. Về phía Yeon-soo, ngược lại thì sợ Jo-ho-on lại bỏ bữa, cậu đã nhờ Sang-won đưa bữa trưa cho Jo-ho-on. Trong lúc đưa thức ăn, vì biết rằng Yeon-soo đang quan sát từ xa, Sang-won cố tình đút đồ cho Jo-ho-on để chọc tức cậu. Nóc phải hủ giấm cực mạnh, Yeon-soo chỉ có thể lườm Sang-won rồi bỏ đi. Đúng là ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Trong lúc Jo-ho-on vẫn còn đang dùng bữa trưa bên ngoài thì bên phía khách hàng cũng đã đến. Jo-ho-on có nhãi muốn mời bữa trưa, tò mò vì sao mà bữa trưa Jo-ho-on cứ luôn miệng khen ngon, anh ta đã nếm thử. Kết quả, người khách hàng đó chê thậm tệ món ăn mà Yeon-soo nấu, khiến cho Jo-ho-on lúc này vô cùng sôi máu, nhưng anh vẫn phải kiềm lại vì hợp đồng làm ăn. Nhưng anh ta được nước thì làm tới, trong quá trình ghi hình quảng cáo, lại tiếp tục phê phán nội dung nhạt nhẽo và thiếu sức hút. Jo-ho-on không nể nang anh ta nữa, vì thế đã nói thẳng quan điểm của mình về vị khách hàng bất lịch sự này. Anh ta không hề biết rằng, để làm nên nội dung, đoạn quảng cáo này, mọi người đã phải cố gắng và tăng ca nhiều như thế nào, chỉ vì một lời nói của một cá nhân mà bắt người khác phải làm theo ý mình. Đây rõ ràng là anh ta muốn cố tình để gây khó dễ đến mọi người. Cũng nhờ anh ta mà Jo-ho-on nhận ra được rằng mình đã xem nhẹ món ăn mà Yeon-soo đã nấu như thế nào. Qua việc này, anh biết rằng mình cần phải quý trọng những món ăn mà Yeon-soo đã làm ra. Người khách hàng kia không hề biết phải trái. Anh ta cố tình hất nước vào Jo-ho-on, rất may Yeon-soo đã kịp thời che cho anh. Những hành vi của người khách hàng này đã bị bà sếp quay lại, anh ta trở nên đuối lý, vì thế đành phải bỏ đi để không bị mất mặt thêm nữa. Mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa, nhưng chỉ chuyện của cặp đôi chính của chúng ta vẫn chưa được giải quyết. Jo-ho-on nhớ lại rằng Yeon-soo vốn dĩ rất thích sô-cô-la và kẹo marshmallow. Vì thế để tạo ra một món ăn có đầy đủ hương vị của cả hai đó chính là bánh quy s'more. Để kịp thời gian, Jo-ho-on trở về nhà ngay lập tức vào bếp để làm bánh. Vì trước đó, Yeon-soo đã nói rằng lúc 8 giờ ra sân bay để bay đến đảo Jeju. Mọi công đoạn Jo-ho-on đều làm vô cùng trơn tru, nhưng đến quy trình điều chỉnh nhiệt độ, thay vì ra bánh quy thì nó lại tạo ra một cục than đen vô cùng tròn trịa. Đến thời điểm này thì không còn thời gian làm lại nữa rồi, Jo-ho-on nhanh chóng ôm nồi chiên không dầu mà chạy đến quán ăn. Nhưng Yeon-soo đã lên xe từ lâu, cậu đã trông thấy anh chạy đến quán, ngược lại thì Jo-ho-on lại không hề biết điều đó. Anh khi đến nơi đã vô cùng thất vọng xen lẫn buồn bã, có vẻ như lần này anh đã vụt mất người mình yêu rồi. Nhưng đạo diễn nói không với Sat-en, Yeon-soo đã quay lại, khi trông thấy cậu Jo-ho-on vô cùng bất ngờ, anh nhận lỗi sai vì những việc mình đã làm với cậu. Trông thấy chiếc nồi chiên không dầu và món bánh quy s'more phiên bản cực lỗi, cảm nhận được tấm chân thành của Jo-ho-on dành cho mình, có lẽ cơn giận của Yeon-soo đã bay mất từ lâu. Họ chính thức làm hòa với nhau, sau đó cả hai cùng bàn luận về tên của quán ăn của Yeon-soo. Với chuyên môn của Jo-ho-on, đây chỉ là chuyện còn con bon appetit, cũng có nghĩa là chúc ngon miệng. Cái tên cũng nói lên mong muốn của chủ quán ăn luôn muốn những vị khách của mình đến và ăn ngon miệng. Sau tất cả, mọi hiểu lầm được giải quyết, họ quay trở lại ở bên nhau như một cặp đôi thực sự. Nụ hôn của họ cũng là để đánh dấu cho một khởi đầu sang một trang mới hoàn toàn. Chào cả nhà, hôm nay phim 4G xin giới thiệu cả nhà bộ phim tình cảm đam mỹ của Hàn Quốc với tựa đề Dự báo tình yêu, tên tiếng Anh là A Breeze of Love. Chàng thanh niên này chạy theo cậu bạn thân trong cơn mưa để hỏi tại sao cậu ấy lại bỏ học và trốn tránh mình. Người bạn kia chỉ lạnh lùng trả lời rằng chúng ta đừng gặp nhau nữa, lời nói như lưỡi dao cắt đứt mọi thứ giữa họ. Chàng thanh niên trẻ bỏ đi trong cơn mưa, để người còn lại với chiếc ô đơn độc. Thế đó, thanh xuân được ví như một cơn mưa rào mùa hạ, có ấm áp, có mát lạnh và có cả sự ngọt ngào trong chua xót nữa đó. Hãy cùng mình xem bộ phim tình cảm dễ thương muốn xỉu về một cơn mưa rào nhé. Jin là đội trưởng đội bóng rổ của trường, cả sáng chỉ đi quát nạt anh em, nhìn trông cũng chẳng vui vẻ gì. Đội thì đang thiếu người trầm trọng vì có một thằng bị gãy chân phải ngồi dự bị, đúng là đau đầu. Jong-wook đi học lại sau một thời gian dài nghỉ vì chứng bệnh mất ngủ, mọi người đều rất mong muốn cậu ấy tham gia hoạt động của trường, nhưng cậu ta từ chối không thể phụ hơn. Tôi không muốn ăn chung và đi chung cùng mấy người đều là có lý do, nên tránh xa tôi ra.
Vừa tránh được vỏ dừa thì chàng ta lại gặp phải vỏ dừa. Hin tìm đến Jong-wook để nài nỉ cậu ấy tham gia đội bóng. Do Hyun lại vào lớp muộn đã thế vì áo bị mắc vào ghế khiến thầy chú ý. Cậu lập tức bị gọi lên bảng trả bài, thầy giáo thì muốn tức chết vì thằng học trò bất trị. Cuối buổi học, Hyun vẫn tiếp tục bám theo cậu bạn khóa chân nhưng vẫn chẳng ăn thua. Do Hyun đi qua nhìn thấy liền hỏi Hyun đó là ai. Jong-wook tình cờ nhìn thấy Do Hyun ở thư viện, đôi mắt chàng trai kia có gì đó khiến cậu muốn đuổi theo. Cô bạn lắm chuyện chẳng biết từ đâu lao đến chặn đường. Cuối cùng chàng ta cũng bị thuyết phục đến phòng tập thể dục. Thế là lần đầu hai người gặp nhau. Những tưởng phải là cảnh đẹp lắm cơ. Ai dè Do Hyun chửi thẳng mặt Jong-wook vì dám đặt biệt danh cho cậu ta là cún. Một ký ức không thể quên với Jong-wook. Hai chàng trai là học sinh cuối cấp. Có lẽ do quá mệt mỏi vì học nên trốn vào kho để chợp mắt. Hai người tỉnh dậy nhìn nhau trong ánh sáng mờ ảo chiếu vào từ khung cửa sổ. Có lẽ đây chính là lý do Jong-wook chạy đi tìm ánh mắt quen thuộc khi ở thư viện. Khổ nỗi Do Hyun nhìn cậu bạn kia với ánh mắt thù ghét, hai bên quyết định đấu bóng đôi, người này thủ thì người kia công và ngược lại. Cả hai đã có một màn đấu khá thú vị, trận đấu kết thúc với tỷ số là 10 điểm cho Do Hyun và 8 điểm cho Jong-wook, nói chung là thắng cũng chật vật chứ chẳng đùa. Lấy cớ là thiếu người, cậu đội trưởng vẫn phải nhận Jong-wook vào đội trong sự gieo hò của mọi người. Jong-wook gọi với lại, xin lỗi cún con nhé, câu xin lỗi đầy khiêu khích khiến Do Hyun lại tức điên. Cuối buổi ngày hôm đó, Jong-wook lại thấy cậu đội trưởng tiếp tục tập bóng ngoài sân. Đối với chàng trai đội trưởng thì chiến thắng quan trọng hơn hết thảy. Đang nằm xem điện thoại mà cũng phải hỏi với ra cậu bạn, cậu ta có giỏi hơn mình không? Sung-ju muốn rủ đội trưởng đi chơi riêng, Do Hyun ngại ngùng đồng ý. Ái chả tấn công mạnh bạo ghê chứ. Jong-wook vẫn chẳng ngủ được ban đêm, đã thế nhà phía trên cứ ầm ầm, thế là cậu ấy lại bật đèn lên. Trong cuốn sổ cũ vẫn để một bức ảnh của cậu bạn đã chụp từ lâu. Đội tuyển đã đủ người và ở trong trạng thái tốt nhất để luyện tập chuẩn bị thi đấu. Trong giờ nghỉ giải lao, Sung-ju chủ động tiến đến làm quen, hai người đều đang chăm chú nhìn về phía chàng đội trưởng. Buổi tập kết thúc, Do Hyun tắm xong và đang lau khô người, mùi hương cơ thể bay sang người bên cạnh khiến cơn buồn ngủ lại ập đến. Thấy vậy, Do Hyun đuổi cậu bạn về ngủ, hai bên nói chuyện qua lại chẳng mấy thân thiện vì cái tội mỏ hỗn của thanh niên Jong-wook mà ra. Rất nhanh, buổi thi đấu đầu tiên cũng đến, hai người giỏi nhất đội vẫn cay cú cạnh tranh lẫn nhau. Lại nhớ về năm cấp 3, hai chàng thanh niên đã làm quen ở trường sau lần đi trốn ngủ với nhau. Do Hyun dường như rất quan tâm người bạn mới, cuối buổi được nói chuyện cùng cậu bạn một lúc mà mặt đỏ hết cả lên, hai người rất vui vẻ té nước lẫn nhau dưới ánh cầu vồng xinh đẹp. Đúng là hình ảnh thường thấy của thanh xuân vườn trường đây rồi. Quay lại buổi đấu của đội trưởng và cậu bạn Sung-ju đã phối hợp rất ăn ý và giành được nhiều điểm. Jong-wook có nhiều cơ hội trống nhưng vì cậu bạn đội trưởng chẳng chịu truyền cơ hội cho mình, điều này khiến đội bị thua với 4 điểm chênh lệch tại hiệp 1. Cậu ấy biết rằng một phần là do mình nên cố gắng nói chuyện với Do Hyun mà không được, hai thanh niên giận dỗi nhau mà cũng dễ thương nữa. Trong hiệp 2, Jong-wook bị đẩy ngã khiến Do Hyun lo lắng ra mặt, dù vậy cậu ấy cũng đã ném một cú rất đẹp mắt, ghi điểm cho đội nhà. Đội bạn vẫn đang dẫn trước, Do Hyun giành được bóng nhưng lại ném trượt. Jong-wook từ đâu lao đến ghi điểm quyết định chiến thắng cho cả đội. Nhưng cậu ấy đã bị bong gân mắt cá chân khi thi đấu, vết thương có vẻ khá nặng. Do Hyun tìm đến gặp cậu bạn để xem tình hình, cứ gặp người kia Jong-wook lại buồn ngủ không chịu nổi. Mọi người lao vào để ăn mừng chiếc cúp vô địch vừa được nhận, ai cũng vui như Tết vậy. Tối đó cả đội rủ nhau đi uống bia ăn mừng. Khi bắt đầu ngà ngà say, Hyun hỏi tại sao đội trưởng lại điên cuồng với bộ môn bóng rổ đến vậy, ái chà thì là đam mê với cảm giác công và thủ đó mà. Hyun lại quay ra hỏi ngôi sao mới nổi của đội bóng, vẫn chỉ là câu trả lời lạnh lùng như mọi khi. Jong-wook có vẻ hơi tâm trạng khi nhìn thấy Do Hyun cười đùa bên chàng trai khác. Sung-ju mời Jong-wook uống thêm cốc rượu nữa nhưng Do Hyun đã chặn lại. Cô nàng duy nhất trong nhóm quyết định chụp ảnh cả đội để kỷ niệm chiến thắng. Do Hyun tìm gặp riêng Jong-wook để xác nhận lại tình cảm của bản thân. Chưa kịp nói gì mà đối phương đã rủ sống chung, bất ngờ chưa bạn hiền. Cậu ấy nói rằng mình đang bị thương và cần người chăm sóc. Chả rõ từ bao giờ mà chăm sóc hội viên là trách nhiệm của đội trưởng vậy nhỉ. Ký ức cũ quay lại khi hai người gặp nhau trong phòng y tế trường cấp 3. Do Hyun muốn hỏi gì đó nhưng lại bị người kia che miệng. Trong cuộc tập dượt tiếp theo Jong-wook vì đau chân nên lại ngồi dự bị, đột nhiên một quả bóng bay đúng chân đau, thế là anh đội trưởng lại được một phen lo lắng trong lòng mà chẳng dám nói ra.
Trời thì mưa mà chàng ta chẳng có ô. Đang định tự lao về thì Cruz từ đâu xuất hiện che ô cho cậu. Cậu ấy vẫn nhớ rằng người kia không thích mưa nên mới không mang ô. Hai bên lại ngại ngùng nhìn nhau đầy ý tứ. Dòng Walk ngồi học mà không ngừng nhớ lại mùi hương trên cơ thể bạn mình rồi cười mỉm. Hôm đó, cậu chủ động gặp đội trưởng để nhắc về việc đến ở nhờ. Do Huynh cũng bất đắc dĩ, chẳng biết làm sao. Trong khi luyện tập tại sân bóng buổi chiều, Do Huynh lại nhớ về chuyện ngày trước, trong cơn mưa rào, cậu ấy ướt như chuột đuổi theo Dòng Walk để hỏi tại sao bạn lại không đi học nữa. Cậu ấy chỉ nhận được câu trả lời lạnh hơn băng, chúng ta đừng gặp nhau nữa. Đang buồn vì chuyện cũ thì Sung Ju tìm đến rủ uống bia, uống chán rồi lại ra chơi bóng tiếp. Về phía Dòng Walk, cậu bạn đang dọn dẹp đồ để đi ở nhờ. Trong lúc dọn dẹp thì tìm thấy những bức ảnh cũ. Ngày trước chính cậu ấy đã chụp trộm cậu bạn của mình khi đang đứng đón nắng bên cửa sổ. Khi bị phát hiện thì liền chối bay chối biến. Hai người đúng là dễ thương không chịu nổi. Do Huynh về đến nhà thì thấy cậu bạn đang đứng chờ trước cửa. Đẹp trai vẫn không thể bằng trai mặt được các bác ạ. Cứ ăn vạ rồi thể nào Cruz cũng sẽ cho ở nhờ. Thôi thế là cứ lao thẳng vào nhà người ta ở như nhà mình, xong còn giở trò làm nũng cứ 5 phút lại gọi chủ nhà một lần, đòi hỏi đủ kiểu khiến Do Huynh tức chết đi được. Đang cay cú lắm rồi thì mất điện, đúng là điểm chứ còn gì nữa. Hai thanh niên thắp nến rồi ngồi nhìn nhau, thời tiết mùa hè nóng nực khiến Dòng Hoa quyết định đi tắm. Do Huynh nghe thấy tiếng động mạnh nghĩ bạn bị ngã liền chạy vào thì người bên trong đi ra, suýt thì đâm sầm vào nhau rồi, tiếc ghê. Hai người cứ thế lặng im trong bóng tối, Dòng Walk đành chủ động bắt chuyện trước, cậu ghét mình có phải không? Người kia định trả lời thì đèn sáng, thế là giải tán đi ngủ. Đang nằm trằn trọc thì Walk lại lao vào phòng đòi ngủ chung, thế là một người nằm trên giường, một người nằm dưới đất. Dòng Walk nói rằng được ngủ cạnh cậu thật là thích, Do Hyun thở dài quay đi chẳng biết vì tức giận hay vui nữa. Sáng ra Do Huynh đã chuẩn bị bữa sáng, ấy thế mà cậu bạn lại chê sáng ra đã ăn cơm à? Cay thật chứ, cho nhịn luôn cho biết. Ngồi ở nhà buồn chết đi được thì Do Hyun vội vã phi ra, hai bên ném bóng qua lại, quả bóng trúng đầu Dòng Walk. Do Hyun lo lắng kiểm tra vết thương, hai mắt chạm nhau thì lại xấu hổ, giả vờ chuồn đi luôn. Hai người cùng nhau đến trường, Do Huynh chủ động xách cặp cho bạn, mỗi tội hai người không cùng đích đến. Sáng hôm sau, Dòng Walk chủ động chuẩn bị đồ ăn sáng riêng cho mỗi người. Hai người đi siêu thị mua đồ cùng nhau, Do Huynh thì chỉ chọn cơm nấu sẵn cho bản thân, người còn lại thì lấy một đống mì gói mà bị kỳ thị quá trời. Tối đó Do Huynh định tắt đèn ngủ thì Dòng Walk chặn lại, trong cơn mê cậu ấy nói hãy ở lại đây với mình nhé. Hôm sau khi về nhà, Do Huynh tình cờ đọc được cuốn nhật ký ngủ của người kia, hóa ra Dòng Walk đã bị mất ngủ từ lâu, nhưng vì chẳng có cảm giác an toàn nên mới không ngủ nổi. Do Huynh lại nhớ lại ngày trước, khi hai người ở riêng với nhau, Dòng Walk đã khen rằng cậu có mùi thơm rất dễ chịu. Trong lúc người bạn nhặt bụi trên tóc giúp mình, cậu ấy đã không nhịn được mà chạm môi người kia, hai người liền chìm vào sự ngọt ngào của ánh nắng hè chiếu qua khung cửa sổ nhỏ. Dòng Walk đứng chờ xe buýt nhưng mãi chẳng lên, thực ra người mà cậu ấy muốn chờ đang chạy như điên đến. Do Huynh tưởng cậu bạn của mình bị ngớ ngẩn, thấy xe buýt đến mà không lên, ai ngờ bị đối phương chặn họng và rủ về cùng nhau, vậy là hai người lại chờ xe buýt cùng nhau. Do Huynh tắm xong thì thấy cái giường nhỏ đã bị chiếm mất, cậu nhất quyết đòi lại chiếc giường bằng được. Dòng Walk không nằm DC cả người thì đòi đặt một tay lên giường mới chịu. Sáng hôm sau, trước khi đi học, Dòng Walk hẹn cậu bạn tối về nhà ăn cơm cùng nhau. Do Huynh thì nhất định bắt cậu bạn mang theo ô đi học vì sợ trời mưa bất chợt. Khi In gặp cậu bạn ở trường liền khen nấy khen để, cậu bạn uất bấy lâu tự dưng lại tươi vui lạ thường, khí sắc cũng tốt hơn nhiều, chắc do dạo này ngủ với đúng người đây mà.
Chàng ta nhắn tin cho cậu bạn nhắc nhở rồi đi mua giày. Cậu ấy cẩn thận chọn một đôi giày có size phù hợp với Cruz. Song Du và Hin cứ bám theo Huynh để dù đi ăn, khó khăn lắm cậu ấy mới từ chối được hai người kia. Hin kể với hai ông bạn về chứng mất ngủ của Jong Wook. Điều này khiến Do Huynh bắt đầu khó chịu khi nghĩ rằng người kia chỉ tiếp cận mình chỉ vì muốn được ngủ. Cậu nhớ lại cuốn nhật ký ngủ mà Jong Wook đã ghi lại, trong đó ghi rằng Do Huynh chính là thuốc ngủ đối với cậu ấy. Khổ chủ đang tập dượt cho việc tặng quà Cruz và tỏ tình, thế nhưng chờ mãi mà Do Huynh lại không đến như đã hẹn. Cửa hàng đóng cửa rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng người thương đâu, gọi điện cũng không được, về nhà cũng chẳng có ai, khiến cậu ấy vô cùng lo lắng. Cậu quyết định chạy đi tìm Do Huynh. Trời bắt đầu đổ mưa, Do Huynh vẫn đang chơi bóng tại sân tập của trường thì Jong Wook tìm đến. Hai người bắt đầu cãi nhau, Do Huynh nóng giận nói rằng tôi bận nên quên mất, cả hai lại đấu bóng đôi trong cơn mưa. Do Huynh còn tức giận đẩy ngã cậu bạn ra đất rồi hỏi, tôi là thuốc ngủ của cậu đấy à? Ôi thôi, thế là một cơn mưa rào ập đến kèm theo nỗi buồn quặn thắt tim gan phèo phổi của người xem. Jong Wook kéo tay cậu bạn lại để giải thích nhưng người kia chẳng thèm nghe, đúng là yêu nhau lắm thì cắn nhau đau. Hình ảnh lại quay về năm họ học cấp 3, khi chàng thanh niên bắt đầu viết nhật ký giấc ngủ, trong căn phòng để đồ cũ, hai người ngồi bên nhau nhẹ nhàng và ấm áp. Do Huynh tình cờ nghe được câu chuyện của Wook nói với bạn, tôi muốn được ngủ cạnh cậu ấy, điều này khiến Huynh bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn. Jong Wook về nhà, ướt sũng và buồn bã vô cùng. Mặt khác, Sung Ju đến tìm Do Huynh khi cậu ta đã say ngất người, hai người vẫn tiếp tục uống với nhau. Cậu ấy nhận ra ngay Cruz đang buồn lòng vì một người khác. Hi-in từ đâu cũng xuất hiện, thành một nhóm ba người uống rượu như nước lã. Cô ấy cũng nhận ra Sung Ju đang buồn vì Cruz siêu người khác mất rồi, ôi cuộc tình đơn phương bao ngang trái. Do Huynh mở mắt dậy thì đã về nhà từ bao giờ, Hi-in cũng tỉnh dậy rồi vội vàng lao đến trường. Jong Wook đến trường thì lập tức đi tìm Do Huynh. Hỏi thăm Sung Ju mà chẳng được gì nên lại ra sân tập bóng chờ người thương. Chuyện lại quay về năm cấp 3 quá khứ, Jong Wook phải đột ngột xin nghỉ học ở trường. Cậu ấy tình cờ nhìn thấy Do Hyun cười cùng người khác, thế là ghen tuông lại dâng lên khiến cậu nói ra những lời sát thương khiến người kia đau lòng. Chỉ một hiểu lầm nhỏ nhoi mà đã phá hỏng tất cả tình cảm vốn có của cả hai bên, hậu quả của việc yêu người overthinking đó các bạn ạ. Jong Wook lặng lẽ dọn đồ rời đi một lần nữa thì bị Sung Ju bắt gặp. Chàng trai đơn phương đề nghị cậu bạn hãy xin lỗi trước khi bỏ đi, nếu không việc này sẽ khiến Do Hyun bị tổn thương một lần nữa. Cậu ấy cũng nói cho Jong Wook rằng người cậu ấy tìm đang ở trường cấp 3, hãy đến đó nói chuyện cho rõ ràng. Ngồi ngắm đám học sinh lại nhớ về kỷ niệm với người thương, cậu bạn chủ động chụp ảnh mình khiến người kia lại ngại ngùng đỏ bừng cả mặt. Ngồi nghĩ mãi cũng buồn, cậu ấy lại tập ném bóng thì người cần đến đã đến. Jong Wook chủ động nói xin lỗi Do Huynh, cậu ấy nói rằng mỗi lần chìm vào giấc ngủ, người cậu ấy luôn nghĩ đến chỉ có Do Huynh mà thôi. Trong buổi hoàng hôn ấm áp đó, hai chàng trai đứng dưới ánh sáng dần tắt mà nói chuyện thẳng thắn về tình cảm trong lòng mình. Jong Wook chủ động nói trước, vì lần đầu đối mặt với tình cảm của bản thân nên cậu ấy không biết phải làm gì, và rồi lại lựa chọn trốn chạy. Giờ đây cậu ấy quyết định đối diện với tình cảm của chính mình thay vì trốn chạy, lần này lời xin lỗi chân thành nhất được nói ra. Do Huynh nghe thấy liền đi đến trao cho người thương một sự an ủi ngọt ngào nhất. Thế là hai anh xác định tình cảm của nhau rồi, ấy vậy mà vẫn còn ngại ngại ngùng ngùng. Do Huynh hỏi rằng nếu có mình bên cạnh cậu sẽ ngủ ngon à? Người kia nhanh chóng trả lời, cũng chẳng biết vì sao mà ở bên cạnh cậu mình lại thấy yên lòng để chìm vào giấc ngủ. Jong Wook ôm thật chặt Do Huynh và nói lời cảm ơn. Nếu như ngày đó, họ đến gần nhau một bước chân hơn nữa, Jong Wook nói thật và tình cảm của mình, có lẽ mọi chuyện đã khác. Dự báo thời tiết thông báo rằng mùa mưa đã qua đi, sắp tới trời sẽ chỉ còn nắng ấm trong xanh. Jong Wook tỉnh dậy trên chiếc giường nhỏ bé, đồng hồ báo thức reo lên nhưng Do Hyun lại bị kéo nằm lại thêm một chút. Kết quả là hai bố chạy sấp mặt đến trường, Jong Wook nhìn thấy thông báo về cuộc thi nhiếp ảnh. May mà họ vẫn đến kịp giờ, Jong Wook vì muốn ở bên cạnh người thương nên đã đi học cùng dù chẳng phải giờ của cậu. Trong giờ học, hai thanh niên cứ bắn tim qua lại cho nhau. Tỉnh cùng quá đi mất, lại còn nắm tay nhau dưới gầm bàn rồi cười tủm tỉm nữa chứ. Vậy là mọi chuyện đã có happy ending rồi nè. Chứng mất ngủ của Jong Wook đã được chữa khỏi, chứng cáu gắt của chàng đội trưởng cũng biến mất. Họ chỉ có thể tận hưởng niềm vui tuổi trẻ đang dâng trào trong mỗi người.
Buồn nhất có lẽ là chàng thanh niên yêu đơn phương Sung Ju. Nhưng mà cũng đừng buồn quá lâu, vì cậu ấy cũng có người thầm thích rồi nhé. Người đó mang chai nước đến để cảm ơn cậu ấy vì đã giúp đỡ lần trước. Ai rồi cũng sẽ gặp được chân ái của mình, chỉ là sớm hay muộn thôi nhỉ. Về phía hai nhân vật chính của chúng ta, một người đang nhai đá rôm rốc, còn một người thì thích đùa cợt, thế là lại chụt chụt rồi. Ngày tháng cứ diễn ra vui vẻ và hạnh phúc như vậy, Jong Wook lại ngủ gật, do Hyun đang định nhẹ nhàng rời đi thì bị giữ lại làm gối ôm luôn. Chàng trai mất ngủ năm nào giờ đã tươi vui trở lại, cậu ấy đã quay lại với đam mê chụp ảnh của mình. Như một cơn mưa rào êm dịu giữa ngày hè nóng bức, chính là tình cảm giữa hai người họ. Jong Wook đã gửi bài dự thi là những bức ảnh cậu chụp người thương với tên chung là dự báo tình yêu. Tình yêu giữa họ giờ đã lại như nắng ấm vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Cảm ơn các bạn đã xem cơn mưa rào dễ thương này. Hẹn gặp lại nhé! Chào cả nhà, hôm nay phim 4G xin giới thiệu cả nhà bộ phim tình cảm đam mỹ của Hàn Quốc với tựa đề Hôn lễ của chàng học giả. Theo các bạn, thế nào là một cuộc hôn nhân định mệnh, số phận run rủi cho hai người họ lấy phải nhau? Trải qua tháng ngày bên nhau chia sẻ về buồn vui và cuộc sống giản đơn bình thường, dần dần họ đã có tình cảm với nhau, chỉ có thể là định mệnh. Đêm tân hôn, cô dâu muốn nói chuyện nhưng chú rể vì say quá nên ngất lịm luôn rồi. Trong giấc mơ, chú rể đang mò mẫm tìm cô dâu của mình. Anh ấy chợt nhận ra cô dâu là đàn ông, tỉnh dậy nhìn thấy người bên cạnh với bộ đồ hanbok xinh đẹp. Cho đến khi người đó cất lời thì bất ngờ chưa anh già. Cô dâu nam tự giới thiệu cậu ấy tên là Cha Ki-won. Tối qua trong lúc chú rể ngủ thì cô dâu cũng đã nói sự thật rằng mình là nam nhân, nhưng say quá nên vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Đến khi tỉnh lại, nhận ra sự thật phũ phàng thì đã quá muộn, tay chú rể còn bị trói nữa. Hai nhà đều là gia đình làm quan lớn trong triều đình. Vì em gái Ki-won bỏ đi nên cậu ấy phải tạm thời thay em gái tham dự hôn lễ. Chú rể đòi phải sửa sai bằng được, chứ không thể lấy một thằng đàn ông về làm vợ được. Đang không biết làm sao thì mẹ chồng gõ cửa gọi dậy, hai thanh niên cuống cuồng cởi trói và mặc quần áo. Bà mẹ gọi mãi không được nên đã mở cửa đi vào, bà ấy có vẻ rất vui vẻ và hạnh phúc vì thằng con trai ế sưng ế xìa lâu năm đã được giải thoát. Bà nóng lòng đi vào để nhìn mặt nàng dâu mới, tiện thể dặn dò con dâu mới hãy chăm sóc thật tốt cho con trai mình. Nhìn thấy mẹ đẻ vui vẻ thế khiến chú rể Ho Xuân cảm thấy rất có lỗi nếu dừng cuộc hôn nhân này lại, thế là họ quyết định sẽ tiếp tục cuộc hôn nhân này. Ngày hôm sau mẹ và em gái Ho Xuân lại đến nhà chơi, bà ý muốn mua cho con dâu ít trang phục mới nên muốn cậu ấy đi cùng để thử đồ. Hai người chối quanh co để không phải đi thử, mẹ chồng thì khăng khăng muốn mua đồ cho con dâu mới. Thế là có một cuộc giằng co không hề nhẹ giữa chị dâu và em chồng, một người thì muốn kéo chồng ra làm bia đỡ đạn, một người thì đòi anh trai đưa đi chơi, cực chẳng đã, cả nhà đành kéo nhau đi một lượt. Mẹ chồng đã chọn được một mảnh vải đẹp cho con dâu, lần này thì phải để thợ may đo size. Nàng dâu pha khe sợ lộ, liền chạy vào phòng đòi tự đo. Cô em chồng bắt đầu kêu ca đòi vào giúp chị dâu, khổ thế cơ chứ lị, đo vội đo vàng, thanh niên chưa kịp mặc áo thì cửa đã mở. Cứ tưởng lộ hết cả hàng họ rồi, may quá người mở cửa là anh chồng hờ nhà ta, anh ấy chủ động giúp lấy số đo. Thế là chiếc thước được đo từng gang tấc trên người kia, đo phía sau rồi còn phải đo cả phía trước nữa, thật là lung linh lãng mạn. Cuối cùng đôi vợ chồng trẻ đã được về nhà, thời tiết có vẻ hơi nóng nực, hóa ra là do bà mẹ chồng ở bên ngoài đốt lò giúp gắn kết đôi trẻ, chỉ khổ cho cô em dâu phải đi bê củi. Trong phòng càng ngày càng nóng, chàng dâu định mở cửa ra ngoài cho thoáng, ai ngờ cửa đã bị khóa chặt từ trước, thế là trong phòng hai người đàn ông cứ thế mà cởi hết cả áo ra. Ho Xuân bắt đầu cảm thấy xấu hổ khi phải cởi đồ ra trước mặt người lạ, Ki-won còn trêu anh ấy, đàn ông đàn an mà hay ngượng quá. Làm dâu chưa bao giờ là một câu chuyện dễ dàng, nhất là khi có cô em chồng đành hanh hành tỏi, lúc thì đòi phải lấy nước cho, lúc thì bắt chị dâu phải một mình nấu cơm cho cả nhà ăn, nhìn ngứa mắt không để đâu cho hết nhưng vì hiếu thắng nên chàng ta vẫn làm. Hôm đó, một bữa cơm đạm bạc được đưa lên, mẹ chồng thấy rất vui khi được con dâu nấu cho, Ki-won tiện thể hỏi xem có phải mẹ yêu cầu con nấu cơm không, đúng toàn là cô em chồng lắm trò thích gây chuyện. Vì cô em chồng xấu tính đã cố tình đổ muối vào canh khiến bát canh Ki-won nấu trở nên vô cùng mặn, anh ấy thử canh xong liền phun thẳng vào mặt cô em chồng, hai người nhìn nhau tóe lửa. Sau bữa ăn là giờ tập kịch, đôi vợ chồng trẻ ngồi ngoài cửa để tập giả vờ mặn nồng cho mẹ chồng vui vẻ, Ki-won tiện tay kéo anh chồng ngồi sát sạt cạnh mình, hai người cứ thế mà cười ngớ ngớ ngẩn ngẩn.
cô em chồng lại tiếp tục vẽ thêm việc cho bà chị dâu mới về. Giếng nước lạnh đến buốt tay, cô em dâu từ đâu mang đến một chậu nước nóng đổ thẳng vào bộ quần áo mẹ chồng mới may cho cậu ấy. Bộ quần áo bị hỏng khiến cậu ấy vô cùng tức giận hét vào mặt cô ta. Tối đó, Ki-won bị anh chồng mắng cho một trận vì đã lớn tiếng với em gái mình. Ấm ức và tức giận vì cô em chồng trà xanh, thế mà còn bị chồng mắng, cậu ấy đã nói ra mọi ấm ức trong lòng. Ho-sen nhận thấy cô em gái có vẻ thực sự quá đáng nên đã qua phòng cô ta để nói chuyện. Cô em gái cũng nói thẳng rằng mình không thích chị dâu, hôn nhân không có tình cảm khiến cô ấy khó chịu. Ông anh nghĩ đến những gì Ki-won đã làm cho gia đình, anh ấy đã nhắc nhở cô em gái nhẹ nhàng rồi rời đi. Khi về đến phòng, Ki-won đã ngủ trước, nhìn chiếc váy bị hỏng, Ho-sen liền thắp đèn để sửa lại chiếc váy bằng cách vẽ lên nó. Trong bóng đêm anh ấy cặm cụi vẽ tô tô, đang tập trung thì cô dâu mới còn tặng cho quả bom ngửi cho đỡ buồn ngủ. Sáng hôm sau, Ki-won tỉnh dậy, thấy ông chồng đang dùng chân váy mình làm chăn đắp. Cậu ấy nhìn kỹ lại thì thấy vết ố trên váy đã được vẽ một quả táo xấu điên đảo, bên cạnh còn kèm theo một tờ giấy. Tôi xin lỗi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chỉ mong chuyện này sẽ sớm kết thúc. Cô em gái lắm điều bám theo sau nhưng chẳng nghe rõ được chuyện gì. Đến ngã ba thì mỗi người đi một đường, cô nàng xấu tính vẫn bám theo bằng được. Đến một đoạn rẽ thì có hai tên lưu manh tiếp cận nàng ta. Chúng định đánh cô ấy, may mà bà chị dâu đến ngăn chặn kịp thời. Tên lưu manh coi thường Ki-won vì cậu ấy mặc đồ phụ nữ, nhưng rất nhanh cậu ấy đã đánh hắn phải xách dép mà chạy. Cô em dâu sau lần này đã cảm thấy có thiện cảm hơn với bà chị dâu mới. Cô ấy cảm thấy chị dâu mới sẽ cướp đi anh trai của cô ấy nên mới hành xử như vậy. Ki-won lại nhớ đến cô em gái của mình, cậu ấy đã an ủi cô giống như đang an ủi em gái vậy. Xong việc, cậu ấy về nhà, thấy chồng đang đọc sách nên cũng có hứng thú với quyển sách đó. Trước đó cậu ấy vẫn thường rất thích đọc sách, thế là anh chồng liền nói rằng nếu thích thì cậu có thể lấy bất cứ quyển sách nào để đọc. Họ cùng nhau chia sẻ sở thích về các loại sách đã đọc. Ho-sen đưa cho Ki-won quyển sách mà anh ấy thích nhất. Đó là một cuốn sách dành cho trẻ con học, trong đó chứa đầy những kiến thức rất hay. Anh ấy cũng tặng luôn cuốn sách cho vợ mới cưới. Một quan nhân xuất hiện, người ấy chính là anh trai kết nghĩa của Ho-sen. Biết tin em trai lấy vợ nên đã đến để hỏi thăm. Anh ấy còn khen em trai mình rất ra dáng đàn ông. Ông anh rất nóng lòng muốn gặp thê tử của em trai. Ho-sen đành nói là cô ấy đang nấu cơm, thế là ông anh cũng đòi ở lại ăn cơm luôn. Ông anh vừa gặp cô dâu mới là liền trúng ngay tiếng sét ái tình, anh ấy nói rằng chưa từng thấy người phụ nữ nào như vậy. Đột nhiên từ đó anh ta liền mong nhớ đến cô em dâu xinh đẹp. Đêm đó nhìn ánh trăng nhớ người thương, anh ta liền viết một bức thư tỏ tình đến cô em dâu. Nhận được bức thư, Ki-won lập tức vò nát nó vứt đi. Đúng là đùa nhau mà, anh ta còn trơ trẽn đứng trước cửa chờ cậu ấy. Vừa ra ngoài đã gặp người đáng ghét, Ki-won liền định bỏ đi thì bị chặn lại. Hắn ta cứ một mực đòi đi theo để bảo vệ cho cậu. Cứ thế hắn ta lẽo đẽo đi theo cậu, lại còn giật túi đồ trong tay cậu ấy để đòi cầm hộ. Hắn nói rằng cô cứ thoải mái mà lợi dụng ta đi, người đâu mà mặt dày hơn cả da trâu thế nhỉ. Tên quan nhân này vừa gặp đã nhất kiến trung tình với em dâu, Ki-won chẳng nói nổi, hắn đành bỏ về. Cậu ấy kể chuyện này lại cho chồng, anh ấy có vẻ khá tức giận. Thế là hôm sau hai người đàn ông lập tức gặp nhau để nói chuyện. Ông anh trực tiếp nói rằng ta yêu thê tử của đệ, đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt không có tình yêu, vậy thì em hãy từ bỏ đi và nhường cho anh. Ho-sen bị nói cho một hồi liền tức giận vì thấy hơi đuối lý, cãi nhau mãi mà chẳng giải quyết được gì, thôi thì ba mặt một lời vậy. Ki-won cũng đích thân từ chối tình cảm và nói rõ sự bất tiện mà ông anh kia mang lại. Đẹp trai không thể bằng trai mặt được, anh ta vẫn rút ra bức thư tình rồi đọc rõ to trước mặt cả ba người. Ki-won không chịu nổi nữa đành xui ông chồng phải khí khái lên đánh lại ông anh kia. Trước khi ra tay, ông chồng còn bận làm màu bằng một bài thơ gửi tặng phu nhân. Ki-won tiện thể ôm chầm lấy anh chồng vì bài thơ vô cùng cảm động. Nhìn thấy vợ chồng người ta tình cảm, ông anh võ quan mới đành thất thểu rời đi. Đôi kia thì vui ra mặt vì đã đuổi được một người khó nhằn. Ki-won về báo cáo tình hình với ông già ở nhà, con em gái tuổi báo vẫn chưa tìm thấy đâu. Vấn đề là vị quan lớn Ryu sắp về quê nhà, ông ta là người biết mặt em gái Ki-won nên họ phải sớm tìm được cô ấy về. Đột nhiên ông anh võ quan đến nhà cậu ấy để hỏi về vụ án liên quan. Nhìn thấy Ki-won, mắt anh ta sáng lên. Ki-won liền nhanh trí nhận mình là anh trai của nàng dâu mới Hwa Rin. Ông anh kia nhìn theo mà đắm đuối, chả nhẽ anh em mà lại giống nhau thế sao. Hai người đang ở trong phòng đọc sách, đột nhiên mẹ chồng gọi con dâu ra gặp mặt. Bà ấy và cô em chồng muốn rủ cậu ta đi tắm, tình hình vô cùng nguy cấp. Ki-won đành cầu cứu anh chồng hờ, thế là họ đành diễn một vở kịch cho mẹ và em gái xem. Ho-sen giả vừa làm đổ chậu than khiến Ki-won bị bỏng không thể cùng đi tắm nước nóng được. Mẹ mặc dù lo lắng nhưng đành bỏ đi cùng cô con gái. Ai dè trong lúc dọn dẹp cậu ấy bị bỏng thật luôn. Ho-sen rất lo lắng, anh ấy còn tự tay bôi thuốc cho cậu ta. Dù sao nàng cũng là phu nhân của ta mà, chăm sóc nàng là bổn phận rồi. Ít nhất thì bây giờ là vậy, chàng thiếp thiếp rõ tình cảm. Ki-won đang rất hạnh phúc thì biết tin cô em gái báo đời đã trở về. Anh ấy liền chạy ngay đến chỗ em gái. Ho-sen cũng đã đi đến. Anh ấy hỏi tại sao cô lại bỏ đi để người anh vất vả thay mình làm bao nhiêu là việc. Cô ấy nói rằng bản thân cảm thấy sợ hãi vì phải lấy người mình chưa gặp mặt bao giờ.
Mắng chán thì anh ấy liền bỏ đi, ông bố vợ từ đâu cũng chạy đến khi biết tin con gái trở về. Ông ấy muốn mọi thứ trở về như cũ, nhưng Ho Sen không đồng ý. Anh ấy cảm thấy không thể tin tưởng người đã ích kỷ phá vỡ hôn ước giữa hai gia đình. Trong khi đó, Ki Won đã cố gắng hết mình để trở thành một người con dâu và chị dâu tốt. Ta thả nhận cậu ấy làm vợ mình còn hơn, nếu không thì hủy bỏ hôn ước. Câu nói này của cậu ấy khiến mọi người đều ngỡ ngàng. Ki Won đuổi theo cố gắng giải thích thêm, chẳng phải là đã thống nhất rằng sẽ trả mọi việc về như cũ sao? Ho Sen dường như muốn người ở bên cạnh mình chính là Ki Won. Tối đó, đôi vợ chồng trẻ nằm quay lưng lại với nhau, ai cũng có những bộn bề suy nghĩ, chuyện cũ cứ thể hiện về trong tâm trí họ. Qua một đêm, họ đều đã quay lại với thân phận thật sự của mình. Ki Won trả lại cuốn sách cho anh chồng hờ, cậu ấy cũng ngắm nhìn bộ váy mới mà mẹ chồng mua cho, chuyện cũ cứ thế quay lại như một cuốn băng tua chậm, cậu ấy thật sự có nỡ rời đi hay không? Ông anh quan võ lại tìm đến nhà, anh ta tình cờ gặp Hoa Jin thật sự. Chỉ qua vài câu nói chuyện, anh ta liền nhận ra người phụ nữ mà mình mến mộ bấy lâu hóa ra là nam giới. Ki Won thật lòng xin lỗi anh ấy, cậu ấy nói mình không hề có ý muốn lừa dối, biết được sự thật anh ta lại thẫn thờ rời đi, đúng là cuộc đời ngang trái. Tối đó, Ho Sen đang uống rượu một mình thì Ki Won tìm đến, cậu ấy mang một quả táo tặng cho anh chồng hờ làm quà. Họ cùng nhau uống rượu và nói về những chuyện đã qua, lần đầu được nhìn vợ mình mặc đồ nam trang thật là cảm xúc khác biệt. Họ cùng nhau đi dạo trong đêm, tôi đã trả anh cuốn sách cũ, anh có thấy nó không? Dù có thấy hay không thì mọi chuyện đã như vậy rồi, không thể làm gì khác được nữa. Ki Won cứ thế lặng lẽ rời đi trước. Sau vết thương trong tim, Ho Sen quyết định sẽ chuyển về nơi thôn dã một thời gian cho thanh tịnh. Cô em gái thì cứ gào đòi anh trai ở lại chơi cùng. Trong lúc dọn đồ, anh ấy lại nhìn thấy cuốn sách đã tặng cho người thương, không biết có nên mang theo cùng không đây. Ho Sen xách theo một túi sách to tướng đến căn nhà nhỏ nơi thôn dã. Hàng ngày cậu ấy chỉ đọc sách cho quân sầu, hàng ngày cứ đi ra rồi lại đi vào, hết quét nhà rồi lại quét sân, chủ yếu là trong lòng vẫn nhớ đến ai đó không thể ngừng được. Tình cảm là thứ đeo bám bạn dai dẳng nhất trên đời. Tại thị trấn, anh trai võ quan lại tiếp tục gửi thư cho Ki Won, nhận thư cái theo thói quen tí thì xé luôn. Anh ấy nói rằng hãy đọc nó trước khi xé thư đi đã. Trong thư có thông tin đặc biệt quan trọng, anh ấy muốn gửi gắm đến cậu rằng tình cảm của anh ta là chân thành dù trai hay gái, đã yêu là hết mình. Ki Won đã có được thông tin của người thương, giờ thì cậu ấy sẽ làm gì? Ký ức về hai người cứ hiện lên mãi trong đầu, cậu ấy mở lại cuốn sách nhưng trong lòng vẫn không ngừng nhớ, đi ra đi vào cũng chẳng làm bản thân ngừng nghĩ. Cả hai người ai cũng vậy, đều rất mong nhớ về người còn lại, có lẽ định kiến xã hội khiến họ khó có thể bên nhau. Ki Won nhìn lại bức thư cậu cầm trong tay, cậu ấy nhớ đến lời mẹ chồng nói. Vậy là ngay ngày hôm sau, cậu ấy đã lặn lội tìm đến căn nhà nhỏ nơi Ho Sen đang sống, cậu ấy quyết định trừ khi một trong hai trở về với cát bụi thì mối nhân duyên này mới chấm dứt. Vậy là họ đã quyết định ở lại bên nhau suốt phần đời còn lại. Ki Won nhẹ nhàng tháo chiếc mũ đội đầu của người thương, chiếc mũ rơi xuống đất, hai người trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng và thanh khiết, cũng giống như tình cảm của họ dành cho nhau vậy. Cảm ơn các bạn đã xem phim. Hãy like và đăng ký kênh để xem tiếp nhiều phim đam mỹ hay khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào cả nhà, hôm nay phim 4G xin giới thiệu cả nhà bộ phim đam mỹ của Hàn Quốc với tựa đề Kế hoạch thăng cấp Idol. Xin chào các bạn, theo các bạn tình cảm giữa người với người sẽ phát triển theo tiêu chí nào? Hai chàng thanh niên trẻ trong bộ phim này họ chỉ là những người xa lạ, nhưng sau thời gian làm việc và chia sẻ cùng nhau dần dần vun đắp nên một mối tình vô cùng đáng yêu. Họ đều là những người nổi tiếng được khán giả vây quanh. Vậy trong đời thường liệu họ có đạt được điều mà mình mong muốn? Hãy cùng mình theo dõi bộ phim về hai chàng trai nghệ sĩ trẻ dễ thương hết nước này nhé! Eden vẫn giữ thói quen tập luyện buổi sáng tại phòng tập, biết tin cậu ấy được debut nên bạn bè là thực tập sinh cùng nhóm đều đến chúc mừng, mọi người đều rất ủng hộ cậu ấy. Ái Trà hãy nhìn sang ông anh cơ bắp rắn chắc đang tập luyện phía bên cạnh, anh ấy là Ji-ho-on, một nghệ sĩ đã nổi danh nhưng đang tuột dốc sự nghiệp. Ba thanh niên thực tập sinh tiến tới chào hỏi tiền bối, thế mà anh ta vẫn giữ gương mặt lạnh tanh và lặng lẽ sang chỗ khác tập tiếp, những thực tập sinh khác có vẻ như cũng chẳng có gì anh ấy. Eden thế mà lại bị xếp chung đội cùng với vị tiền bối xấu tình này, mấy đứa bạn có vẻ lo lắng cho tương lai của cậu, dù vậy cậu ấy cũng không quan tâm lắm. Hôm sau, Eden đến công ty từ sớm để gặp giám đốc cho việc ra mắt sắp tới. Trước tiên là giới thiệu bản thân, cậu ấy có một lý lịch rất đẹp, được điểm cao nhất về mọi mặt trong kỳ thực tập vừa qua. Mọi kỹ năng đều nhuần nhuyễn từ hát, nhảy, nói tiếng Anh lưu loát, rất có tố chất của một nghệ sĩ quốc tế. Thành viên tiếp theo cuối cùng cũng đến, anh ấy chính là Ri-ho-on, một nghệ sĩ đã được ra mắt và nổi tiếng vì vẻ ngoài điển trai của mình. Do có nhiều bê bối nên sự nghiệp tụt dốc, công ty không muốn từ bỏ nên mới quyết định cho cậu ấy một cơ hội mới. Giám đốc nói rằng hai người họ sẽ trở thành một nhóm mới với cái tên là Lion Heart. Hướng phát triển của nhóm sẽ là hình tượng một cặp đôi ca sĩ đồng tính nam đang yêu nhau. Thật là bất ngờ ngã ngửa, Eden hỏi rằng công ty muốn biến em thành một người đồng tính hay sao, nhưng giám đốc cương quyết nói rằng đó chỉ là biểu diễn mà thôi. Công ty giải trí GNK sẽ có cả một phòng ban đảm nhiệm hỗ trợ họ, có rất nhiều nhóm ở nước ngoài đã thành công với cách phát triển theo hướng này.
Ji-ho-on có vẻ thoải mái hơn, cậu ấy nói rằng nếu Eden đồng ý thì cậu ấy cũng sẽ thử xem sao. Giám đốc cũng khuyên cậu ấy hãy yên tâm thực hiện, nếu không thích thì cũng có nghĩa là tạm dừng việc ra mắt lại để chờ phương án mới. Sau khi suy nghĩ thì Eden đã đồng ý phương án này. Ji-ho-on chủ động đứng lên muốn bắt tay Eden, vừa chạm tay Eden thì Ji-ho-on đã kéo cậu vào lòng. Giám đốc và trợ lý đều rất vui khi nhìn thấy cảnh ôm ấp sát sao của hai trai đẹp. Trong buổi chụp hình đầu tiên, Ji-ho-on rất tự nhiên gần gũi nhưng Eden thì vô cùng ngượng ngùng. Đạo diễn có vẻ không hài lòng về thái độ của cậu ấy trong quá trình chụp ảnh, cô ta không thấy được sự tương tác giữa hai người. Lần này Ji-ho-on chủ động giúp đỡ đàn em, anh kéo cậu ấy vào sát mình để hoàn thành quá trình chụp ảnh. Buổi chụp kết thúc thì ông anh cũng rời đi luôn. Sự chuyên nghiệp của cậu ấy được quản lý và giám đốc khen ngợi hết lời. Ảnh chụp lên đẹp long lanh và rất được sự chú ý của dư luận. Giám đốc vì thế mà yêu cầu họ tiếp tục giả vờ yêu nhau trong cả cuộc sống thường ngày nữa. Đối với trai thẳng Eden thì đây đúng như tiếng sấm đánh ngang tai. Giám đốc sợ rằng fan sẽ phát hiện ra chuyện họ đang diễn nên yêu cầu cả hai phải thân thiết hơn. Họ cần có nhiều cử chỉ thân mật ngoài đời thật như đi ăn đi uống cùng nhau, tóm lại là như một đôi thật sự. Ji-ho-on chấp nhận rất nhanh, khiến Eden cũng khó có thể từ chối được. Trong buổi tập nhảy hai người đã có rất nhiều động tác thân thiết và động chạm. Các bước nhảy đều vô cùng khiêu gợi, tập xong cả hai đều nằm lăn ra đất thở hổn hển. Đàn anh chủ động hỏi sở thích của đồng nghiệp. Nói đến sở thích, cái là Eden lại tuôn ra một tràng dài hơn sớ. Ji-ho-on nghe xong mà choáng váng nên bảo cậu ấy hãy gửi qua điện thoại cho anh, chứ bố anh cũng không nhớ hết được. Ông anh đang định rời đi thì Eden lại hỏi, anh không thấy ghét việc con trai thích con trai sao? Anh ta khoác vai cậu và trả lời rất thoải mái, rằng chẳng có gì khó chịu cả, vì đây là công việc mà. Chàng trai nhỏ bị bỏ lại với những cảm xúc rối bời. Hai người vừa ra khỏi cửa thì fan từ đâu ùa đến, họ có vẻ rất yêu thích hai người. Ji-ho-on chủ động nắm tay Eden đi qua đám đông fan đang reo hò, điều này khiến cậu ta vững tin hơn rất nhiều. Về đến nhà, Eden nhớ lại cái nắm tay đó rồi dần dần ngủ thiếp đi. Đột nhiên cậu ấy tỉnh lại và thấy đàn anh đang ngồi ngay cạnh giường. Anh ấy nói rằng vì Eden gọi nên mới sang, vội đến mức áo còn chưa kịp cài cúc nữa. Rồi đột nhiên cậu ấy bị đè xuống. Ji-ho-on tiến tới áp sát cậu em xuống giường, hai đôi môi tiến gần sát lại. Chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo nhỉ? Đang trong cảnh nóng bỏng thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Eden choàng tỉnh giấc, hóa ra chỉ là một giấc mơ ướt át. Cậu ấy bật dậy tắt chuông đồng hồ. Hôm nay là ngày thu âm đầu tiên giữa hai người. Ji-ho-on đã đến tập luyện từ sớm, Eden thì lờ đờ đến công ty. Cô nàng quản lý thấy cậu ấy liền tiến đến hỏi thăm xem cậu ấy có khỏe không. Cô ấy sợ rằng giám đốc mà nhìn thấy thì sẽ trách cô ấy không chăm sóc nghệ sĩ tốt. Eden cố gắng xúc lại tinh thần và tiến vào phòng thu. Vừa nhìn thấy Ji-ho-on thì giấc mơ đêm qua lại xuất hiện trong đầu. Giờ gặp người thật đâm ra lại đỏ mặt. Cậu ấy chào vội rồi trốn vào phòng thu luôn. Trong quá trình thu âm thì cứ mắc lỗi mãi, có khi phải xin lỗi đến cả trăm lần ấy chứ. Ji-ho-on mang nước đến cho cậu ấy để hỏi thăm xem đàn em có chuyện gì không. Anh ấy vừa giơ tay lên liền bị Eden hất đi, cả hai đều ngượng ngùng trước hành động đột ngột này. Ji-ho-on nói rằng chỉ xem cậu ấy như em trai, anh cố gắng an ủi một chút rồi rời đi. Eden lập tức chạy theo nắm tay đàn anh lại, cậu ấy giải thích rằng do ngủ mơ và trằn trọc nên mới thấy uể oải như vậy. Ji-ho-on hỏi cậu ấy đã mơ thấy gì. Thì ông em liền xấu hổ và chối bay chối biến, anh ấy tiếp tục tiếp cận và hỏi kỹ hơn khiến Eden vô cùng xấu hổ và chạy ra ngoài. Vừa ra ngoài thì cậu gặp hai đứa bạn thân, họ đang nói xấu về cậu ấy mà không biết chính chủ đang đứng ngay phía sau. Họ ghen tị khi thấy đồng nghiệp được nổi tiếng một cách nhanh chóng nhờ giữa hơi người đã nổi tiếng sẵn là Ji-ho-on. Giờ đây cậu ấy mới biết đám bạn tưởng là thân hóa ra toàn bè hết, giờ đúng là chẳng tin được bố con thằng nào. Ji-ho-on đứng bên cạnh cũng đều nghe và nhìn thấy hết. Quản lý đưa họ đến gặp nhà báo để phỏng vấn. Cô ấy dặn rất kỹ càng nhưng đầu óc Eden thì đang lơ lửng trên tận 9 tầng mây. Tên nhà báo có vẻ là một người chẳng tử tế gì cho lắm. Anh ta đã từng viết bài bôi nhọ Ji-ho-on, vậy mà giờ cậu ấy vẫn rất chuyên nghiệp cười nói chào hỏi anh ta. Cuộc phỏng vấn tấn công trực tiếp vào việc hai người chỉ đang giả vờ yêu nhau thôi và phản ứng của fan đều là vì sự nổi tiếng vốn có của Ji-ho-on. Dù vậy Ji-ho-on đã trả lời trơn tru câu hỏi khó của phóng viên. Câu hỏi tiếp theo, phóng viên yêu cầu Eden phải trực tiếp trả lời. Dù câu trả lời hơi sượng nhưng cũng coi như là qua được một ải. Câu hỏi tiếp theo thì đánh trúng vào điểm chí mạng trong tim của cậu ấy. Việc nổi tiếng nhờ Ji-ho-on chứ không phải do thực lực khiến cậu ấy suy nghĩ rất nhiều. May thay Ji-ho-on đã chủ động giải vây cho cậu ấy, tiện thể cà khịa luôn tên phóng viên xấu tính. Các câu hỏi tiếp theo chú trọng vào sở thích của từng người nên cũng khá dễ chịu. Qua cuộc phỏng vấn, hóa ra cả hai đều chưa biết bơi. Thế là chúng ta sắp được thấy trai đẹp 6 múi tập bơi rồi các bạn ạ, mong chờ quá đi. Cuộc phỏng vấn kết thúc, Eden chủ động cảm ơn tiền bối vì đã nói đỡ giúp cậu ấy nhiều trong cuộc phỏng vấn. Anh ấy động viên cậu hãy tự tin về bản thân mình, đừng quan tâm đến những lời nói xấu sau lưng. Anh ấy tiếp tục chủ động áp sát Eden và hỏi, người trong giấc mơ của cậu là tôi đúng không? Vâng, Eden ngại ngùng trả lời, thế mà đàn anh còn cố gắng hỏi sâu hơn, nhưng cậu nhất quyết không tiết lộ thêm điều gì. Đúng là vất vả cho chàng trai của chúng ta rồi. Ngày hôm sau, là buổi họp với người hâm mộ, quản lý đến để trấn an Eden vì thấy cậu ấy đang căng thẳng quá mức. Nữ quản lý phổ biến việc phải xếp hàng theo thứ tự để lên xin chữ ký. Quan trọng nhất là không được động chạm vào thần tượng. Ji-ho-on vẫn xuất sắc như mọi khi. Anh ấy giao tiếp với fan rất tự nhiên và còn hỏi thăm họ nữa. Eden cũng đã rất cố gắng. Đột nhiên có một fan nam chủ động muốn ôm anh ấy. Ji-ho-on liền lao ra chặn fan lại và chủ động ôm fan thay Eden. Điều này làm các fan càng thêm phấn khích.
cuộc họp kết thúc, ông em lại lẽo đẽo đi theo đàn anh và bị mắng cho một trận vì tội bất cẩn. Anh ấy nói rằng cậu ta phải cẩn thận hơn với fan, chẳng thể biết được họ đang nghĩ gì, nhỡ đâu lại đột nhiên hôn cậu thì biết làm thế nào. Nói xong ông anh liền tiến đến thực hành luôn cho nóng. Aiden có chút ngạc nhiên và né tránh nụ hôn của tiền bối. Anh ấy chỉ cười rồi véo má cậu nhóc một cái và khuyên cậu phải cẩn thận hơn khi gặp mặt fan. Quản lý tiến đến bàn bạc về phương hướng hoạt động tiếp theo, thế là họ quyết định sẽ thăm dò xem fan thích gì. Sau buổi phỏng vấn có vẻ như người hâm mộ rất hứng thú với việc học bơi của hai chàng trai, quản lý liền đưa ra phương án quay video về việc hai thanh niên đi lặn hoặc chơi trò trượt nước. Khổ nỗi Aiden sợ nước nhất trần đời, sờ vào nước là đã không chịu nổi rồi, cậu ấy nhất quyết từ chối. Được sự động viên vô cùng nhiệt tình của quản lý và Jihoon, cuối cùng cậu ấy cũng chấp nhận quay thử clip teaser nói về việc đi trượt nước để xem phản ứng của fan, nếu clip đạt 5 triệu view thì mới phải làm thật. Clip đã được quay xong và họp cùng giám đốc. Aiden vẫn một mực nói rằng cậu ấy rất sợ nước và không thể thực hiện được hoạt động này. 5 triệu view là mức gần như chưa clip teaser nào có thể đạt được. Giám đốc nghe xong phương án có vẻ rất hài lòng và vui sướng, cứ nghĩ đến việc hai chàng trai sáu múi mặc quần bơi và chinh phục chứng sợ nước, nghĩ thôi là đã chảy nước miếng rồi. Thế là clip teaser cho bài hát đầu tiên đã được đăng lên, đó là một clip tràn đầy sức sống của thanh xuân vườn trường, lượng view bùng nổ hơn 5 triệu lượt chỉ trong 150 giờ đầu tiên. Điều này khiến bà giám đốc cười không ngậm được mồm, chị quản lý cũng được khen ngợi hết lời về ý tưởng sáng tạo, chỉ khổ hai thanh niên không biết bơi. Hai chàng trai phải chuẩn bị thực hiện lời hứa với fan, giám đốc yêu cầu họ sẽ thực hiện nó như một buổi hẹn hò đúng nghĩa, rồi tự quay lại và up lên cho giống đời thường. Bà ấy còn tặng họ một chiếc thẻ quyền lực, quẹt thoải mái để đi du lịch, dù vậy thì ông em vẫn vô cùng lo lắng cho tương lai bản thân. Ngày hôm sau, cậu ấy mặc một bộ đồ như ninja lit đến điểm hẹn, anh trai tiền bối nhìn thấy mà giật mình, tại dễ thương quá nên chỉ cười cười cho qua, đã thế lên xe ông em còn luyên thuyên về việc tối qua chẳng ngủ nổi vì sợ, thế là cả đêm nhắn tin cho ông anh để hỏi về sở thích này nọ. Trên đường đi họ bị fan bám đuôi, Jihoon khuyên ông em không phải quá lo lắng, cứ thoải mái tự nhiên tận hưởng thôi. Rất nhanh họ đã đến khách sạn, Aiden cứ lo lắng người hâm mộ khi nãy bám theo, giờ lại không thấy đâu nữa, thật là kỳ lạ, chẳng biết lúc nào họ sẽ ra bám dính lấy hai chàng trai bơ vơ này đây. Tại khách sạn đang tổ chức một buổi phỏng vấn ngoài trời, MC nổi tiếng là Hyun Bin và nghệ sĩ piano quốc tế Jay đang nói chuyện trước máy quay rất tự nhiên. Jihoon xuất hiện khiến MC có vẻ bối rối, có lẽ giữa họ đã từng có gì đó xảy ra. Aiden rất vui khi được nghe nhạc miễn phí, Jihoon thì muốn đi đường khác để né tránh ai đó nhưng đầu óc cậu em thì vẫn đang trên mây khiến anh ấy tức giận, thế là cậu em vừa bị mắng vừa bị kéo đi như thú cưng. Hai chàng trai bắt đầu luyện tập cho việc trượt nước sắp tới, rõ khổ đã không biết bơi còn phải trượt nước giữa hồ, đen thôi đỏ bỏ đi. Cô ca sĩ lúc nãy nhào lên người Hyun Bin, ấy thế mà bị anh ta lạnh lùng gạt sang, anh ấy trách móc cô hát không ra gì khiến mình xấu hổ, mắng chán rồi thì đuổi khéo cô nàng về trước. Việc thực hành cuối cùng cũng đến, Aiden lại là người vui vẻ hơn so với Jihoon, anh ấy có vẻ có chút lo lắng, trượt nước cũng khá vui nên có vẻ như họ không còn thấy sợ hãi như trước, chỉ trượt một vài lần là đã quen hơn, Aiden sau vài lần ngã thì cũng đã đứng dậy vui vẻ hơn nhiều. Một đội săn ảnh đã tìm ra họ trong lúc nghỉ ngơi. Jihoon nhắc nhở cậu em phải luôn tươi cười trước ống kính. Anh ấy còn định rủ Aiden ra phối hợp để tạo hiệu ứng tốt hơn. Ví dụ như ăn chung một cây kem nhỉ. Đám săn ảnh thấy hai người thân thiết thì đều hú hét như điên. Aiden tỉnh dậy thì trời đã tối. Ông anh tiền bối đã chuẩn bị một bữa ăn bên bếp lửa rất ấm cúng. Anh ấy muốn Aiden chỉ gọi mình là anh thôi. Cứ gọi tiền bối mãi nghe xa cách. Anh ấy còn mua sẵn mấy chai rượu, Aiden có chút lo lắng, quản lý mà biết họ uống rượu thì sẽ to chuyện, nhưng thôi có rượu thì cứ uống đã, cạn ly nào. Aiden nói rằng đây là lần đầu cậu ấy được đi dã ngoại như thế này. Jihoon cũng kể rằng cậu ấy đã đi camping như thế này cùng bạn và chú chó nhỏ. Anh ấy hỏi cậu em về người mà cậu ấy từng thích. Chàng trai cũng thoải mái mà kể lại chuyện khi cậu ấy còn nhỏ. Người bạn đầu tiên của cậu ấy là một bé gái rất dễ thương, dần dần cậu ấy đã thích cô bé đó. Có lần cậu ấy đã tỏ tình cùng cô bé đó, buồn thay, mối tình thuở bé không thành, cô bé đó hóa ra lại là con trai thích mặc đồ con gái. Thế là từ đó cậu ấy luôn thấy không thoải mái với người đồng giới. Jihoon tặng cậu em một chiếc dây chuyền rất dễ thương, Aiden cũng đeo cho anh ấy một chiếc dây chuyền đôi. Cảnh hai người sát nhau như vậy đã được phóng viên chụp lại. Jihoon chủ động tiến thêm một bước nữa, hai môi chạm nhau nhẹ nhàng mà ấm áp. Sáng hôm sau, Aiden đến công ty mà đầu vẫn đau như búa bổ, lại còn chẳng nhớ gì vì say quá. Hóa ra đêm qua bà quản lý phải đến đón hai thanh niên về. Ông em say quá còn đòi đi chơi tiếp mà không chịu về. Hai người cùng đưa cậu em về. Jihoon chủ động nhờ quản lý chăm sóc cho cậu em nhiều hơn vì còn thiếu kinh nghiệm và ngây thơ quá đỗi. Giám đốc nói chuyện riêng với Jihoon về việc được mời tham gia chương trình của Hyun Bin, người mà anh ấy đang tránh như tránh tà, không muốn chạm mặt cũng khó, người nổi tiếng mà. Aiden mang theo đồ ăn đến chỗ đàn anh đang luyện tập, có một suất thôi nên anh ấy muốn cả hai ăn chung, thế là cả hai vui vẻ ăn bánh, lại còn lau miệng cho nhau nữa, dễ thương quá đỗi. Buổi biểu diễn đầu tiên của hai người diễn ra khá suôn sẻ, họ nhảy rất đẹp và sung, bộ đồ trắng đen còn lộ ra cơ múi lấp ló. Trong cánh gà, Jihoon rất chăm sóc đàn em, anh ấy còn lau mồ hôi cho Aiden, đúng lúc này MC Hyun Bin đi tới và nhìn thấy hành động lộ liễu này.
Ji-ho-on có vẻ khó chịu và tránh né anh ta, chỉ có Eden ngây thơ vẫn nhiệt tình chào hỏi. Thấy anh ta nói chuyện với đàn anh mà còn nghĩ rằng họ rất thân nhau, khi biết được tham gia chương trình của MC nổi tiếng ông em còn vui hơn Tết. Rất nhanh ngày quay chương trình cùng với anh trai MC nổi tiếng đã đến, ban đầu cuộc phỏng vấn diễn ra rất thuận lợi, chủ yếu nói về các hoạt động sắp tới của nhóm Lionheart. Ảnh chụp hai người ăn chung cây kem có vẻ rất được yêu thích, tình cảm thân thiết giữa hai nghệ sĩ cũng được hỏi đến. MC còn nói rằng anh ta rất thân thiết với Ji-ho-on và Eden không phải là gu của Ji-ho-on. Nghe thấy vậy đàn anh liền tuyên bố trực tiếp việc anh ấy rất thích Eden, ai rồi cũng khác mà, việc này khiến tên MC bị quê cả chùm. Sau cuộc phỏng vấn, hai anh em đã nói chuyện riêng với nhau trong ô tô. Eden cảm ơn anh trai rất nhiều vì đã giúp đỡ cậu ấy thời gian qua, giờ cậu nhóc đã dựa dẫm vào người bên cạnh nhiều hơn cậu ấy nghĩ. Ji-ho-on nhắc nhở cậu ấy hãy tránh xa Hyun Bin ra, trước khi về hắn ta đã chạy theo ôm lấy Ji-ho-on để tạm biệt, ấy thế mà anh trai lạnh lùng nói, tốt nhất là sau này đừng gặp nhau nữa, ông MC quay tập 2. Giám đốc rất khen ngợi hai chàng trai và cho họ được đi nghỉ ngơi cho đã vào dịp cuối tuần, đương nhiên là được bao thầu trọn gói, không mất đồng nào, nhưng trước đó thì phải đến tham dự lễ khánh thành tại tòa thị chính. Eden nghe xong mặt cứ xị ra, chỉ có Ji-ho-on là luôn chuyên nghiệp trong công việc. Tên MC khá cay cú sau buổi phỏng vấn, người mình thích giờ lại ở bên người khác không cay sao được. Cô em gái cảm thấy rất hứng thú với Eden, thế là hai anh em hắn lại có kế hoạch chia rẽ cho mà xem. Eden lần đầu tiên được đi ghế hạng thương gia nên rất vui, nhưng Ji-ho-on dường như không được khỏe lắm. Anh ấy ngày càng thở dốc đến mức gục xuống. Các tiếp viên được gọi đến, họ cố gắng tìm bác sĩ trong số hành khách, máy bay cũng đang chuẩn bị hạ cánh. Ji-ho-on được đưa thẳng đến bệnh viện, anh ấy bị chứng lo lắng khi ngồi trên máy bay. Có lẽ vì Eden không thích nước nên anh ấy mới quyết định đi máy bay, ai ngờ bệnh cũ lại tái phát. Hyun Bin cũng từ đâu chạy thẳng đến bệnh viện, anh ta có vẻ lo lắng cho Ji-ho-on nhưng khi biết chuyện thì lại đòi chờ Eden về khách sạn. Cậu ấy nhớ đến lời đàn anh dặn rằng phải tránh xe tên MC này nên đã cố từ chối, ai ngờ anh ta lại kéo tay cậu ấy đi thẳng một lèo ra xe. Eden ngốc đi theo người lạ, còn bị hắn ta dụ về nhà mà chẳng phản kháng được tí gì. Cô em thì đã chờ sẵn ở nhà, hai người đã diễn bài để dụ dỗ Eden, cô nàng lẳng lơ còn khen hình thể của cậu ấy thật là bắt mắt. Hyun Bin giả vờ nói rằng đến bệnh viện để đón Ji-ho-on, Eden cứ tự nhiên ở lại đây rồi bỏ đi. Tại bệnh viện, Ji-ho-on vô cùng lo lắng cho đàn em, gọi mãi mà Eden không nghe máy, có vẻ như cậu em đang bị bỏ thuốc mê nằm trên giường không biết gì. Cô nàng ca sĩ kia nhìn thấy điện thoại gọi đến thì cười mỉm rồi rời đi. Một lúc lâu sau Eden mới giật mình tỉnh dậy thấy cuộc gọi của tiền bối. Ji-ho-on rất lo lắng hỏi một thôi một hồi, sau khi biết cậu em đang ở nhà Hyun Bin thì liền tắt máy để đến tìm. Cô nàng ca sĩ thấy Eden dậy thì liền lao đến tiếp cận cậu ấy, con gái con đứa mà đè cả trai ra giường thế này, chắc thèm khát ăn xúc xích lắm rồi chăng? Eden đẩy cô ta ra, khiến cô ta vô cùng tức giận. Cô ta hỏi rằng có phải cậu yêu Ji-ho-on không? Chàng thanh niên không nói gì mà chạy ra ngoài cửa. Vừa mở cửa thì gặp ông anh lo lắng tìm đến. Có lẽ do tác dụng phụ của thuốc mê khiến cậu ấy đứng không vững. Ông anh tức giận mắng cậu ấy xối xả. Hyun Bin tức giận khi nghe chuyện từ cô em gái. Nuôi bao năm mà chẳng được cái việc gì. Chỉ có ăn thịt chay thôi mà cũng làm không xong. Đúng lúc này Ji-ho-on tìm đến tóm cổ áo hắn để dằn mặt. Ji-ho-on yêu cầu hắn không được tiếp cận Eden nữa. Điều này khiến hắn ta vừa xấu hổ vừa cay cú. Hôm sau, hai chàng trai thực hiện công việc của mình là đến tham dự buổi khai trương tòa thị chính của tỉnh. Ông thị trưởng rất vui vẻ đón tiếp họ. Ông ta còn kể về quá khứ muốn theo đuổi nghệ thuật nhưng bị mẹ ngăn cấm của mình. Ông ta còn tặng cho hai chàng trai album tự sản xuất của bản thân. Đến cuối cùng thì vẫn đọc sai tên nhóm nhạc, rõ chán. Cuối cùng cũng thoát được ông chú lắm chuyện đó. Hai người họ giờ đã có thể thoải mái nghỉ ngơi vui chơi. Ji-ho-on chẳng chờ cho quản lý nói xong đã nắm tay Eden kéo đi. Hai chàng trai cùng nhau ra bãi biển để chạy nhảy và chụp ảnh tặng fan, chỉ có hai người, họ đã có khoảng thời gian rất vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Ji-ho-on đột nhiên ôm Eden từ phía sau khiến chàng trai trẻ lại thêm phần xao xuyến. Trong khung cảnh hoàng hôn trước biển đẹp tuyệt vời này, cậu ấy chạy ra bờ biển một lần nữa và gửi lời cảm ơn tới ông anh tiền bối lạnh lùng nhưng đẹp trai trước mắt. Đột nhiên cậu ấy nhận ra tình cảm của chính mình dành cho anh ấy, đó chính là tình yêu. Người thứ ba vẫn đang cay cú chuyện vừa rồi, hóa ra trước đó hắn đã làm trò bần thỉu này với Ji-ho-on. Đột nhiên nghệ sĩ piano mới nổi tên là Jay gọi điện đến cho anh ta hỏi về Eden, có vẻ như chàng trai này chính là cô bạn gái mà Eden thích lúc trước. Trong chuyến bay về, hai anh em tựa đầu nắm tay nhau ngủ ngon lành không biết rằng có những sóng gió mới đang sắp tới với họ. Giám đốc và quản lý đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ chúc mừng nhóm Lionheart thắng giải nhất giải thưởng âm nhạc của năm. Eden được mời tham dự một chương trình ca nhạc do nghệ sĩ piano nổi tiếng tổ chức, ai cũng bất ngờ về điều đó. Hôm sau, quản lý và giám đốc đi cùng cậu ấy đến gặp Jay, một chàng trai rất dễ thương và đánh đàn vô cùng giỏi. Giám đốc giới thiệu hai người với nhau, Jay nhận Eden là người quen nên đã lao đến ôm chầm lấy cậu ấy trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Chàng thanh niên thì vẫn nghĩ mãi không ra là quen nhau lúc nào nữa, cậu bạn phải nói mãi thì mới nhớ ra đó chính là cô bé năm xưa cậu ấy thích thầm. Hai người cùng nhau đi dạo để ôn lại chuyện cũ, mày nói chuyện đến khi bụng Eden réo lên liên hồi. Thế là hai chàng trai lại rủ nhau đi ăn tteokbokki, đây là món yêu thích của Jay mỗi khi về Hàn Quốc, cũng là món ăn hồi nhỏ hai người thường ăn.
Món ăn khiến Eden nhớ về người bà vẫn luôn ủng hộ sở thích và sự nghiệp của mình. Jay rủ cậu bạn gặp nhau mỗi ngày để trải nghiệm đồ ăn tại Hàn Quốc. Eden cũng rất vui vẻ nhận lời dù lịch trình của cậu ấy vô cùng bận rộn. Eden đến phòng tập thì thấy đàn anh đã đến tập từ trước. Anh ấy có vẻ không được vui cho lắm. Anh ấy tức giận khi biết chuyện Eden gặp lại mối tình đầu. Hóa ra vì anh ghen mà. Eden được nhận vai chính tại phim do Jay phụ trách sản xuất. Cậu ấy vẫn ngây thơ nghĩ rằng do bản thân tốt nên được nhận mà thôi. Ji Ho-on chưa kịp nói thêm thì giám đốc vào thông báo nhóm tạm thời sẽ dừng hoạt động một thời gian để hai nghệ sĩ đi con đường riêng. Ai cũng bất ngờ về việc này. Eden cố gắng giải thích rằng cậu ấy có thể vừa đóng phim và hoạt động nhóm cùng Ji Ho-on. Giám đốc bắt đầu tức giận quát mắng cậu ấy không thay đổi được ý định của giám đốc nên Ji Ho-on tức giận bỏ đi. Eden lập tức chạy theo đàn anh. Tất cả mọi chuyện đều là sự sắp xếp của Hyun Bin để chia rẽ Eden và Ji Ho-on. Anh ta đã bắt tay với Jay và giám đốc, hứa mang lại lợi ích cho từng người trong việc này. Đây chính là lý do dẫn đến quyết định của giám đốc. Eden chạy theo đàn anh để xin lỗi vì cậu ấy đã làm ảnh hưởng đến anh. Ji Ho-on cười nói có lẽ tôi cũng có lỗi. Từ giờ nếu không phải việc của nhóm thì không cần gặp nhau nữa. Cậu em vẫn ngu ngốc không rõ ý đàn anh là gì. Cuối giờ đang cố gắng đứng chờ để hỏi cho ra nhẽ thì Jay tìm đến kéo cậu ấy đi. Ji Ho-on buồn bã uống rượu ở quán thì bị trà xanh Hyun Bin tìm thấy. Anh ấy định né luôn nhưng hắn ta lại cho anh xem ảnh chụp của Jay và Eden. Hắn ta khuyên Ji Ho-on hãy nhìn vào sự thực giữa hai người. Hắn cầu xin muốn quay lại làm bạn bè với Ji Ho-on nhưng nhận lại vẫn là sự lạnh lùng vốn có. Eden thì vẫn cố gắng tìm gặp đàn anh để thổ lộ tình cảm bản thân. Đang luyện tập xem nói sao cho tốt thì lại thấy Ji Ho-on đi về cùng Hyun Bin. Eden nhìn thấy Hyun Bin tiến sát đến bên Cruz nên tưởng hai người họ đang bên nhau. Cậu ấy vừa bỏ đi thì Ji Ho-on đẩy tên xấu xa trà xanh ra và nhập mật khẩu để lên phòng. Eden thì cứ nghĩ đến cảnh Cruz đang ở bên người khác thì vô cùng đau lòng. Chị quản lý tìm cậu ấy khắp nơi không được nên đã tìm gặp mấy đứa bạn của cậu ấy để hỏi thăm. Jay đang uống rượu một mình, cậu ấy lại nhớ lại việc tặng hoa và nhẫn đôi cho Eden nhưng bị người thương từ chối. Ôi tình đơn phương. Jay biết rằng tình cảm của Eden không dành cho mình nên quyết định tạm biệt bạn để về Mỹ. Eden đến và bắt đầu uống rượu như điên. Jay nhìn thấy mà cũng đau lòng. Cậu ấy khuyên mãi Eden mới kể ra nỗi lòng mình dành cho tiền bối. Có vẻ như cậu ấy thực sự rất thích anh Ji Ho-on. Jay nói rằng dù thế nào đi nữa cậu nên nói rõ tình cảm của chính mình cho đối phương biết. Eden nhận ra việc mình cần làm. Cậu ấy cảm ơn Jay vì lời khuyên tuyệt vời và cả về tuổi thơ vui vẻ của họ nữa. Họ tạm biệt nhau trong vui vẻ. Hyun Bin đến tận nhà để chăm sóc cho Cruz. Ji Ho-on thì chẳng thích và liên tục đuổi đi nhưng anh ta vẫn không đi. Đột nhiên có tiếng chuông cửa. Nhìn qua camera thấy Eden đến liền tắt đi luôn. Ji Ho-on hỏi thì anh ta giả vờ đó là người giao hàng. Tên trà xanh xấu xa trực tiếp xuống gặp để đuổi Eden đi. Anh ta nói mình rất yêu Ji Ho-on nên muốn cậu ấy phải tránh Sari Ho-on ra. Lần này cậu em quyết không tin anh ta nữa. Cậu ấy một mực đòi vào gặp Ji Ho-on bằng được, dù cho có bị ai nói gì đi chăng nữa. Nhưng Hyun Bin đã kéo cậu ấy rời đi. Ji Ho-on ở bên trong đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người kia nhưng vì Eden, anh ấy quyết tâm sẽ rời xa người mình thích. Buổi công diễn cuối đã đến, mỗi người ngồi một phòng riêng. Lúc chuẩn bị ra sân khấu, hai người lại gặp nhau. Eden hỏi đàn anh rằng việc đóng giả gay giữa họ đã kết thúc thật sao. Em vốn thích anh từ lần đầu gặp gỡ. Lần này cậu ấy đã trực tiếp nói, em yêu anh với Ji Ho-on, tình cảm đó cũng được đáp lại. Ji Ho-on lập tức trả lời cậu ấy, anh yêu em. Hai người chuẩn bị trao nhau nụ hôn ngọt ngào thì có người đến phá đám. Nhưng không sao, Ji Ho-on nắm tay cậu em cùng nhau lên sân khấu. Chuyện tình cảm giữa họ đã có một kết thúc hạnh phúc. Buổi biểu diễn đầy cảm xúc của hai nghệ sĩ có lẽ sẽ còn tiếp diễn trên sân khấu và cả cuộc sống đời thường nữa. Chào cả nhà, hôm nay phim 4G xin giới thiệu cả nhà bộ phim tình cảm đam mỹ của Hàn Quốc với tựa đề Sẵn sàng yêu em, tên tiếng Anh là Jun and Run. Nếu sếp của bạn lại là Thanh Mai Trúc Mã từ nhỏ thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Cả hai chàng trai đều tên là Jun, họ là bạn thân khi còn nhỏ nhưng lại phải xa nhau vì một người chuyển sang Mỹ để sống. Bỗng nhiên họ gặp lại nhau, vô cùng tình cờ lại cùng công ty, người thương xa cách bỗng dưng trở thành sếp của bạn. Chuyện tình này sẽ đi đến đâu đây? Hãy cùng mình theo dõi bộ phim dễ thương này nhé! Ngày đầu đi làm nhưng Jun đã dậy muộn rồi, nhận được tin nhắn chúc mừng của mẹ. Cậu ấy rất vui và chuẩn bị tốt cho bản thân để bắt đầu một ngày mới. Trước khi đến công ty, cậu ấy rẽ vào cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn sáng. Một người đàn anh cùng công ty đã gọi điện thoại ân cần nhắc nhở cậu ấy. Có vẻ như một vụ tai nạn nhỏ khiến cậu ấy không thể sử dụng tàu điện ngầm được, đành phải ra ngoài bắt taxi. Trong lúc bắt taxi, cậu ấy đã cãi nhau với một cô gái chỉ vì xin được bắt taxi trước. Cô nàng kia cũng đánh đá nên nhất định không đồng ý. Một chiếc xe sang đỗ trước mặt họ, anh đẹp trai trong xe muốn cho cô em đi nhờ xe đến chỗ làm. Lee Jun nhìn thấy vậy cũng mối mặt xin được đi nhờ, ngày đầu thì không thể đi làm muộn được. Ấy thế mà anh chủ xe đẹp trai cũng đồng ý, đúng là đã đẹp người còn đẹp cả nết. Lần đầu được ngồi xe sang nên cậu ấy nhìn ngó xung quanh đủ thứ vì thấy tò mò. Cô gái kia thấy cậu ấy ngứa mắt nên cũng mắng vài câu. Họ bắt đầu cảm thấy Lee Jun quen quen. Thật ra cậu ấy trước kia là một idol của giới trẻ, giờ không làm idol nữa mà quyết định đi làm văn phòng cho cuộc sống bình yên. Thật tình cờ và thật bất ngờ, anh chủ xe đẹp trai cũng đến cùng công ty với Lee Jun. Cậu ấy cảm thấy phải cảm ơn người đã giúp đỡ mình cho ra trò, thế là liền ký tên vào hộp sữa kèm theo số điện thoại. Định chạy thẳng lên thì bị vấp, vẫn là anh đẹp trai đỡ cậu ấy vào lòng. Lee Jun vẫn thắc mắc nhìn ông anh này trông quen quen. Đến lúc vào thang máy, các nhân viên đều né anh ta, riêng chỉ có Lee Jun ngốc nghếch cứ thế lao vào.
Thang máy ở tầng 11, đúng văn phòng mà cậu ấy đến làm việc. Anh đẹp trai dẫn cậu ấy tiến thẳng vào phòng của quản lý. Tất cả mọi người đều đứng lên chào giám đốc, bất ngờ cho nhân viên mới. Ông anh trưởng phòng cũng rất ngạc nhiên khi thấy Lee Jun đi cùng giám đốc công ty đến chỗ làm. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày làm việc đầu tiên. Anh trưởng phòng kể rằng ông anh giám đốc này cũng mới đến, có vẻ là một người rất giỏi được cấp trên cử đến để hỗ trợ chi nhánh này do năm vừa qua làm ăn thất bát. Vừa nhắc Tào Tháo liền xuất hiện. Anh giám đốc đẹp trai lại tìm Lee Jun để đòi trả ơn. Các nhân viên trong công ty thì đang bàn tán rằng nhân viên mới hẳn là con ông cháu cha. Giám đốc gọi cậu ấy đến văn phòng để nói chuyện riêng, điều này khiến cậu ấy rất căng thẳng. Hóa ra anh ý chỉ là đang xem sơ yếu lý lịch của cậu ta. Lee Jun rất thích tìm hiểu về mùi hương, đó là lý do cậu ấy muốn xin đến làm việc tại công ty hiện tại. Trưởng nhóm Hyun Jae là người đã giới thiệu cậu ấy vào công ty này để làm việc. Anh giám đốc đột nhiên tiến đến gần Lee Jun, lâu quá không gặp. Hóa ra họ đã từng là bạn của nhau hồi nhỏ. Anh giám đốc tên là Choi Jun, khi còn bé Lee Jun vẫn hay bảo vệ Choi Jun khỏi đám bạn chuyên bắt nạt cậu ấy. Hai đứa trẻ thường xuyên chơi đùa cùng nhau, đột nhiên Choi Jun rất buồn vì bố mẹ cậu cãi nhau, thời gian họ dành cho nhau dần dần đã trở thành thói quen, việc không còn cậu bạn bên cạnh khiến Lee Jun cảm thấy vô cùng mất mát. Cậu bạn thời thơ ấu thế mà giờ đã trở thành anh sếp cao to đẹp trai, thật đúng là khó tin mà. Công ty của họ đang nghiên cứu và hoàn thiện một loại nước hoa dành cho tóc, dự án do trưởng nhóm Hyun Jae phụ trách, Lee Jun cũng được nhận vào dự án quan trọng này dù là nhân viên mới. Chàng trai nhỏ đột nhiên nhận được tin nhắn của anh sếp hẹn gặp riêng bên ngoài, điều này khiến cậu ấy nhớ lại chuyện cũ, có chút xấu hổ rồi lại ngồi cười tủm tỉm. Anh trưởng nhóm quan tâm Lee Jun một cách đặc biệt, vì là nhân viên mới nên cậu ấy phải nhận nhiệm vụ đi mua cà phê cho cả phòng, thế mà trưởng nhóm liền đi theo. Anh ấy cũng rất tận tình chỉ bảo cho cậu em ngốc từ việc thanh toán thẻ công ty thì phải lấy hóa đơn. Hai người nói chuyện rất thân thiết và vui vẻ khiến cô nàng bán hàng khá khó chịu. Hai anh đẹp trai thế mà không đớp được anh nào. Coffee đã sẵn sàng, ai cũng có phần của mình. Cuộc họp cho dự án mới cũng bắt đầu. Choi Jun vừa vào bảo đảm rằng công sức của mọi người đều sẽ được ghi nhận xứng đáng. Thế là ai cũng tràn đầy khí thế cống hiến cho tư bản. Thế nhưng câu sau thì về đúng bản chất tư bản bóc lột. Mọi người hãy lập tức bắt tay vào làm việc nào. Lee Jun nghĩ lại nhớ thằng bạn ngày xưa dễ tính lắm mà, giờ thành sếp khác quá đi mất. Đã thế vừa hết giờ làm thì sếp lại rủ mọi người đi ăn, cứ tưởng là hẹn với mình rồi cơ mà, người đâu mà kỳ thế nhỉ? Đang mải chửi sếp hết hơi thì sếp xuất hiện, thế là run tay làm đổ cả cà phê vào người. Choi Jun liền bắt cậu ấy cởi áo ra thay, khiến cậu bạn ngốc ngơ hết cả người. Thời gian đến lúc giờ ăn cũng chỉ còn 15 phút nữa, thế là anh ấy cứ nhất quyết đòi đổi áo cho cậu bạn vì anh ấy có áo dự phòng rồi. Thấy sự sốt sắng của anh bạn đòi đổi áo cho mình mà Lee Jun có chút giật mình. Cậu ấy xấu hổ tránh anh sếp đẹp trai, đột nhiên anh ấy lại kéo cậu lại gần. Hai người đứng đối diện sát cạnh nhau. Lee Jun cho rằng cậu bạn sang Mỹ từ nhỏ nên tiếng Hàn hơi kém nên quyết định kèm cặp thêm cho cậu ấy tiếng Hàn. Đây là mềm dẻo này, còn mềm mại là má tớ nhé. Choi Jun lại kéo cậu ấy vào gần thêm nữa. Mềm dẻo là thứ gì đó dễ uốn, còn mềm mại thì khá là cuốn hút đó. Câu chuyện tiến triển nhanh quá, thấy cậu bạn ngốc ngại ngùng nên anh sếp cũng không trêu cậu bạn mình thêm nữa. Mọi người bắt đầu bữa tiệc nhỏ ở nhà hàng, các nhân viên nhân lúc sếp không có ở đó đã kể về truyền thuyết của anh ấy tại tổng công ty. Nghe nói ngay từ ngày đầu tiên đi làm anh ấy đã nộp được một bản dự án rất thành công. Vừa nhắc cái là sếp liền xuất hiện, họ bắt đầu nói về chuyện Lee Jun có tên giống giám đốc ấy, thế mà hai người chẳng giống nhau tí nào, người thì cứng rắn người thì mềm mại, ôi nhắc đến mềm mại cái là cậu ấy tí thì sặc nước. Mọi người cạn ly, trưởng nhóm sợ Lee Jun uống nhiều nên đã chuẩn bị sẵn sữa sô-cô-la mà cậu ấy thích để uống cùng. Anh sếp bên cạnh nhìn sang với ánh mắt hình viên đạn. Cuộc vui đã dần đi đến hồi kết, ai cũng uống rất nhiều. Anh trưởng nhóm bị giám đốc chúc rượu say còn véo má Lee Jun và ngả đầu vào vai cậu ấy. Điều này khiến anh sếp càng nóng mắt hơn. Kết thúc cuộc nhậu, Choi Jun muốn rủ cậu bạn đá lẻ nhưng cậu ấy phải về nhà. Đang nằm đột nhiên cậu ấy lại nhớ ra cái áo đang mặc là của anh sếp, ngửi thử cái, quả nhiên trên áo có mùi của cậu bạn thời thơ ấu, nhưng dù sao cũng là sếp nên cậu ấy quyết định sẽ giặt sạch nó để mai trả lại. Đang giặt áo thì có chuông cửa, cứ tưởng đồ ăn mẹ gửi, ai ngờ lại là anh sếp của mình, chẳng hiểu sao anh ấy lại có địa chỉ nhà của cậu nữa, chẳng nói được mấy câu thì anh ấy liền gục vào vai Lee Jun, lại còn đòi kể bí mật nữa chứ, tưởng gì hóa ra là bảo tớ say quá mất rồi. Thế là cậu ấy lại phải chăm sóc cho cậu bạn đang say khướt của mình, áo khoác cởi rồi, cởi thêm vài cái cúc nữa, cậu ấy liền xấu hổ quay đi và đắp chăn cho bạn mình. Cậu ấy lại nhớ lại kỷ niệm khi họ còn nhỏ, Choi Jun đã tặng cho cậu ấy một gói kẹo rất xinh, Lee Jun cũng hứa sẽ tặng quà lại cho cậu bạn thân của mình. Sáng hôm sau anh sếp thức dậy, hít hà cái chăn đang đắp, cậu bạn thì vừa tắm xong, Charlie tỏ ra tức giận vì thái độ của anh sếp, ai dè bị kéo vào lòng người ta, sao cậu thơm thế nhỉ? Anh sếp còn nhớ giúp một tay, chưa biết giúp chuyện gì mà cậu bạn đã cuống hết cả lên rồi. Anh ấy còn khen cậu bạn mình dễ thương, chính chủ liền đứng hình luôn. Lee Jun khi mới gia nhập showbiz đã có bài phỏng vấn riêng, cậu ấy nói muốn trở thành người nổi tiếng để thu hút sự chú ý của một người đặc biệt. Người đó có mùi hương rất riêng và nó còn giúp bạn sưởi ấm trái tim nữa. Charlie nhìn video đó mà cứ cười mãi.
Sau khi được khen và đứng hình mất 5 giây, Lee Jun vội vùng lên, lại còn nhắm chặt mắt không dám nhìn cậu bạn đẹp trai thêm giây nào nữa. Hố này mà lọt là hết lên luôn. Cô em Giang nhìn thấy Lee Jun ngồi trên xe anh trai mà giận tím người, đã thế lại còn bị đuổi xuống ghế dưới ngồi nữa chứ. Sau khi được ông anh giới thiệu, cô em mới nhận ra hóa ra con chim bồ câu hay ngáng đường mình chính là cậu bạn thân thuở bé của ông anh trai. Cuộc đời đúng là không ngờ được mà. Cô ấy quyết định xuống xe sớm để hai anh trai có không gian riêng, trước khi xuống xe còn phải kiss nhẹ vào má ông anh. Điều này khiến Lee Jun bắt đầu suy nghĩ. Đến công ty rồi mà vẫn ngẩn ngơ, ông anh trưởng nhóm kiếm cớ đổ cà phê vào tay cậu em để tiếp cận. Anh ta thì định nói về chuyện tình cảm của mình, ai ngờ trong đầu cậu em lại chỉ nghĩ đến chuyện trai Jun bị một cô gái hôn vào má. Cuộc nói chuyện kết thúc chóng vánh vì Lee Jun quyết định phải làm cho ra nhẽ việc này. Anh sếp đang làm việc thì bị hắt hơi vì có người chửi sau lưng. Cô em Giang với danh nghĩa vợ chưa cưới gọi điện đến để nói chuyện. Lee Jun bị trưởng phòng cử đi mua cà phê cho cả phòng, ấy thế mà còn bị đám đồng nghiệp nói xấu sau lưng đủ điều vì không biết đặt cà phê. Cuộc sống làm nhân viên văn phòng không hề dễ dàng, cậu ấy còn chẳng biết dùng máy photo thế nào. Đúng lúc anh sếp đi qua, thế là liền được trợ giúp. Thôi thì cần cù mù thông minh. Dù tối muộn rồi nhưng cậu ấy vẫn cố gắng làm việc. Choi Jun nhìn thấy thì muốn giúp đỡ bạn mình nhưng cậu ấy vẫn quyết tâm tự làm bằng khả năng của bản thân. Đuổi mãi anh sếp mới về thì anh trưởng nhóm lại xuất hiện, còn mang đồ ăn cho cậu ấy nữa. Anh ấy còn ân cần lau miệng cho cậu ấy bằng chiếc khăn được người thương tặng. Charlie quay lại và đã nhìn thấy hai người vui vẻ bên nhau nên đành ủ rũ bỏ về. Các đồng nghiệp khác coi thường cậu ấy vì nghĩ rằng cậu ấy vẫn chưa làm xong báo cáo. Thư ký tiến vào báo mọi người chuẩn bị cho cuộc họp dự án sắp tới. Một giám đốc khác đang quát nhân viên, mọi người đứng bên ngoài, đều không ai dám vào đòi phòng họp. Charlie thấy vậy liền tiến vào phòng họp. Mọi người lần đầu tiên được nhìn thấy giám đốc phụ trách đẹp trai của mình cười, ai cũng rất cảm khái. Tên giám đốc kia thấy anh sếp trẻ nên còn định phủ đầu người ta, đúng là người ngu ngốc chuyên nhìn mặt mà bắt hình dong. Chỉ vài câu nói thôi, Charlie đã khiến hắn phải toát mồ hôi, anh ấy quyết định chấm dứt hợp đồng với bên công ty đối tác này. Tên giám đốc này còn định chơi bẩn công ty, hắn nói rằng không có hắn thì còn lâu mới liên lạc được với người nổi tiếng. Ấy thế mà Lee Jun chỉ mới một cuộc gọi đã mời được người nổi tiếng nhất có mặt trong vài giây, điều này khiến tên kia sốc triệt để. Anh sếp thì lại có thêm đối thủ cạnh tranh mới rồi, rõ khổ, hết người nọ đến người kia. Lee Jun và đàn anh gặp nhau khi vừa mới được ra mắt, đó là trong một buổi chụp hình. Lee Jun đã bị nhiếp ảnh gia mắng xối xả vì không biết cách tạo hình. Đàn anh đã chủ động giúp đỡ cậu ấy, thế là họ đã có những bức ảnh rất đẹp để ra mắt. Anh trưởng nhóm cũng đã có mặt để an ủi cậu ấy. Đàn anh có việc nên đã về trước, trước khi đi anh ấy còn chia sẻ kinh nghiệm cho người mới rất nhiệt tình. Các nhân viên mới lại bàn tán về Lee Jun, họ cho rằng người quen biết được người nổi tiếng như thế chắc chắn không phải người bình thường. Ông anh trưởng nhóm vừa đến đúng lúc họ nói đến mình, thế là mấy người đồng nghiệp liền bị sặc nước khi nhìn thấy anh ấy, đúng là quả báo nhãn tiền mà. Lee Jun nói chuyện riêng với đàn anh ấy trách cậu em toàn bơ mình, người bận như tôi mà phải sắp xếp lịch trình để gặp cậu đấy, người có tình cảm nhiều hơn đúng là thường thiệt thòi. Đám con gái lao vào cảm ơn Lee Jun vì đã cứu họ một lần. Mọi người nộp dự án cho giám đốc, riêng Lee Jun là bị gọi lại. Trong giờ làm trưởng phòng giao cho cậu ấy một công việc mới, cậu ấy cũng không biết làm thế nào, định hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp nhưng chẳng ai giúp. Anh sếp liền xuất hiện yêu cầu gặp riêng cậu bạn, anh ấy biết rằng thể nào hôm nay cậu ấy cũng phải tăng ca, đã thế nhốt vào một góc bắt tăng ca riêng với mình, chứ toàn để bị nẫng tay trên như mấy hôm vừa rồi thật là bực mình quá đi. Anh ấy quyết định giao thêm việc cho phòng của cậu bạn, lại còn gợi ý là giao cho thực tập sinh khiến ông trưởng phòng mừng ra mặt, thế là đương nhiên việc đó bị giao thẳng đến thay Lee Jun. Làm sếp đúng là có nhiều đặc quyền ghê, nhân lúc ở riêng thì anh ấy đã dò hỏi việc cậu bạn làm sao mà quen được với người nổi tiếng thế. Lee Jun liền nói tớ cũng từng là người nổi tiếng đấy nhé, tớ giỏi ca hát và nhảy múa lắm. Choi Jun nhân lúc này liền nói thẳng, cậu rất đặc biệt với tớ đó. Cậu bạn thấy vậy ngại ngùng, sao thế, tim cậu đang rung rinh vì tớ à? Ai ngờ nhận lại câu trả lời, Đang tâm sự dở thì cô em Giang lại xuất hiện cùng túi đồ ăn to tướng, đúng là người chuyên ngáng đường người khác. Gia thế của cô nàng Giang này cũng không phải nhỏ, sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi, cô ấy là CEO của một tập đoàn lớn. Choi Jun còn chủ động lau miệng cho cô ấy, thấy hai người có vẻ rất hợp nhau, Lee Jun lại nổi lên sự ghen tức, đã thế hai người họ còn cứ to nhỏ nói chuyện riêng với nhau nữa chứ. Làm thì ít mà tâm sự thì nhiều, Choi Jun nói rằng anh ấy đã về nước được 2 năm rồi. Lee Jun liền hỏi cậu ấy về mối quan hệ với cô nàng Giang kia, cậu ấy đứng hình khi biết cô nàng đó là vợ chưa cưới của người thương, trong lòng rối bời. Lee Jun liền kiếm cớ chuồn thật nhanh. Anh trưởng nhóm đúng là thánh cơ hội, ấy thế mà đã bắt kịp cậu em, lại còn tìm được lúc an ủi kịp thời. Lee Jun rất tự ti về bản thân, rằng chẳng làm được gì ra hồn, người ta bằng tuổi mình đã là giám đốc, thế mà cậu ấy thì thất bại trong việc làm thần tượng, giờ lại phải đi làm nhân viên thực tập. Càng nghĩ càng buồn, về đến nhà cậu ấy nhìn thấy chiếc áo của anh sếp mà bất giác đưa lên mũi ngửi, mùi hương này thơm ghê. Đàn anh lại gọi đến cho cậu ấy thông báo ngày mai anh ấy sẽ đến công ty để chụp ảnh, anh ấy muốn mời cậu em đi ăn trưa, đang không biết phải làm gì thì tiếng chuông cửa vang lên. Lee Jun ngơ ngác, cậu ấy đến đây làm gì giờ này, thôi thì mở cửa trả đồ cho nhanh, lại còn đuổi khéo người ta nữa chứ. Choi Jun chủ động thổ lộ trước, chúng ta hẹn hò nhé, cậu bạn liền từ chối thẳng thừng, có vợ chưa cưới rồi mà còn trèo kéo người ta thế à, thôi chúng ta giữ khoảng cách là sếp với nhân viên quèn thôi, tạm biệt.
Simian đến công ty của đàn em sớm hơn lịch hẹn, anh ấy còn mang theo đồ ăn cho cậu em. Ai nhìn theo cũng đều rất ngưỡng mộ hai người họ, chỉ có anh sếp là nhìn theo tức nổ mắt. Cái gì cơ, dám gọi người thương của mình là cục cưng à? Ông anh không ăn mà chỉ ngồi ngắm Lee Jun. Anh ta luôn cho rằng đàn em luôn có cái gì đó rất khác biệt với mọi người, có chút dễ thương lại có chút ngốc nghếch. Chỉ mới nói chuyện vài câu mà anh ấy đã moi ra được khô khối thông tin mật. Ai bảo cậu em mình ngốc thế cơ chứ? Nhưng dù sao ngốc thế nên mới được yêu thương đó. Người ngốc đúng là có phúc của người ngốc. Anh trưởng nhóm nhắn tin gặp riêng Simian, mãi mới vào được việc chính là nói về loại nước hoa mới chuẩn bị đưa ra thị trường. Xong việc, Simian đến gặp anh trưởng nhóm theo lời hẹn. Cậu ấy rất tức giận về việc ông anh làm quản lý mình bao lâu, thế mà vừa nghỉ việc cái là bơ mình luôn, không tức mới là lạ. Ngoài mặt Simian có vẻ tỏ ra thích Lee Jun nhưng lại rất hay làm nũng với anh quản lý cũ. Họ tuy lâu không gặp nhau nhưng dường như vẫn thân thiết như trước. Nhân viên vào báo về việc ký hợp đồng với người mẫu nổi tiếng, mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi, nhưng thuận lợi quá cũng khiến anh sếp không vui cho lắm. Lee Jun quyết định tặng anh trưởng nhóm một chiếc khăn mới vì anh ấy đã giúp đỡ cậu rất nhiều, chiếc khăn còn có một mùi hương đặc biệt riêng. Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì anh sếp tiến đến, Lee Jun liền tìm cớ né sang một bên và chuồn thật nhanh. Anh sếp nhìn chiếc khăn liền khen nó rất hợp với cậu, nhìn quê quê, vậy là khen dữ chưa? Lee Jun đang buồn rũ rượi thì cô nàng Giang xuất hiện, cô ấy chủ động đến gặp cậu bạn để nói chuyện phiếm cho đỡ buồn, chủ yếu là nói xấu anh sếp, họ đã đính hôn nhưng đó chỉ là chuyện của hai bên gia đình mà thôi. Cô ấy muốn nói rõ chuyện của hai người họ, nhưng ai ngờ đối phương ngốc hết chỗ nói, tức quá là tức. Có một tin đồn mới rộ lên, đó chính là giám đốc chuẩn bị quay lại Mỹ để kết hôn, ai cũng cười nói chỉ có người có tình là đang đau lòng chết được. Lee Jun bỏ ra ngoài cầu thang ngồi để nghĩ lại mọi chuyện, nghĩ tới nghĩ lui thì anh sếp vẫn là tên xấu xa trêu đùa tình cảm của người khác. Anh trưởng nhóm lại xuất hiện đúng lúc cậu ấy buồn nhất, anh ấy rủ Lee Jun đi uống nước nhưng cậu ấy lại đòi đi uống bia giải sầu. Choi Jun ngồi trong xe nghĩ lại việc cô em răng mắng mình không giải thích rõ quan hệ giữa họ, càng nghĩ càng buồn, đúng lúc gặp hai đối tượng đi đến. Thế là ba người cùng nhau đi ăn tối, nhìn hai người ngồi bên kia mà ngứa cả mắt, đã thấy cậu bạn còn đuổi khéo mình đi, không sao mặt dày mới là người chiến thắng, phải ở lại đến cuối cùng. Hai đối thủ cứ thế thi xem thằng nào gan tốt hơn, uống rượu đến mức chẳng biết người bên cạnh đi đâu mất rồi, hai bên từ đo tử lượng chuyển sang đo thời gian thích người thương, đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Lee Jun quay lại, anh trưởng nhóm liền tranh thủ quay lại bài say rượu và ngả vào người cậu ấy, anh sếp vẫn là người bị bắt trả tiền. Họ tiễn ông anh ra xe rồi mới có không gian riêng để nói chuyện với nhau. Lee Jun vẫn tỏ ra lo lắng cho bạn mình, lo cậu ấy không có xe về, hai người quyết định sẽ đi bộ một chút cho tỉnh rượu. Đi một phát là về thẳng nhà Lee Jun luôn, anh sếp có rất nhiều điều muốn giải thích với cậu bạn, anh ấy sẽ không kết hôn với Giang, họ chỉ là đang diễn cho bố mẹ thấy mà thôi, thế vẫn tốt hơn là cứ phải đi xem mắt khắp nơi. Nhưng cậu bạn lại nói rằng mình không quan tâm, Choi Jun liền đuổi theo, anh ấy hứa sẽ cố gắng thay đổi thực tại, nhưng tình cảm giữa họ liệu có đến được bến bờ hạnh phúc, khi mà một người cứ chạy trốn còn một người thì chẳng biết phải làm sao. Đột nhiên Lee Jun tiến đến hôn anh sếp. Hôn xong lại liền đuổi người ta đi, mình thích cậu, nhưng dù gì cậu cũng về Mỹ, tình cảm của mình cũng có để làm gì đâu. Choi Jun cũng nói rằng anh ấy thích Lee Jun, tớ chưa bao giờ nói rằng tớ sẽ đi hay kết hôn gì đó, từ từ mình sẽ giải thích cho cậu, hãy cho mình thêm thời gian. Trong lòng Lee Jun rất sợ phải mất người mình yêu thương một lần nữa, anh sếp thì cứ cố gắng giải thích, còn cậu bạn thì đang say ngất ra rồi, nghe được vài câu liền gục vào vai người thương. Buổi sáng tỉnh dậy, Lee Jun vơ lấy chiếc điện thoại, tin nhắn cậu bạn gửi đến, cậu đừng bảo rằng đã quên hết chuyện tối qua nhé, ôi xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Vừa đến đã gặp ngay đối tượng cần tránh mặt, vừa nghĩ ra được mấy lý do để trốn đi làm việc thì đều bị bắt bày hết, đành phải đi theo người ta đến phòng riêng nói chuyện. May quá, anh sếp chỉ muốn hỏi về công việc đang làm, nhưng có cố tránh thì cũng không tránh nổi, cậu ấy nói rằng mình vẫn đang cố gắng, cả hai người đều đang cố gắng để tiến lại gần nhau hơn, có vẻ mọi việc không hẳn là dễ dàng. Chẳng biết họ đang thử mùi hương hay thử lòng nhau nữa, Choi Jun lại một lần nữa thổ lộ, mình thích cậu Jun à, họ cần được nói chuyện với nhau nhiều hơn. Cậu bạn quyết định sẽ không trốn chạy nữa, thay vào đó họ sẽ cùng nhau cố gắng cho tương lai của cả hai. Trước tiên là quay lại công việc chung đã, cách hai người thử mùi nước hoa thật là tình tứ. Cuộc họp cho sản phẩm mới cuối cùng cũng đến, mọi người đều lo lắng để lên ý tưởng mới, giám đốc hỏi ai có ý tưởng mới không, nhưng ai cũng né nên quay ra hỏi từng người. Sản phẩm mới là một loại nước hoa cho tóc, vừa là dưỡng tóc vừa là nước hoa, họ cần lên kế hoạch cho việc ra mắt sản phẩm, nhưng vẫn chưa ai có ý tưởng gì mới, riêng Lee Jun đã rất tốn công sức để làm hẳn một bản kế hoạch chi tiết và thuyết trình trước mọi người. Bài thuyết trình của cậu ấy rất được các sếp khen ngợi, đồng nghiệp cũng bắt đầu có cái nhìn khác về năng lực của chàng thực tập sinh này. Trưởng nhóm mời cậu ấy đi ăn trưa, anh ấy có vẻ như muốn tâm sự gì đó, đột nhiên điện thoại của Jun reo lên, trưởng phòng Kim gọi điện để yêu cầu cậu ấy kiểm tra lại tài liệu, thế là anh trưởng nhóm lại mất đi cơ hội để nói ra lòng mình. Nhóm thực hiện được chính giám đốc đưa đi để chuẩn bị quảng cáo cho dự án mới, đạo diễn là một người khá lịch sự, ông ấy lo rằng người mẫu của dự án khá nóng tính, không biết anh ấy có đồng ý với kịch bản kiểu này không. Việc gì khó thì cứ để Lee Jun lo, nhất là việc liên quan đến đàn anh luôn yêu quý cậu ấy, đang giải thích về kịch bản thì cậu em lại bị đàn anh đè ra hỏi xem chân gì, tối ăn gì, hay đêm anh nấu mì cho em nhé. Đang nói chuyện thì cho Jun tiến vào nhìn họ với ánh mắt hình viên đạn, cậu em đành phải đẩy đàn anh sang bên.
Trong lúc chụp hình, có vẻ như hình tượng sexy lạnh lùng của đàn anh không phù hợp với ý tưởng của sản phẩm. Lee Jun lập tức tiến vào để góp ý về hình tượng của sản phẩm. Đàn anh thấy bị góp ý cũng có chút khó chịu, muốn kéo cậu ấy ra ngoài. Choi Jun đã xuất hiện kịp thời để giành lại người thương khỏi tay đối thủ. Hóa ra hình tượng mà cậu bạn hướng đến chính là anh sếp mà cậu ấy thích bấy lâu nay. Họ quyết định để cho Jun chụp ảnh làm mẫu cho Simian tham khảo. Hóa ra đây chính là hình tượng họ hướng tới. Nhiếp ảnh gia cũng rất thích cách chụp hình của giám đốc Choi. Simian nhìn thấy người tay ngang mà lại chụp đẹp hơn mình nên tức nổ mắt. Trưởng nhóm đột nhiên xuất hiện, anh ấy chỉ nói khích vài câu đã khiến Simian quyết tâm hoàn thành công việc một cách chuyên nghiệp. Các nhân viên vẫn rất thích ảnh của anh sếp đã chụp. Trưởng nhóm còn nói anh ấy nên đi theo đường thần tượng chắc chắn sẽ đắt khách. Anh giám đốc nhìn thế mà cũng tự luyến ra phết. Các đồng nghiệp đều rất hào hứng về sản phẩm quảng cáo sắp tới của công ty. Lee Jun là người có công lớn nhất lần này. Để chúc mừng thành công nên giám đốc quyết định sẽ mời mọi người ra ngoài ăn mừng một bữa ra trò. Các thực tập sinh của công ty được khen rất nhiều vì góp công lớn lần này. Họ đã trải qua 3 tháng thực tập vô cùng hữu ích. Ai cũng cảm ơn các anh chị đi trước đã chỉ dạy mình nhiều trong công việc. Lee Jun chủ động hẹn anh trưởng nhóm ra để nói chuyện riêng. Cậu ấy muốn cảm ơn ông anh vừa đẹp trai lại còn tốt bụng đã giúp đỡ cậu ấy rất nhiều trong công việc. Anh ấy xoa đầu cậu giống như xoa đầu một đứa em trai ngoan ngoãn, dường như cậu em đã trưởng thành hơn trước đây rất nhiều. Anh ấy cũng tự hiểu rằng tình cảm của mình có lẽ sẽ chỉ dừng lại ở đây mà thôi. Đang định vào trong thì mọi người lại ùa về hết. Trước khi về, anh ấy còn nhẹ nhàng cảm ơn Lee Jun về sự chân thành của cậu ấy. Anh sếp đứng cạnh mà mắt sắp bắn ra đạn lửa rồi. Nhìn thấy người thương ghen, chàng trai ngốc của chúng ta còn cười rất tươi, định rủ người thương đi tăng hai mà người ta đòi về nhà. Thế là cậu ấy lừa luôn anh sếp về nhà mình. Vừa về đến nhà cái đã vồ vập vào nhau rồi, còn chẳng kịp cởi áo nữa cơ chứ. Lee Jun nhìn vậy mà trong chuyện đó cũng mạnh mẽ ra phết ấy chứ. Sáng hôm sau, chàng thực tập sinh liền nhận được tin nhắn thông báo việc trở thành nhân viên chính thức. Giám đốc ngay cạnh ôm ấp mà không được chính thức nữa thì thôi đấy. Hôm đó, cậu ấy rất vui vẻ đến công ty để bắt đầu ngày mới. Ngày đi làm tối thì hẹn hò với sếp, ai ngờ bị cô nàng bồ câu đến cắt ngang. Cô ấy mang theo một món quà chúc mừng Lee Jun được nhận vào công ty mới. Hóa ra người mang tiếng là bạn trai vẫn chưa tặng quà cáp gì. Thôi thì hiện vật chưa có thì tặng trước một nụ hôn nhé. Cô em ngồi giữa nhìn mà ngơ hết cả người. Không gì cay bằng việc nhìn người ta có đôi có cặp trong khi mình thì ế. Thôi ngồi giữa đôi chim câu đang âu yếm nhau thế này thì tốt nhất là chuẩn đi chỗ khác. Người đâu mà dễ thương ghê. Simian gọi điện cho anh trưởng nhóm đòi phải chịu trách nhiệm vì bài quảng cáo quá suôn sẻ. Ông anh đành rủ đi uống rượu. Uống ở đâu à? Ở nhà anh nhé. Ông em lao như tên đến chỗ hẹn, chưa bao giờ được người anh thân thương rủ về nhà. Đúng là từng làm quản lý cho người nổi tiếng, anh ấy đã chuẩn bị sẵn rượu vang loại mà Simian ưa thích nhất. Hai người cứ thế khoác tay nhau về nhà uống rượu, ai cũng biết thân biết phận của mình. Lee Jun ở nhà cùng bạn trai, đang vui vẻ xem điện thoại thì lại bị đè ra mớm kẹo. Đấy là loại kẹo mà anh ấy thích nhất, người kia không nhớ ra đây chính là loại kẹo cậu ấy tặng bạn mình khi còn nhỏ. Thôi thế là bị dỗi rồi, lại phải dỗ thôi, dỗ thẳng lên giường chứ còn gì nữa. Ngủ đến quên cả đi làm, Lee Jun dậy trước thấy muộn liền dãy nảy lên gọi người kia dậy. Đã thế còn quần nhau thêm một chập trên giường mới chịu đi. Nhân viên đều thấy Lee Jun và giám đốc thân thiết hơn, họ còn có mùi giống nhau nữa. Chính chủ nghe xong mà ngượng chín mặt. Tại công ty, ai cũng đều nỗ lực cống hiến cho tư bản, ai cũng đều rất bận rộn sau khi dự án đầu thành công rực rỡ. Giám đốc lại gọi mọi người vào họp để chuẩn bị cho dự án sắp tới. Anh ấy muốn tạo cơ hội cho tất cả mọi người, cứ có ý tưởng là đề xuất lên thôi. Cạnh tranh công bằng bằng chính sức mình, nhưng cũng bận không kém. Sếp vẫn là sếp, vẫn bóc lột chất xám của mọi người như mọi khi. Ai cũng đành ra về, riêng chỉ có Lee Jun cuối cùng nhìn bạn trai mình mà lắc đầu. Ơ kìa, anh làm gì sai à? Simian đang chờ người lái xe đến, đột nhiên anh trưởng nhóm xuất hiện khiến cậu ấy rất ngạc nhiên, lại còn có cả một chiếc bánh gato để chúc mừng sinh nhật nữa. Lee Jun mở quà của cô em răng, nhớ hôm nhận quà còn dõng dạc nói rằng anh sẽ tích cực sử dụng quà em tặng, mở ra toàn bao cao su, đúng lúc này người yêu về, giật mình giấu ra sau mà không kịp. Thôi có đồ rồi thì thực hành thôi chứ còn gì nữa. Hai con bồ câu lại quấn quýt lấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn nóng bỏng đến cháy cả màn hình rồi. Lại còn cởi áo ngoài, một trắng một đen, âm dương kết hợp. Chúc hai người hạnh phúc bên nhau mãi mãi nhé. Cảm ơn các bạn đã xem phim. Hãy like và đăng ký kênh để xem tiếp nhiều phim đam mỹ hay khác nhé. Bạn đã bao giờ gặp được định mệnh của đời mình chỉ nhờ vào một chiếc vali chưa? Ha Ae-won, một chàng trai đến một thành phố khác để lập nghiệp. Trong lúc mải mê ngắm phong cảnh khi đến thành phố này lần đầu tiên, cũng vì lơ là ngắm cảnh mà cậu không hay biết rằng chiếc vali mình đang dần dần rơi xuống theo con dốc.
Rất may, đã có một anh chàng vô cùng đẹp trai giúp cậu chặn lại chiếc vali. Haewon bỗng dưng bất đà, ngã vào vòng tay của anh. Đó chính là khoảnh khắc cả hai mắt chạm mắt nhìn nhau vô cùng say đắm. Có lẽ cũng chính khoảnh khắc đó đã khiến cho trái tim của Haewon lỡ đi một nhịp. Liệu rằng cuộc gặp gỡ định mệnh này sẽ dẫn đến một kết thúc có hậu hay là bi thương? Hãy cùng mình theo dõi mối tình này sẽ đi đến đâu nhé! Tiếp tục câu chuyện, anh chàng đẹp trai sau khi đỡ chiếc vali dùm Haewon đã dẫn đường cho cậu về địa chỉ căn nhà sẽ sinh sống. Đến nơi rồi thì đành phải nói lời chia tay đường ai nấy đi thôi, có duyên ắt sẽ gặp lại. Căn nhà khách mà Haewon sẽ ở sắp tới lại chính là nhà của dì Haewon, người dì khi mới gặp lại đã vô cùng niềm nở chào đón cậu vào nhà. Dì dẫn cậu tham quan căn phòng mới của mình, có một quy tắc trong căn nhà khách này đó chính là nam nữ không được dùng chung phòng. Haewon nghỉ ngơi sau khi dọn dẹp phòng của mình, cậu bắt đầu nghĩ đến chàng trai đã giúp mình khi nãy, trong lòng không ngừng thắc mắc rằng rốt cuộc anh ấy hiện giờ đang ở đâu. Chỉ ngay lần gặp đầu tiên, chàng trai đó đã chiếm một vị trí trong lòng của Haewon. Ở một bối cảnh khác, một anh chàng có tên là Hajin đang quay vlog để giới thiệu quán ăn mới được khai trương có tên gọi là Florida. Có thể nói cửa hàng này là nơi hội tụ visual của dàn Mỹ Nam vô cùng điển trai. Jisoo, một anh chàng phục vụ với gương mặt đầy khả ái, kiêm cả gương mặt đại diện của cửa hàng. Người tiếp theo chính là một chiếc máy rửa bát chạy bằng cơm, Seo Hyuk. Eun-gyu, người đã giúp Haewon trước đó lại chính là đầu bếp của quán ăn này. Vlog của Hajin sau đó đã được đăng tải thu hút hàng nghìn lượt theo dõi. Mỗi khi ra đường, cả năm anh chàng đều khiến cho phái nữ phải ngất ngây vì vẻ đẹp tràn visual của bản thân. Một anh đã mờ lem lắm rồi, thử hỏi cả năm anh thì rổ nào đựng trứng cho đủ đây. Trùng hợp thay quán Florida lại chính là tầng trên nơi mà Haewon đang ở. Quá tò mò về quán ăn, cậu đã đi lên xem thử quán như thế nào. Khi mở cửa ra, đập vào mắt Haewon là một cửa hàng vô cùng xinh xắn, được bày trí vô cùng bắt mắt, kèm theo đó là dàn Mỹ Nam phục vụ vô cùng mờ lem. Haewon ngơ ngác, trong lòng thốt lên, người Seoul đều đẹp trai như thế này sao? Bước vào quán, trông thấy người quen là Eun-gyu, Haewon bất giác nở một nụ cười. Vì quá mải mê ngắm Eun-gyu mà Haewon suýt nữa thì quên mất sự tồn tại của Jisoo. Florida đã khiến những vị khách nán lại không phải thất vọng, từ thái độ phục vụ đến các món ăn đều khiến cho người dùng cảm thấy vô cùng hài lòng. Món ăn best seller ở đây của họ phải kể đến đó chính là mì tương đen dầu vừng. Haewon cũng gọi một phần tương tự, ngay khi cậu định ngước lên cảm ơn thì lại bắt gặp Eun-gyu. Có vẻ như vì quá ngại ngùng nên cậu đã quay mặt đi ngay lập tức. Trông thấy dáng vẻ xấu hổ của Haewon, khóe môi của Eun-gyu bất giác cong lên. Jisoo ở gần đó cũng thì thầm với Eun-gyu rằng Haewon đúng kiểu người cậu thích. Có vẻ như trai hay gái gì, Jisoo không quan tâm, miễn sướng ai nhầm, miễn là người hợp gu với anh là được. Vì quán trở nên quá nổi tiếng, số lượng khách trở nên ngày càng đông, họ buộc phải tuyển thêm nhân viên để phục vụ. Người đầu tiên ứng tuyển chính là một cô gái, Hajin và Seo Hyuk mừng thầm rằng họ sẽ có một bóng hồng đầu tiên trong quán. Nhưng không, cô gái này chỉ đến đây để xin chụp ảnh chỉ vì là fan của năm anh chàng này. Là ứng tuyển giữ chưa cô gái. Người tiếp theo còn quái dị hơn, anh ta mang theo mình một chiếc máy quay, sau đó quay lại toàn bộ quá trình phỏng vấn như thể là đang quay vlog. Thậm chí còn bắt Eun-gyu và Jisoo phải phối hợp với mình để cho vlog thêm sinh động. Rồi rốt cuộc ai mới là người tuyển dụng đây? Những người sau đó, họ cũng không khác so với hai người đầu là mấy. Có vẻ như đợt tuyển dụng này lại trở nên vô cùng gian nan rồi đây. Có vẻ như nếu có ký tặng thì đây trông giống là một buổi họp fan hơn là phỏng vấn. Tìm một nhân viên thôi chẳng lẽ lại như mò kim đáy bể hay sao? Bọn họ đành phải gác lại việc ứng tuyển, làm vài chai bia để cắt đi nỗi sầu. Về phía bên này, Haewon đang ăn mặc vô cùng chỉnh tề và đang luyện nói trước gương để tập dượt cho buổi phỏng vấn sắp tới của mình. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu tình cờ gặp Eun-gyu, Haewon vô thức giơ tay trông như là một chiếc máy ảnh quay về phía Eun-gyu. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau, khiến cho Haewon ngay lập tức trốn đi vì ngượng. Ở một bối cảnh khác, Hajin đang vô cùng chán nản khi họ vẫn chưa thể tìm được nhân viên phù hợp. Jisoo vô tình lướt thấy ảnh của họ được đăng tải bởi những người phỏng vấn trước đó. Anh vô cùng khó chịu khi biết rằng họ vốn dĩ đến đây chỉ để chụp ảnh chứ không phải để làm việc. Anh rất muốn gỡ tin tuyển dụng để những con người phiền phức như thế không tìm đến nữa. Eun-gyu thì ngược lại, anh tin rằng nếu kiên trì thì họ sẽ sớm tìm được người phù hợp cho quán ăn. Haewon bắt đầu đi xin việc ở các quán ăn gần nhà, nhưng khi cậu đi đến quán nào thì quán đó đều từ chối vì lý do đủ người. Haewon vô tình gặp Jisoo trên đường. Vì nói mình cần vận động, thế nên Jisoo đã rủ Haewon cùng mình đến tập võ với Eun-gyu. Sau vài đường tỉ thí, cơ bản họ cũng dần trở nên thân thiết với nhau hơn.
Jisoo đề nghị Ha Ae-won đến quán ăn của mình để làm việc, nhưng có vẻ như Eun-gyu không đồng tình với ý kiến đó. Anh trầm ngâm quay đầu trở về quán. Thái độ của Eun-gyu cũng khiến cho tâm trạng của Ha Ae-won không được tốt. Mặc dù Jisoo nói rằng đó vốn dĩ là thái độ bình thường của Eun-gyu. Về đến quán, Jisoo thảo luận với Eun-gyu và cho rằng Ha Ae-won là người rất phù hợp với Florida. Nhưng anh vẫn một mực phản đối, người hiện tại mà cửa hàng cần chính là một đầu bếp. Ha Ae-won hoàn toàn không phù hợp đối với vị trí đó. Vào buổi tối hôm đó, Ha Ae-won lặng lẽ đi đến quán ăn, băn khoăn không biết họ đã đóng cửa chưa. Khi vừa áp mặt vào cửa, bất ngờ Eun-gyu mở cửa ra, khoảng cách hiện tại của họ trở nên gần hơn bao giờ hết. Để phá tan bầu không khí xấu hổ này, Eun-gyu chủ động bước lùi lại hỏi rằng có phải Ha Ae-won đến để dùng bữa hay không. Sau khi xác nhận, Eun-gyu ngay lập tức chuẩn bị mì tương đen cho Ha Ae-won. Trong lúc đó, Jisoo cũng từ đâu xuất hiện, cử chỉ của anh đối với Ha Ae-won có vẻ thân mật hơn so với một người bạn bình thường. Jisoo vẫn chưa từ bỏ ý định chiêu mộ Ha Ae-won về quán ăn, anh quyết định thuyết phục Eun-gyu thêm một lần nữa. Ha Ae-won tình nguyện học nấu ăn trong một tuần để có thể ứng tuyển vị trí đầu bếp. Eun-gyu và Jisoo chứng kiến sự quyết tâm của Ha Ae-won mà cho cậu một cơ hội. Vào ngày nghỉ, Ha Ae-won vẫn vô cùng chăm chỉ luyện tập nấu ăn. Jisoo tình cờ ghé qua và tiết lộ một vài bí quyết nấu ăn của Eun-gyu giúp cậu tự tin hơn. Khi Eun-gyu vừa xuống nhà đã thấy cả hai đang ăn phần thức ăn họ vừa nấu. Có vẻ như tâm trạng của anh hôm nay không được tốt, nói ra mới biết hôm nay chính là ngày giỗ của mẹ anh. Jisoo tiết lộ với Ha Ae-won, ngay từ khi còn rất nhỏ do bố của Eun-gyu luôn bận rộn với công việc ở nước ngoài, nên anh luôn ở cùng với nhà của Jisoo và bọn họ đã cùng nhau lớn lên. Eun-gyu một mình ngồi trên tầng thượng, anh ngậm nhấm với nỗi cô đơn của mình cùng với chai rượu trên tay. Uống quá nhiều rượu khiến cho Eun-gyu loạn choạng bước xuống cầu thang, sau đó anh vào nhầm phòng của Ha Ae-won, thản nhiên ôm cậu, cả hai đã có một giấc ngủ yên bình cho đến sáng. Đến khi hoàn toàn tỉnh rượu, Eun-gyu mới lúng túng xin lỗi Ha Ae-won vì đã làm phiền cậu vào đêm qua. Một tuần cũng thấm thoát trôi qua, Ha Ae-won bắt đầu thử tay nghề của mình sau một tuần tập luyện. Quả thật cậu rất có năng khiếu trong việc nấu ăn, chỉ vẻn vẹn một tuần mà cậu đã có thể chinh phục được vị giác khó tính của Eun-gyu. Ha Ae-won bắt đầu ngày đầu tiên đến làm việc tại Florida. Eun-gyu là người trực tiếp mang tạp dề cho cậu. Trong khoảnh khắc riêng tư này, Ha Ae-won đã hỏi tại sao Eun-gyu đồng ý tuyển cậu. Eun-gyu không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ mỉm cười vén tóc cho cậu sau đó bỏ ra ngoài. Hành động chỉ diễn ra vài giây nhưng cũng khiến cho Ha Ae-won vô cùng xao xuyến. Ha-jin và Seo-hee-uk đảm nhiệm vai trò chỉ dẫn những thứ cơ bản về quán ăn cho Ha Ae-won. Công việc hàng ngày vốn dĩ không phải là vấn đề quá lớn. Một trong rắc rối lớn nhất ở đây chính là các vị khách thường xuyên luôn muốn chụp hình với các dàn mỹ nam ở đây. Ha Ae-won cũng gặp phải tình huống khó xử khi cô gái này có ý muốn chụp ảnh chung với cậu. Người yêu của cô tỏ vẻ vô cùng khó chịu, cũng chính vì thế mà họ đã cãi nhau. Rất nhanh, Jisoo đã giải vây giúp Ha Ae-won và nắm tay cậu sang chỗ khác. Khi khách bắt đầu thưa dần, họ quyết định gọi pizza cùng với thức uống được làm từ mạch nha. Cả nhóm đang vui vẻ thì Eun-gyu đi vào dọn bếp, có lẽ vì quá say nên anh cũng gục luôn tại đó. Họ vẫn có ý định đi tăng hai, nên Ha Ae-won quyết định đưa Eun-gyu về phòng trước. Vào đến giường, Eun-gyu táo bạo kéo Ha Ae-won lại sát người mình. Cơn men say đã thúc đẩy cả hai trao cho nhau một nụ hôn nồng thắm. Trong lúc đó, cả ba người còn lại vẫn đang đi tăng hai. Bất ngờ Ha-jin tiết lộ Eun-gyu cũng đã từng ngủ chung với cả Ha Ae-won. Jisoo vô cùng khó chịu khi nghe điều đó. Anh ngay lập tức chạy về quán để xem tình hình của hai người họ. Nhưng anh đã chậm chân một bước, cả hai đều đã lên giường với nhau mất rồi, vì anh đã mãi là người đến sau. Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, Eun-gyu mơ màng ngắm khuôn mặt lúc ngủ của Ha Ae-won. Tình cảm hiện tại của anh đã rõ mồn một, nhưng còn Jisoo thì sao? Nhận ra rằng Jisoo cùng dành tình cảm với Ha Ae-won, Eun-gyu không muốn tình cảm anh em cây khế của mình bị sứt mẻ, vì thế anh chọn cách trốn tránh tình cảm của bản thân. Cả hai khi mới trở lại quán đã bị Ha-jin chọc ghẹo rằng cả hai có gì đó bí mật với nhau, thêm vào đó là vẻ mặt khó ở đến từ vị trí của Jisoo. Cả hai từ là bạn tốt, cũng vì tình yêu mà sắp trở thành tình địch của nhau. Không khí của Florida từ đây cũng trở nên vô cùng căng thẳng. Vào buổi tối, Jisoo quyết định mời Ha Ae-won đi ăn khuya, cả Seo-hee-uk và Ha-jin cũng đánh lẻ đi trước. Eun-gyu buồn bã một mình ở lại quán dọn dẹp. Đó cũng chính là lúc mà Ha Ae-won và Eun-gyu ngày càng xa cách hơn vì chướng ngại vật mang tên Jisoo. Anh tỏ ra thân thiết với Ha Ae-won ở mọi lúc mọi nơi, thậm chí là ngay trước mặt Eun-gyu. Cũng chính vì quá bận tâm vào hai người, Eun-gyu đã sơ suất làm bỏng tay của mình vô cùng nặng. Ha Ae-won đã ngay lập tức chạy đến, đưa anh về phòng và giúp Eun-gyu trong việc sơ cứu.
Eun-gyu bỗng thấy vui vui vì sự quan tâm của Hae-won đối với mình. Vết thương cũng không còn một chút nào đau đớn khi anh đang chìm đắm trong sự hạnh phúc của mình. Bởi vì vết bỏng nặng của Eun-gyu, Hae-won tình nguyện thay thế vị trí bếp trưởng để cho anh có thời gian để dưỡng thương. Hae-won đã làm thử món mì tương đen hai trứng mà Eun-gyu vẫn luôn đảm nhiệm. Kết quả, Hae-won làm tốt hơn mọi người tưởng tượng rất nhiều. Việc Hae-won đứng bếp cũng tạo cơ hội cho Eun-gyu gần gũi hơn với cậu. Nhưng người nào đó lại trưng ra bộ mặt khó chịu khi Nok Nguyên hũ dấm vì khoảnh khắc thân mật của Hae-won và Eun-gyu. Khoảng thời gian gần gũi này cũng khiến cho Hae-won hiểu hơn về Eun-gyu. Cậu thắc mắc tại sao Eun-gyu lại đặt quán ăn tên là Florida. Anh đã mỉm cười giải thích rằng vì từ bé anh đã không được sống cùng bố, cái tên đó khiến cho anh cảm thấy mình luôn đứng cùng bầu trời với bố mình. Một ngày làm việc lại trôi qua, sau giờ làm, Jisoo quyết định rủ Hae-won đi chơi, nhưng Eun-gyu lại xen vào rủ cậu đến một nơi khác. Cũng chính từ đây cả hai bắt đầu mâu thuẫn. Jisoo cho rằng Eun-gyu đang cố tình cướp Hae-won từ anh, không ai chịu hạ cái tôi xuống để nhường nhau nửa lời. Jisoo đụng đến vết thương ở tay vẫn còn chưa lành của Eun-gyu, tức giận anh đã tung một cú đấm thẳng mặt vào người bạn của mình. Jisoo bỏ đi sau mâu thuẫn đó, Florida cũng tạm đóng cửa để giải quyết vấn đề nội bộ lục đục. Để tình trạng chiến tranh lạnh này không tiếp tục diễn ra, cả hai đã hẹn nhau ra để bộc bạch hết tất cả tâm sự trong lòng của mình. Jisoo mong rằng Eun-gyu có thể thẳng thắn đối diện với tính cách của chính mình. Những lời nói của Jisoo đã khiến cho Eun-gyu suy nghĩ rất nhiều. Anh đã luôn không nói ra thứ mình thích vì nhường nhịn Jisoo, nhưng đây là lần đầu tiên anh mong muốn điều gì đó mãnh liệt đến vậy. Nhớ lại những khoảnh khắc lần đầu tiên gặp Hae-won, những ký ức ở cùng bên cậu ấy cứ liên tiếp hiện lên trong đầu Eun-gyu. Giờ đây anh thật sự rất muốn gặp cậu ấy. Chạy đến Florida, không kìm nén được cảm xúc của mình ngay khi vừa gặp Hae-won, anh đã trao cho cậu một nụ hôn vô cùng nồng cháy. Tình cảm của cả hai cuối cùng cũng được đối phương đáp trả. Florida cũng được mở trở lại, cùng với đó là cơm chó được phát từ sáng đến tối của cặp đôi mới chớm nở. Hae-won biết rằng Eun-gyu luôn mong muốn tìm lại được cha của mình, vì thế cậu đã khuyên Eun-gyu cứ yên tâm giao Florida lại cho mình phụ trách. Một năm trôi qua kể từ ngày Eun-gyu đi tìm cha của mình. Sự trở lại âm thầm của Eun-gyu đã khiến cho Hae-won vô cùng bất ngờ. Cả hai ôm chầm lấy nhau sau những ngày xa cách. Bộ phim đến đây cũng kết thúc sau. Một câu chuyện tình đẹp cũng đã chính thức khép lại tại đây. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn các bạn trong những phim review đam mỹ khác. Chào cả nhà, hôm nay phim 4G xin giới thiệu cả nhà bộ phim tình cảm đam mỹ của Hàn Quốc với tựa đề Bước nhảy chạm đến tim anh, tên tiếng Anh là You Make Me Dance. Bạn đã bao giờ gặp định mệnh của mình trên một chuyến xe buýt chưa? Song Seon, một chàng trai sinh viên đang ngồi trên một chuyến xe buýt. Cậu đang mơ màng nghe một chương trình có tên là Ngôi sao may mắn. Hai người được cho là định mệnh của nhau, họ sẽ được kết nối bằng một sợi chỉ đỏ ở ngón tay út. Seon giơ ngón tay của mình theo lời nói của người dẫn chương trình, vô thức quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, tên của anh là Hong Seok. Trùng hợp thay, anh ấy cũng đang giơ ngón tay út của mình lên, thoạt nhìn cả hai như có một sợi chỉ vô hình kết nối với nhau vậy. Hai người hai ánh mắt chạm nhau, đó cũng là khoảnh khắc mà Seon cảm giác nhịp đập của trái tim mình đang dần tăng lên. Sự gặp gỡ định mệnh này phải chăng là một dự báo cho một mối tình sắp chớm nở? Hãy cùng mình theo dõi mối tình này sẽ đi đến đâu qua bộ phim này nhé! Seon sau đó đã vô cùng xấu hổ. Để xóa tan bầu không khí đầy ngượng ngùng này, cậu nhanh chóng ấn nút xuống xe. Khi Seon vừa mới rời khỏi, Hong Seok trông thấy chiếc giày của cậu bỏ quên, ngay lập tức kéo cửa sổ gọi Seon và đưa lại cho cậu. Chiếc giày mà màu hồng cánh sen mới ghê, nam tính ghê vậy đó cả nhà. Nhìn chiếc giày mà tôi tưởng đó là chiếc quần lót mà nhân vật chính của chúng ta bỏ quên trên xe mới đau, đầu óc của tôi sao lại trở nên đen tối thế này cơ chứ? Thoát khỏi không khí màu hồng, Hong Seok đến công ty của mình. Anh vốn dĩ là một người làm công việc đòi nợ thuê, quá chán nản với loại công việc như thế này, anh có ý định rửa tay gác kiếm. Nhưng giám đốc của anh lại gây khó dễ và không muốn anh nghỉ việc. Cô ta ra điều kiện nếu giúp cô đòi được món nợ thuê khó nhằn, cô ta sẽ lập tức ký đơn nghỉ việc cho anh. Cô ta đưa cho anh xem hồ sơ của một cậu sinh viên. Điều không ngờ là người mà cô ta rao cho anh lại là Seon, người mà anh vừa tình cờ gặp trên chuyến xe buýt. Seon lúc này đang đến phòng tập để chuẩn bị cho cuộc thi múa đương đại của mình. Ngay khi cậu vừa đến phòng tập, mọi người đều đang chuẩn bị về hết. Seon tập luyện cùng với người tiền bối của mình. Nhìn điệu múa của cậu, người tiền bối lên tiếng sẽ không tập luyện cùng cậu nữa. Anh ta không muốn giúp đối thủ cạnh tranh trực tiếp của mình, hơn thế nữa điệu nhảy của Seon vốn dĩ không có hồn. Lời nói đầy sát thương của người tiền bối đả kích rất lớn đến tinh thần của Seon, cậu nằm trên sàn trong đầu cứ vang lên những lời nói vô cùng ác ý đó. Nỗi buồn chưa kịp dứt,
Hong Seok và đồng nghiệp tìm đến Seon để đòi lại món nợ thuê chưa trả. Cậu hoảng hốt túm váy chạy đi mà quên còn chưa mang giày. Bọn họ như đang chơi trò mèo vờn chuột rượt đuổi nhau không biết mệt. Seon vấp ngã trong đống tuyết, tưởng chừng như sắp bị bắt đến nơi. Cậu nhanh trí hất tuyết vào anh chàng đòi nợ thuê, nhân cơ hội đó cắt đuôi bọn họ. Nghĩ rằng mình đã trốn thoát thành công, Seon thảnh thơi nằm trên băng ghế đá. Nào ngờ, Hong Seok không biết xuất hiện từ bao giờ, nhẹ nhàng dùng sợi dây tơ đỏ trói chặt chân của cậu lại. Seon vẫn quyết chống cự đến cùng, cậu dùng chân đẩy ngã Hong Seok, nhảy đi để chạy trốn. Nhưng chống cự là bụng bự rồi em ơi, Hong Seok đã bắt cậu lại một cách dễ dàng, sau đó vác cậu lên khiến cho Seon không còn cách nào thoát ra. Hong Seok vác Seon lên tầng sân thượng, Seon cố gắng thuyết phục họ rời thời gian trả nợ. Cậu đang tham gia một cuộc thi nhảy đương đại, nếu như được nhảy chính, cậu chắc chắn sẽ đủ tiền để trả nợ cho họ. Seon dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng, show bản thân của cậu ra, ái tôi là show khả năng nhảy của cậu. Hong Seok đành đến phòng tập để xem Seon thể hiện như thế nào. Điệu nhảy của Seon, trong khoảnh khắc đó cậu cũng nhớ lại những kỷ niệm của mình. Vốn dĩ kỹ năng nhảy này là do người mẹ đã truyền dạy cho cậu. Vào sinh nhật 18 tuổi, người mẹ của cậu đã cắt đứt liên lạc để đi thêm bước nữa. Kết thúc điệu nhảy, Hong Seok không hiểu sao mình lại vô thức nắm tay của Seon. Có lẽ vì cảm động trước điệu nhảy của cậu, Hong Seok đã đồng ý cho cậu khất nợ thêm một tháng. Hong Seok trở về công ty, cấp trên khi thấy cậu không hoàn thành nhiệm vụ, vì thế mà buông lời của trách. Nếu như anh không hoàn thành sớm việc này, thì cứ chắc kèo mà ở lại công ty tiếp tục gắn bó. Về phía Seon, người đã khiến cho Hong Seok mềm lòng lại đang vô cùng thảnh thơi tập luyện, miệng thì chửi không ngớt. Có lẽ cũng vì chiếc mỏ hỗn của mình mà ông trời ngay lập tức trả nghiệp cho cậu, Seon suýt nữa thì bị ngã xuống từ trên cao. Rất may một người từ phía sau đã kịp giữ cậu lại. Đã cứu người, một lời cảm ơn còn không có, cậu mắng Hong Seok trách anh không giữ lời mà lại đến tìm cậu đòi nợ, có biết hôm nay là sinh nhật của người ta không hả? Nhưng khi Hong Seok vừa đưa chiếc bánh cho Seon thậm chí còn chúc mừng sinh nhật, khiến cho cậu vô cùng bất ngờ mắt chữ A mồm thì chữ O. Hong Seok thắc mắc sao Seon lại nợ một số tiền lớn đến như vậy. Seon mỉm cười tự hào kể lại, cậu vì muốn mẹ được hạnh phúc nên đã ủng hộ bà bước thêm bước nữa. Seon đã vay số tiền đó để mừng quà cưới cho mẹ. Cậu mong rằng bà ấy sẽ hạnh phúc với người chồng mới của mình. Nói xong, Seon sang ngồi bên cạnh của Hong Seok, cậu muốn chụp lại bức ảnh để gửi cho mẹ mình, cho biết rằng cuộc sống hiện tại vẫn ổn. Nhưng chưa kịp chụp một bức nào thì Seon đã gục trên đùi của Hong Seok vì quá say. Khi nghe qua câu chuyện của Seon, Hong Seok cũng phần nào đồng cảm với cậu. Hai người đều có một điểm chung đó chính là cô đơn trong chính cuộc sống của mình. Cảm thấy mình nên có trách nhiệm trong chuyện này, Hong Seok đã tự nguyện ký tên để trở thành người giám hộ của cậu. Ngay trong đêm, Hong Seok đã nhanh chóng dọn đồ sang nhà của Seon. Cậu bót vẫn chưa hiểu chuyện quái gì đang diễn ra thì Hong Seok bày ra một bàn đồ ăn sáng đầy dinh dưỡng. Seon ra vẻ không muốn ăn cơm vào buổi sáng mà ăn món nhiều protein. Hong Seok đẩy 4 quả trứng to bự cho cậu. Xong bữa sáng trên sofa, trên bàn, Hong Seok lái xe đưa Seon đến trường. Thấy Seon im lặng với anh, khi vừa đến nơi Hong Seok lập tức lấy điện thoại gọi cho Seon dù cả hai đang ở gần nhau. Còn ra lệnh cho em Thụ, khi tôi gọi cậu phải lập tức bắt máy. Ánh mắt của Hong Seok nhìn thẳng vào Seon. Đó không phải là ánh mắt đe dọa, mà ánh mắt chiều mến hướng thẳng sự quan tâm của mình đến đối phương. Hong Seok lên tiếng, anh sẽ luôn ủng hộ và tin tưởng cậu. Nhưng ai đó không biết cảm động trước lời nói chân thành này còn hất tay anh ra. Seon đi đến phòng tập, người tiền bối hôm trước còn nặng lời với anh nay lại trở nên vô cùng thân thiện đến bắt chuyện với Seon. Anh ta tốt bụng giới thiệu cho Seon công việc làm người mẫu ảnh, thậm chí còn đưa số điện thoại liên lạc. Khi mua đồ ăn trưa cho cả đội nhảy, người tiền bối đã cố tình mua thiếu một suất ăn. Kết quả, khi thấy anh ta giả đò đưa hộp cơm cuối cùng, Seon đã từ chối với lý do là ăn kiêng. Thế là Seon chỉ có thể nhìn mọi người ăn ngon lành, mặc dù bụng đang đói cồn cào. Hong Seok khi đến phòng tập đã chứng kiến tất cả, anh liền nhấc máy gọi cho Seon bảo cậu đợi ở phòng tập. Chiếc bụng của Seon đang biểu tình liên tục vì đói, cậu không biết phải chờ Hong Seok đến bao lâu đây.
Ngay sau đó anh đã xuất hiện cùng với một vỉ trứng đã luộc sẵn. Ai bảo chiếc mỏ hỗn này vừa lúc sáng còn đòi ăn thức ăn giàu protein cơ chứ? Hong Seok đập xuống bàn một quả, cũng là lột trứng nhưng mà nó lạ lắm. Cũng vì thế mà Seon lo lắng về độ an toàn vệ sinh thực phẩm của nó. Nhưng chưa kịp nói dứt câu, Hong Seok đã đẩy quả trứng đầu tiên, rồi quả thứ hai, thứ ba vào mồm của Seon. Ăn xong, Hong Seok đã ở lại để xem Seon tiếp tục tập luyện. Trong lúc đó, ánh mắt của anh đã va vào chiếc piano ở góc phòng. Anh tiến lại gần xem qua chiếc đàn. Seon ngạc nhiên khi anh chủ nợ của mình cũng có hứng thú với đàn cơ à? Không để Seon coi thường mình, Hong Seok phô diễn tài đánh đàn của mình. Một người đàn với âm hưởng du dương, người còn lại với điệu múa tuyệt đẹp, tất cả hòa hợp lại tạo nên một bức tranh vô cùng hoàn mỹ. Khoảnh khắc Seon nhìn từ phía sau của Hong Seok, có lẽ cậu đã nhận ra cảm xúc thật sự của mình dành cho anh Top. Seon cứ thắc mắc tại sao Hong Seok cứ đi theo mình. Hong Seok đã trả lời rằng một khi anh lấy lại khoản nợ thì anh sẽ không tiếp tục bám theo cậu nữa. Câu nói này lại khiến cho Seon trở nên áp lực về tiền bạc. Cậu dự định sẽ làm việc cho nơi mà tiền bối đã đưa danh thiếp cho mình. Khi biết Seon có ý định đó, Hong Seok đã ngăn lại. Anh khuyên cậu hiện tại tốt nhất cậu nên tập trung vào việc múa để đạt được kết quả mong muốn. Seon lúc này dường như đã bị áp lực đồng tiền khiến cho bản thân có những cảm xúc nóng giận nhất thời. Chiếc mỏ hỗn bật lên vô thức, cậu quát Hong Seok là cái gì trong cuộc đời cậu mà có quyền đưa ra lời khuyên chứ? Trước thái độ tức giận của Seon, Hong Seok vẫn điềm tĩnh và nói rằng hãy để anh làm việc tại nơi đó thay cậu. Sự chân thành của Hong Seok khiến cho Seon nguôi ngoai, suốt thời gian trong phòng tập cậu luôn hối hận vì lời nói quá đáng của mình. Hong Seok đã đến nơi theo danh thiếp mà Seon đưa. Tại đây, anh cùng tình cờ gặp người tiền bối của Seon, đó cũng là lúc Hong Seok vô tình nghe câu chuyện giữa anh ta và chủ cửa hàng. Sở dĩ người tiền bối đã đưa tấm danh thiếp đó cho Seon vì muốn cho cậu phân tâm trong khi làm thêm và nhân cơ hội đó đánh bại cậu trong kỳ thi. Nhưng kế hoạch của anh ta đã chệch hướng kể từ khi Hong Seok xuất hiện ở đây. Hong Seok bắt đầu công việc, ban đầu anh còn ngượng ngùng, tạo những kiểu dáng ảnh vô cùng vô tri. Nhưng khi nhớ lại những lời nói của cấp trên đã hướng dẫn cách tạo nét trong khi đòi nợ thì bỗng nhiên anh đã trở thành một con người khác. Người thợ chụp ảnh cũng trở nên vô cùng hứng thú. Muốn bao nhiêu ảnh mờ lem thì anh đây cho bấy nhiêu nhá. Có vẻ như Hong Seok đã biết cách để sử dụng nhan sắc của bản thân. Tối hôm đó, trong lúc vẫn đang suy nghĩ tìm cách làm hòa, Seon chợt nghe tiếng mở cửa, biết rằng Hong Seok đã trở về. Cậu chủ động mời gọi, ý là mời anh vào phòng để massage chân sau ngày làm việc mệt mỏi. Chiếc mỏ hỗn vẫn hoàn mỏ hỗn, đầu thì nghĩ tìm cách làm hòa, mà miệng thì cứ luôn cà khịa Hong Seok. Seon đề nghị anh từ nay về sau hãy vào phòng ngủ cho ấm, nhưng Hong Seok lại từ chối. Từ chối mà rốt cuộc khi chìm vào giấc ngủ cả hai lại ôm chặt vào nhau ngủ ngon lành. Về phía của người tiền bối, anh ta ngạc nhiên khi thấy Seon vẫn ung dung tập luyện không có dấu hiệu mệt mỏi dù công việc người mẫu ảnh rất ư là vất vả. Anh ta sốt ruột gọi đến cửa hàng thì biết rằng Seon đã cử người khác đến thay thế mình. Vô cùng tức giận, anh ta đến chất vấn Seon tại sao lại giới thiệu công việc này cho người khác. Lúc này Seon cũng đã nhận ra sự hiềm khích của người tiền bối đối với mình. Anh quyết định bỏ đi thì người tiền bối lại giở trò xấu đến ngã cậu, khiến cho Seon bị thương ở chân. Ở một bối cảnh khác, vị cấp trên đang hỏi rằng rốt cuộc Hong Seok làm gì trong suốt thời gian qua. Có vẻ như thấy được tình cảm mà Hong Seok dành cho Seon, bà ta có ý định sẽ hãm hại cậu. Nhận ra ý đồ đó, Hong Seok đã quỳ xuống trước bà ta, bảo rằng mình sẽ làm mọi điều bà ta muốn miễn là đừng động đến Seon. Cũng vì thế mà anh chấp nhận thỏa thiệp quay trở về công ty làm việc. Bên này, Seon đang cố liên lạc với mẹ của mình nhưng lại bị bà mẹ cờ hó chặn số điện thoại mới ghê. Đang buồn rầu thì bóng người cao lớn xuất hiện, Hong Seok quan tâm hỏi tại sao cậu lại khóc. Cậu bỗng xúc động, ôm chầm lấy anh. Hong Seok hứa rằng sẽ luôn ở bên và không bao giờ bỏ rơi cậu. Nhìn thấy dáng đi của cậu có chút kỳ lạ, Hong Seok phát hiện ra Seon đang bị thương ở chân. Seon trả lời qua loa chỉ là bị thương lúc đang tập luyện với người tiền bối. Hong Seok đã tìm đến người tiền bối vì anh biết rằng anh ta cũng không phải là loại người tốt đẹp gì. Đang định tra hỏi đến cùng, Seon đã đến và ngăn anh lại, kéo anh vào phòng tập. Trong lúc cả hai đang ngồi trò chuyện với nhau, Seon bỗng nghĩ ra ý tưởng điệu nhảy cho bài dự thi của mình, cùng với đó là sự hợp tác của Hong Seok. Mặc dù không biết nhảy, nhưng anh vẫn cố gắng hết sức hỗ trợ cậu. Tối hôm đó, cả hai về văn phòng làm việc của Hong Seok.
Seon lại tiếp tục bật chương trình mình yêu thích, trùng hợp phát thanh viên đang nói đến chủ đề nụ hôn đầu. Bầu không khí lúc này như đang ủng hộ cho cả hai vậy, Seon đã chủ động tiến đến trao một nụ hôn cho Hong Seok, cậu thừa nhận mình có tình cảm với anh. Hong Seok lúc này cũng không kiềm chế được bản thân mà đáp trả cho cậu một nụ hôn khác nồng cháy hơn. Cả hai lái xe về nhà, nhưng Hong Seok lại vạch rõ giới hạn mối quan hệ giữa bọn họ. Vừa hôn xong anh lại không muốn chịu trách nhiệm với người ta vậy, anh thật tồi. Cũng vì thế mà Seon cũng không muốn cho anh vào nhà. Ngày hôm sau, ngày diễn ra cuộc thi cuối cùng cũng đến. Nếu như đạt giải, họ sẽ chính thức xóa bỏ mối quan hệ chủ nợ và con nợ này và sẽ có thể tiến đến một mối quan hệ khác. Ông trời đã không phụ lòng cố gắng của cả hai, Seon đã thực sự trở thành vũ công chính của đoàn. Vào buổi tối, cả hai đã có một buổi ăn để chúc mừng. Hong Seok chơi lớn đặt một chiếc bánh kem vô cùng lớn kèm theo dòng chữ I love you như ngầm khẳng định tình cảm của anh dành cho Seon. Seon cũng đáp trả lại anh bằng điệu nhảy do chính mình nghĩ ra, chính anh là người đã khiến cho điệu nhảy của cậu trở nên có hồn hơn. Cũng chính anh là người đã khiến cho cuộc sống cô đơn của cậu đã trở nên tươi sáng. Điệu nhảy của Seon mang tên You Make Me Dance cũng đồng nghĩa chính Hong Seok đã tạo một niềm cảm hứng mới cho Seon trong việc nhảy đương đại. Cảm xúc dâng trào, cả hai trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào. Cảnh mà chúng ta chờ đợi đây rồi, cả hai lao vào nhau, bọn họ cởi áo ra để lộ body 6 múi khiến cho dân tình phải chuyển thái y gấp. Sau đó và không còn sau đó nữa vì đạo diễn không cho chúng ta xem cảnh tiếp theo. Họ sau khi đã cho chiếc giường rung rinh thì cùng nhau tâm sự tỉ tê đủ điều. Hong Seok thổ lộ chính Seon đã khiến cho trái tim anh luôn loạn nhịp khi ở bên. Nghe những lời đường mật từ chính người mình yêu, Seon có lẽ đã là người hạnh phúc nhất ở thời điểm đó. Sáng hôm sau, Hong Seok cứ như một con người khác, anh phủ nhận tất mọi chuyện họ đã làm với nhau. Anh đề nghị chia tay với Seon, mặc cho cậu ra sức níu kéo, nhưng vô ích. Hong Seok dọn đồ ra khỏi nhà của Seon. Tình yêu vừa mới chỉ chớm nở, Seon không chấp nhận nó sẽ lụi tàn như thế. Cậu bắt đầu tìm hiểu tất cả những việc Hong Seok đã làm. Đến thời điểm này, cậu mới nhận ra anh đã làm nhiều việc cho cậu đến mức nào. Vì Seon, anh đã chấp nhận làm người bảo hộ và trả số nợ cho cậu. Cũng vì cậu mà Hong Seok đã chấp nhận điều kiện đi sang Việt Nam làm việc với cấp trên nếu như bà ấy không đụng đến em boss. Seon đã cố gắng liên lạc với Hong Seok nhưng anh không bắt máy. Cậu đã gửi tâm sự của mình đến chương trình Ngôi Sao May Mắn mà cả hai đã cùng nghe. Seon vì anh mà có cảm hứng trong việc nhảy. Nếu chính anh là người bỏ rơi cậu, có lẽ cả cuộc đời này cậu sẽ không bao giờ nhảy được nữa. Nghe những lời tâm sự từ tận đáy lòng của người mình yêu, Hong Seok thay đổi quyết định của mình, chứng kiến sự kiên quyết của anh. Vị cấp trên đó cũng không gây khó dễ anh nữa. Bà ấy quyết định để anh đến với người mình yêu. Phá bỏ mọi xiềng xích, anh chạy đến chỗ của Seon. Anh biết cậu vẫn luôn ở nhà của họ mà chờ anh. Gặp lại nhau, Seon vô cùng xúc động, cả hai ôm chầm lấy nhau hóa giải mọi hiểu lầm. Họ trao cho nhau nụ hôn, một nụ hôn ấm áp chứng minh tình cảm sâu đậm cả hai dành cho nhau. Bộ phim cũng xin khép lại tại đây. Hẹn các bạn trong những video lần sau. Chào cả nhà, hôm nay phim 4G xin giới thiệu cả nhà bộ phim tình cảm đam mỹ của Hàn Quốc với tựa đề Starstruck tập 1. Mở đầu tập phim là cảnh hai nhóc tì hỉ mũi chưa sạch, không quen không biết gì tự nhiên ra ngồi trong công viên cùng nhau nhìn ngắm các vì sao trên bầu trời. Không biết ba mẹ của hai em này đi đâu hết rồi, đêm khuya mà để hai em đi lang thang như vậy thế nào cũng bị bọn xấu quấy phá cho mà coi. Hai em cùng nhau trò chuyện và ngắm sao cho tới tận khuya, cả hai còn trao nhau kỷ vật tưởng tượng để sau này kỷ niệm ngày hai đứa gặp nhau. Chuyển cảnh một cái là đã hơn chục năm sau, lúc này cả hai bé trai năm nào đã lớn và đang học lớp 12.
Biết Seo Han Jun thích ăn cà lem kem chuối, nên con Yoon Che Yang cố tình mua tặng Seo Han Jun làm quà hối lộ, nhờ Seo Han Jun nói cho mình nghe về sở thích cũng như mẫu bạn gái mà hot boy Jo Yoo Jae thích để nó chinh phục. Đang nói chuyện thì Jo Yoo Jae đi tới, thấy con Yoon Che Yang cứ sáp sáp lại gần Seo Han Jun. Jo Yoo Jae cũng hơi ghen nhẹ nên chủ động cặp vai thằng bạn cờ hó để âm thầm khẳng định với con Yoon Che Yang là hai thằng anh chuẩn bị chơi BD với nhau đó em gái à. Con Yoon Che Yang nghe Jo Yoo Jae quan tâm về bệnh tình của mình thì nó vui lắm, cứ nghĩ là tình cảm của mình đã được anh soái ca đáp lại. Seo Han Jun cũng bán tính bán nghi về chuyện này, đang hỏi Jo Yoo Jae là cậu có thích Yoon Che Yang thật không thì ông thầy giáo vô tới. Sau khi tan học, hai anh chàng cùng nhau vào cửa hàng tiện lợi mua nước ngọt uống. Seo Han Jun đang có kế hoạch vào trường luyện thi của Jo Yoo Jae để luyện thi đại học mà hoàn cảnh gia đình khó khăn. Vì thế hàng ngày, sau giờ học Seo Han Jun phải đi làm thêm ở một trung tâm boxing gần nhà. Cũng may mà bác quản lý ở đó cũng khá tốt bụng, thấy thằng nhỏ hiếu học nên ông quyết định tăng lương để thằng bé có động lực. Trong khi đó, Jo Yoo Jae ở nhà học bài cũng không được yên, ba mẹ nó cứ cãi nhau về chuyện tiền nong khiến nó đau hết cả đầu. Mà cũng tội cho mẹ của nó, là phụ nữ mà phải đi làm nuôi hết cả nhà trong khi ba của nó thì chả làm gì hết, tối ngày ở nhà mở tivi mà xem phim đam mỹ. Hôm nay là ngày đầu tiên Seo Han Jun đến lớp luyện thi để học. Vừa vào lớp, Seo Han Jun đã vội tìm trai đẹp Park Jin Hwan để bắt chuyện làm quen, còn khoe là mình biết đánh boxing, nếu thích tớ có thể dạy cho cậu vài chiêu cơ bản. Đang bận dạy cho trai đẹp đánh boxing thì lũ bạn tào lao học lớp kế bên chạy qua trêu ghẹo, kêu Seo Han Jun là thần đồng học giỏi. Mới thi vào một cái là được xếp ngay vào lớp 1, lớp giỏi nhất của trường, còn tụi nó thì mãi cũng chỉ được vào học lớp 2 và 3 mà thôi. À thì ra cờ rớt của Seo Han Jun là thằng Park Jin Hwan cả nhà à, nhưng anh cờ rớt lại thích con Yoon Che Yang mới đau chứ. Cả buổi học Seo Han Jun không chú tâm chép bài mà cứ lén ngắm thằng Park Jin Hwan suốt, khiến bà cô giáo cũng thấy bực cả mình. Lát sau thằng Park Jin Hwan còn ghi giấy hỏi Seo Han Jun là con Che Yang thích thằng Jo Yoo Jae phải không, khiến Seo Han Jun đau lòng thêm lần nữa. Tan học, thằng Park Jin Hwan đi ngang qua lớp số 2 thấy con Che Yang và thằng Jo Yoo Jae tươi cười với nhau thì mặt sụ một đóng rồi bỏ đi. Cuối phim là cảnh Seo Han Jun và Jo Yoo Jae cùng học bài nhóm với nhau. Vì quá mệt mỏi, Jo Yoo Jae ngã người ngủ quên trên vai của thằng bạn thân. Seo Han Jun lợi dụng thời cơ định sờ mó miệng mũi gì đó của thằng Jo Yoo Jae, em cũng không biết nữa. Học thực hành chán quá, cả nhóm cùng rủ nhau đi ăn trưa. Con Yoon Che Yang thì cứ xà nẹo để gạ tình thằng Yoo Jae. Còn Seo Han Jun cũng tìm cơ hội mà bắt chuyện cùng thằng Park Jin Hwan đẹp trai. Seo Han Jun hỏi Jin Hwan sau khi thi đại học xong sẽ làm gì. Thằng Jin Hwan nói sẽ bắt đầu viết luận văn. Seo Han Jun nghe thôi thì đã thấy chán. Seo Han Jun nói mình thi xong sẽ cùng người mình thích đi biển chơi. Nói tới đây Seo Han Jun lại tự nhiên nhớ tới cảnh mình sờ mũi thằng bạn thân Jo Yoo Jae ở tập trước, rồi giật mình không tin người mình thích lại là người bạn thân học chung mình bấy lâu nay. Ăn xong, cả nhóm cùng nhau lập nhóm chat chung để tiện bề trao đổi và hẹn hò đi chơi các thứ. Trưa hôm sau vì là con nhà nghèo, Seo Han Jun phải mang cơm hộp theo mà ăn. Vô tình thằng Jo Yoo Jae đi tới, nó thấy món rong biển xào ngon quá thế là chạy vào xin ăn ké. Thằng này đẹp trai mà cái nết ăn quá xấu, đã giành ăn của bạn mà còn ra vẻ ta đây tốt bụng đút cho Seo Han Jun ăn luôn mới chịu. Hai thằng nhìn nhau mà cười vì có miếng đồ ăn cũng giành nhau. Yoo Jae đang nằm, thấy Seo Han Jun cứ nhắn tin thân mật, cười mỉm với thằng Park Jin Hwan thì cảm thấy khó chịu nhẹ. À thì ra thằng Park Jin Hwan hỏi Seo Han Jun nhà ta có biết chỉ số sinh lý của con Che Yang không? Để nó coi bói xem nhân duyên hai đứa có hợp không? Thấy thái độ quá mê trai mà bỏ bạn bè của Seo Han Jun, thằng Jo Yoo Jae tức quá, liền nhắn trong group chat hỏi thằng con Yoon Che Yang cho bỏ ghét. U là trời, Seo Han Jun nhìn thấy tin nhắn thì chửi thằng Yoo Jae cờ hó một trận vì đã tiết lộ thông tin của thằng Park Jin Hwan lên group chat. Thằng Jo Yoo Jae cũng quay qua chửi Seo Han Jun chống đối mình, biết con Yoon Che Yang thích tớ mà cậu lại giúp Park Jin Hwan tiếp cận Che Yang. Bạn bè tốt với nhau quá hà. Việc Jo Yoo Jae hỏi chỉ số sinh lý của con Yoon Che Yang trong nhóm công khai khiến con bé mừng lắm, nghĩ là thằng cờ rớt Yoo Jae cũng đã thích mình rồi. Seo Han Jun đang định giải thích để khỏi hiểu lầm thì thằng Jin Hwan ngăn lại, nó còn khen hai bạn rất là đẹp đôi, khiến Seo Han Jun chưng hửng không biết vì sao. Thế rồi Seo Han Jun và Park Jin Hwan đã có cả một buổi tối để cùng trò chuyện với nhau về chuyện tình cảm yêu đương. Seo Han Jun như đã tìm thêm được một người bạn mới, vì vậy mà không ngần ngại nói hết cảm nhận của mình về tình yêu cho Park Jin Hwan nghe. Seo Han Jun còn chỉ trổ mình làm thêm cho thằng Jin Hwan biết, nếu rảnh thì cứ ghé vào chơi. Jo Yoo Jae tưởng Seo Han Jun giận nên cố tình chặn đường thằng bạn thân than vãn đủ thứ, xong xuôi thì đòi Seo Han Jun dẫn nó đi ăn để mà chuộc lỗi vì đã để nó đợi suốt cả đêm.
Sao Han Jun vô tư mà khai thật mình đã ăn ở câu lạc bộ boxing cùng với thằng Park Jin Hwan rồi. Jo Yu Jae vừa nghe đến cái tên Park Jin Hwan thì nổi điên, chửi rủa miệt thị đủ thứ chuyện, khiến Sao Han Jun bực mình mà quát lại, thằng Jo Yu Jae bị la thì đứng chết chân như từ hải, nói không nên lời. Từ hôm đó trở đi, Jo Yu Jae đi học thấy Sao Han Jun thì không thèm quan tâm, ngó lơ như người xa lạ. Đang chơi bóng ném, nhớ tới những lời sỉ vã của thằng bạn cờ hó mấy hôm trước, Sao Han Jun tức quá ném thẳng vào mặt thằng Jo Yu Jae một cái trời giáng, khiến nó té đùng xuống sân. Thằng Sao Han Jun vừa đánh trống vừa la làng, ném trúng Jo Yu Jae chảy máu mũi thì vội chạy lại lo lắng, đưa đi cấp cứu các kiểu. Sau khi bị sưng cái mặt, thằng Jo Yu Jae cũng đã biết mình hơi quá lời, nó bèn xin lỗi Sao Han Jun rồi còn nhổng nhẽo kêu Sao Han Jun lên ngồi chung với mình. Vậy là cả hai hết giận nhau. Thằng Jo Yu Jae viện lý do phải lo thi đại học nên bây giờ không muốn lấn sâu vào chuyện yêu đương, nên nó quyết định nói lời chia tay con Yoon Che Yang. Vì thấy ngại khi phải đối mặt với con Yoon Che Yang ở trường nên dù trời nắng nóng 39 độ C, thằng Jo Yu Jae không dám đến trường mà qua nhà Sao Han Jun chịu nóng mà ôn bài. Vì trời quá nóng, đôi bạn thân rủ nhau vào quán cà phê truyện tranh có máy lạnh để ôn bài. Hai thằng nào cũng không có tiền nên giành qua giành lại vụ trả tiền nhìn thấy mà tội. Cuối cùng hai thằng order hai ly nước chanh rẻ nhất trong menu để mà uống cùng nhau. Đúng là ngồi cà phê máy lạnh có khác, cả hai cảm thấy vô cùng thoải mái mà ngồi tám chuyện. Hai anh chàng không có gì làm ngồi bàn chuyện tương lai, sau khi thi đậu đại học sẽ bắt đầu quậy hết cỡ luôn. Trong lúc Jo Yu Jae đi vệ sinh, Sao Han Jun nhận được tin nhắn từ hội bà tám của trường báo tin nhà Jo Yu Jae vừa mới vô mánh lớn, chuẩn bị chuyển nhà đến một nơi khác cao cấp hơn để sống. Sao Han Jun tức lắm liền giận hờn bỏ ra về vì thằng bạn thân không kể cho mình nghe, Jo Yu Jae chạy theo để giải thích. Hai đứa bắt đầu cãi nhau. Jo Yu Jae lý giải mình không nói cho Sao Han Jun vì sợ bạn buồn tự ti về gia cảnh của mình. Vì trái ngược với gia đình của Jo Yu Jae dọn đến một nơi ở tốt hơn, Sao Han Jun sẽ theo mẹ trả nhà mà dọn tới một khu nhà trọ nghèo nàn hơn nữa. Sao Han Jun không hiểu được nỗi lòng của thằng bạn thân, cảm thấy bị tổn thương khi cho rằng Jo Yu Jae đang miệt thị gia đình của mình nghèo. Tức quá Sao Han Jun chửi cho thằng Jo Yu Jae một trận rồi còn tán cho nó một bạt tai rồi bỏ đi. Về đến nhà, Sao Han Jun mới được mẹ thông báo tin là sẽ chuyển nhà đi. Sao Han Jun buồn và đau lòng lắm, ngồi nhìn hộp rong biển xào rớt xuống đất thì không kìm được nước mắt, nhìn rất là tội nghiệp. Bữa sau đi học, Sao Han Jun còn bị các bạn học lên án về vụ đánh thằng Jo Yu Jae sưng hết mặt. Đang đi lên phòng giám thị để gặp giáo viên chủ nhiệm thì bị thằng Jo Yu Jae chặn đường, kêu là cậu khỏi lên, mình đã nói chuyện với thầy chủ nhiệm rồi. Tối đến hai đứa ra cái xích đu huyền thoại lần đầu gặp nhau mà tâm sự. Thằng Jo Yu Jae nói tớ chưa bao giờ thương hại cậu, tớ cũng xin lỗi vì đã không báo tin cho cậu sớm. Sao Han Jun cũng thấy mình hơi quá, nói nếu là tớ thì tớ cũng sẽ không nói. Xin lỗi cậu vì đã đánh cậu má nhỉ không ra luôn. Sau khi đã hiểu nhau, Jo Yu Jae bắt đầu làm nũng, than đau các thứ, bắt Sao Han Jun phải dán băng cá nhân lên vết thương cho mình. Jo Yu Jae còn rủ Sao Han Jun là chúng ta hãy về ở chung nhé. Viện cớ là sau khi đậu đại học, đường nào cũng phải tìm nhà trọ để ở, hai thằng ở chung xe tiền phòng cho nó rẻ. Sau một hồi suy nghĩ, Sao Han Jun thấy cũng có lý, liền gật đầu đồng ý, còn nói sống chung chắc sẽ vui làm đấy. Thấy dây giày Sao Han Jun chưa cột, thằng Jo Yu Jae vội vàng ngồi xuống cột lại cho thằng bạn thân. U là trời nhìn cảnh này như là chồng cột dây giày cho vợ đó cả nhà, nhìn lãng mạn biết mấy. Sau khi được thằng bạn cờ hó cột dây giày cho, Sao Han Jun cứ chẳng chọc thâu đêm suốt sáng mà không ngủ được, nhớ về kỷ niệm ngày xưa của hai đứa. Sáng hôm sau, Sao Han Jun quên bẵng là mình có cuộc hẹn với thằng Jo Yu Jae nên vẫn đi học như mọi hôm. Nhận được tin nhắn của thằng bạn thân, Sao Han Jun hết hồn, ba chân bốn cẳng mà chạy qua gặp Jo Yu Jae. Vì quá gắng sức, Sao Han Jun đến nơi thì ho nhẹ, sợ thằng bạn thân bị bệnh, thằng Jo Yu Jae liền lấy áo khoác da cừu của nó khoác lên người Sao Han Jun cho đỡ lạnh. Trông hai thằng rất ư là tình cảm. Tối đến Sao Han Jun rủ cả đám bạn thân cùng nhau đến đốt pháo sáng ước nguyện sẽ cùng nhau đậu đại học. Thằng Jo Yu Jae thừa cơ hội rủ dê Sao Han Jun đậu đại học, hai đứa sẽ đi du lịch cùng nhau mỗi năm, chỉ hai đứa đi thôi. Hai anh chàng bàn đi chơi rất hăng say, thằng Jo Yu Jae rủ năm sau đi Busan, năm tới sẽ đi New Zealand chơi vì ở đó có chim cánh cụt. Sao Han Jun cũng không vừa nói mình đi đâu cũng được, miễn là đi chung với cậu là tới vui rồi. Nói xong thì cả hai nhìn nhau mà mỉm cười. Coi bộ không bao lâu cặp đôi này chính thức tỏ tình yêu nhau cho mà coi. Cuối cùng thì cả hai cũng cùng nhau đốt pháo sáng, cả hai cùng tuyên thệ cùng nhau đến New Zealand xem chim cánh cụt. Ngày mai là ngày thi đại học chính thức, Jo Yu Jae hái một chiếc lá bạch quả để tặng cho thằng bạn thân với mong muốn những điều may mắn sẽ đến với Sao Han Jun trong kỳ thi này.
Seo Han Jun không nói gì, chỉ nhìn chiếc lá bạch quả mà cười thầm trong bụng. Để đáp lại tấm chân tình của thằng bạn cờ hó, Seo Han Jun vội lấy trong túi một hộp sô-cô-la hình trái tim tặng cho thằng Jo Ju Jae mới ghê. À thì ra hộp sô-cô-la gói giấy vàng đó được người Hàn tặng trong ngày thi cử với mong muốn sẽ đổ đại học và tên được ghi trên bảng vàng. Thằng Jo Ju Jae được tặng quà thì xấu hổ vì nó không có quà gì hết, chỉ tặng một chiếc lá vô giá trị cho Seo Han Jun mà thôi. Và rồi kỳ thi Đại học Quốc gia Đại Hàn Dân Quốc năm 2023 chính thức bắt đầu. Cả Seo Han Jun và Jo Ju Jae đều hăng hái làm bài hết sức có thể để năm sau có thể dọn ra ở riêng cùng nhau. Seo Han Jun về nhà tính điểm thi thì rất háo hức, tính sơ sơ cũng được 8 đến 9 điểm. Đang háo hức thì thằng Jo Ju Jae điện thoại tới đòi qua nhà gặp. Seo Han Jun đang vui nên kêu thằng Jo Ju Jae cứ qua. Sực nhớ mình đang ở khu ổ chuột, Seo Han Jun vội chạy ra thì thằng Jo Ju Jae đã đến. Thằng Jo Ju Jae tức lắm vì Seo Han Jun dọn nhà đến khu ổ chuột mà không báo cho mình biết. Trong khi bữa trước nó không báo vụ chuyển nhà thì Seo Han Jun làm hùng làm hổ, tán nó một bạt tai. Thằng Jo Ju Jae chửi Seo Han Jun nghèo mà bày đặc sĩ diện, không có tiền ăn còn mua sô-cô-la đắt tiền tặng nó. Nói xong nó cầm hộp sô-cô-la mà ném thẳng xuống đất, trong sự ngơ ngác của Seo Han Jun. Seo Han Jun cúi người lượm từng viên sô-cô-la mà bỏ lại vào hộp, rồi đứng dậy nói thẳng, tớ nhịn đói để mua sô-cô-la cho cậu không phải là vì sĩ diện mà là vì tớ thích cậu. Jo Ju Jae nghe xong thì ngơ ngác không thốt nên lời. Thấy thằng Jo Ju Jae cờ hó còn chưa hiểu, Seo Han Jun la lớn lên là tớ muốn hẹn hò với cậu. Nghe xong thì thằng Jo Ju Jae đơ như cây cơ, vì chưa thích nghi với chuyện chơi BD của thằng bạn thân, thằng Jo Ju Jae vội bỏ đi về trong sự đau lòng của Seo Han Jun. Đã 5 tháng trôi qua từ ngày Seo Han Jun tỏ tình với thằng Jo Ju Jae. Hiện tại Seo Han Jun đã đi học đại học và làm gia sư để kiếm thêm thu nhập. Chúng ngay thằng học trò cờ hó, ham chơi hơn là ham học khiến Seo Han Jun rất ư là mệt mỏi để dạy nó. Trong lúc giải lao, Seo Han Jun chợt nhớ về cái ngày mình tỏ tình với Jo Ju Jae. Seo Han Jun vô cùng đau lòng vì đã nói sẽ không bao giờ gặp lại thằng Jo Ju Jae nữa. Ngoài việc dạy thêm, Seo Han Jun còn làm thêm công việc ship hàng qua app ứng dụng. Hàng đêm Seo Han Jun đều nhớ tới thằng Jo Ju Jae và nhớ tới câu nói của nó trước lúc rời đi. Jo Ju Jae kêu khi nào bình tâm lại, chấp nhận thực tại thì cậu hãy liên lạc lại với tớ. Nhìn hộp sô-cô-la đã vỡ, Seo Han Jun hy vọng sẽ sớm gặp lại thằng bạn thân trong một ngày gần nhất. Và thế là mong được ước thấy, Seo Han Jun tham gia buổi party chia tay của lớp 12 thì gặp lại thằng bạn thân Jo Ju Jae sau 5 tháng ở ẩn không muốn tiếp xúc với ai hết. Cả lớp cùng nhau ca hát nhậu nhẹt rất ư là vui vẻ, vì buồn tình, Seo Han Jun ngồi uống rượu hết cả đêm cho đến khi say mềm không biết trời trăng gì nữa. Tỉnh dậy thì đã nằm trên giường mà nói nhảm. Mơ hồ nhìn thấy thằng Jo Ju Jae đang ngồi trên giường với mình thì hú hồn tỉnh giấc. Cả hai hội ngộ trong bầu không khí khá là ngượng nghịu, thằng Jo Ju Jae trách móc vì sao Seo Han Jun có thể bỏ rơi mình mà ẩn trốn lâu đến như vậy. Seo Han Jun chỉ biết ngại ngùng mà xin lỗi. Thằng Jo Ju Jae đề nghị cả hai trở lại làm bạn bè như xưa, quên hết những chuyện không hay trong thời gian qua. Seo Han Jun miễn cưỡng đồng ý cho thằng bạn nó vui. Sau khi trò chuyện một hồi thì thằng Jo Ju Jae đi về, mà thằng này vẫn cờ hó như ngày nào cả nhà à. Nó thấy hộp sô-cô-la ngày trước thì vội đem vứt vào sọt rác. Mặc dù đau lòng, nhưng Seo Han Jun cũng dán nhịn vì giờ mà chửi lộn là coi như mất luôn cái tình bạn này ngay và luôn. Và thế là hai đứa bắt đầu thân thiết trở lại như xưa. Thằng Jo Ju Jae hay tin Seo Han Jun hẹn hò với gái thì bực mình lắm, nó tìm cách để phá đám con nhỏ mê trai đó cho bằng được. Jo Ju Jae cố tình nói Seo Han Jun đã có bạn gái cho con nhỏ hám trai mất hứng. Thằng Jo Ju Jae cũng từ chối lời mời ăn trưa của em gái ấy, nói là hai đứa có việc riêng cần nói chuyện, con bé quê quá vội bỏ ra về trong sự tiếc nuối của Seo Han Jun. Hình như thằng Jo Ju Jae ghen hay sao ấy cả nhà, nó bực mình mà uống rượu nhiều lắm. Nó còn trách móc Seo Han Jun tự ý đi mua giày mà không rủ nó đi theo cùng. Seo Han Jun nói cậu đi học nhóm còn không đi, chắc có thời gian đi lựa giày với tớ, bị nói trúng tim đen thằng Jo Ju Jae ngồi im và hết cãi. Lát sau nó uống say mềm, xém té may mà Seo Han Jun chạy tới kịp thời cho nó tựa đầu vào vai không là nó té sắp mặt. Cực khổ lắm Seo Han Jun mới dìu được thằng bạn thân kim người yêu tương lai về đến phòng trọ. Thằng Jo Ju Jae cứ ngã đầu vào vai Seo Han Jun khiến anh chàng rất ư là khó chịu vì cứ liên tục tiếp xúc thân xác với nhau thế này thì làm sao mà chịu nổi. Thằng Jo Ju Jae mỏi chài kêu Seo Han Jun ngủ lại với mình đêm nay, y như trước kia hai đứa vẫn hay ngủ chung với nhau. Dù rất muốn ngủ lại, nhưng với quyết tâm cao độ, ngủ lại cũng không sơi múi được gì, Seo Han Jun thả về nhà ngủ một mình thì hơn. Ngủ chung lỡ có chuyện gì thì lại đánh mất tình bạn một lần nữa. Một lần đang vào học, thấy một anh ở khóa trên tên là Seung Min khá thân thiết với Han Jun thì thằng Jo Ju Jae rất ư là khó chịu. Khi biết Seung Min đòi mua tặng Seo Han Jun một cái laptop thì thằng Jo Ju Jae càng ghen lồng lộn hơn.
Không biết hai người này có mối quan hệ gì mà kêu anh em ngọt xớt mà còn đòi mua laptop cho nhau nữa chứ. Không để cho thằng Seung Min có cơ hội cướp mất thằng bạn thân, nhân dịp sinh nhật của Seo Han Jun, thằng Jo Ju Jae chơi lớn mua một con MacBook Pro Max mới nhất tặng cho Han Jun làm quà. Seo Han Jun rất bất ngờ trước món quà quá chất của thằng bạn thân, mặc dù thích lắm nhưng thấy ngại nên từ chối nhận, dù sao cũng chỉ là bạn bè mà thôi, món quà đắt tiền thế này sao mà dám nhận. Bị từ chối, thằng Jo Ju Jae tức lắm, đòi đem trả lại cửa hàng, còn nói móc Seo Han Jun đồ của tớ thì chê, còn đồ của anh trai Seung Min thì không có từ chối. Thấy tình hình không ổn, Seo Han Jun đành nhận quà nó im nhà im cửa. Đang tranh cãi thì thằng Seung Min gọi tới, bảo là đã đặt bàn tổ chức sinh nhật cho Seo Han Jun rồi, tối nay nhất quyết phải đến dự. Thấy thằng Jo Ju Jae đang tức giận, để chứng minh mình trong sạch, Seo Han Jun đành rủ thằng Jo Ju Jae đi cùng, tưởng nó từ chối ai dè nó cũng đi luôn mới ghê. Cả đám cùng nhau ăn uống say sưa chúc mừng sinh nhật cho Seo Han Jun tròn 18 tuổi. Mấy đứa con gái bắt đầu chơi trò chơi bốc số ngẫu nhiên, hai người bất kỳ được chọn phải hôn môi nhau. Trời xui đất khiến sao mà con nhỏ bạn cờ hó bốc trúng ngay số của Seo Han Jun và Jo Ju Jae, thế là cả nhóm liền bắt hai đứa hôn nhau. Dù đã cố gắng để hoàn thành thử thách của mấy đứa bạn ác ôn, nhưng Seo Han Jun không muốn tiếp xúc quá đà với thằng Jo Ju Jae nữa nên vội bỏ chạy ra ngoài. Lát sau, Seo Han Jun kể hết cảm xúc của mình cho thằng Jo Ju Jae nghe. Seo Han Jun nói sau tất cả mình vẫn luôn nghĩ về cậu, trái tim mình cứ loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy cậu. Mình không thể coi mọi chuyện như trước đây được nữa, không thể choàng vai hay tựa đầu vào nhau như xưa được nữa, tốt nhất là hai đứa nên dừng lại, đường ai nấy đi thì sẽ tốt hơn. Thằng Jo Ju Jae không chấp nhận cho Seo Han Jun bỏ rơi mình thêm một lần nữa, nó vội chạy lại, ôm lấy Seo Han Jun mà cưỡng hôn ngay tại công viên, nơi ngày đầu tiên hai đứa đã gặp nhau. Sau khi được thằng Jo Ju Jae hôn ở tập trước, thì bây giờ tới lượt Seo Han Jun né tránh gặp mặt Jo Ju Jae. Thằng Jo Ju Jae cũng không thể hiểu nổi, rõ ràng là Seo Han Jun thích mình mà sao giờ lại cứ tránh né mình như vậy. Nghe tin Seo Han Jun bị bệnh nên không đi học được, thằng Jo Ju Jae liền chạy qua phòng thằng bạn thân xem như thế nào. Cầm gói thuốc trên tay, Jo Ju Jae đau lòng mà rơi nước mắt. Chờ dài cả cổ đến nỗi ngủ quên, cuối cùng Seo Han Jun cũng đã chấp nhận gặp thằng Jo Ju Jae, địa điểm gặp lại chính là cái chỗ xích đu hôn nhau hôm bữa. Seo Han Jun sợ thằng bạn không chấp nhận chơi BD chung, nên dối lòng nói nụ hôn hôm bữa chỉ là tai nạn, thực sự tớ không có cảm xúc gì với cậu nữa hết, thấy rất là bình thường. Jo Ju Jae cười nhếch mép rồi kéo Seo Han Jun sát về phía mình, Seo Han Jun như chết lặng, tim thì đập loạn nhịp liên hồi vì tiếp xúc quá gần với thằng bạn thân. Jo Ju Jae chửi cho Seo Han Jun một chập vì cái tội dám nói dốc nói láo để lừa gạt mình. Trước nỗi lòng thấu trời xanh của Seo Han Jun, cuối cùng thằng Jo Ju Jae quyết định gia nhập câu lạc bộ BD cùng thằng bạn thân. Thằng Jo Ju Jae nhìn thẳng vào mắt thằng bạn thân mà nói mình yêu nhau đi. Seo Han Jun sướng tê người không tin đây là sự thật. Vậy là cặp đôi chính thức trở thành người yêu của nhau, cả hai tiếp tục dính nhau như sam, thậm chí còn mãnh liệt hơn trước đây. Cả hai cùng nhau chơi bóng rổ, đạp xe dạo phố, chụp ảnh đôi để lưu giữ kỷ niệm trông rất là hạnh phúc. Đã 100 ngày kể từ khi hai đứa chính thức yêu nhau, Seo Han Jun dự định là sẽ cùng Jo Ju Jae đến ăn tối tại một nhà hàng nổi tiếng tại Hàn Quốc. Nhưng cuối cùng tới ngày hẹn thì Seo Han Jun nhận được tin không hay từ mẹ, nên Seo Han Jun dành cả ngày trời để đi tìm mẹ. Cuối cùng sau bao vất vả, Seo Han Jun cũng đã tìm được mẹ. À thì ra mẹ của Seo Han Jun đang nằm viện cả nhà à. Biết con trai hôm nay có buổi hẹn quan trọng, bà liền xin lỗi con trai vì khiến con phải đi tìm đến nỗi trễ cả buổi hẹn hò. Bà bèn lấy tiền dành dụm làm phục vụ bấy lâu nay của mình cho Seo Han Jun đi tàu điện ngầm về lại Seoul. Còn Jo Ju Jae bên này cũng không được yên, lo lắng về chuyện Seo Han Jun bỗng bật vô âm tính chưa xong. Về nhà Jo Ju Jae còn phải đối mặt với việc bố mẹ mình ly dị, tranh giành tài sản với nhau. Vì không chịu được thái độ hóng hách của ông bố, Jo Ju Jae lớn tiếng cãi lại thì bị ông bố tán cho một bạt tai chảy cả máu miệng. Jo Ju Jae tức quá quyết tâm bỏ đi ra ngoài sống tự lập, không thèm nhận tiền nuôi dưỡng của ông bố cờ hó nữa. Với cái mặt bị thương, Jo Ju Jae đến nhà hàng đợi Seo Han Jun cả buổi nhưng chờ hoài không thấy thằng người yêu tới. Seo Han Jun sau khi gặp mẹ xong thì ba chân bốn cẳng chạy về gặp thằng người yêu. Seo Han Jun rất sợ thằng Jo Ju Jae giận và bỏ rơi mình, vì khi trở thành người yêu thằng Jo Ju Jae có hù Seo Han Jun. Nếu cậu từ chối cuộc gọi của tớ một lần nữa thôi thì đường ai nấy đi. Cuối cùng dù đã cố gắng hết sức, chạy bộ 15 cây số, Seo Han Jun đã đến gặp thằng Jo Ju Jae lúc 12 giờ khuya. Rất may là thằng Jo Ju Jae không hề giận Seo Han Jun một chút nào vì thực tế là Seo Han Jun lo đi tìm bà già vợ chứ đâu có phải là đi chơi. Để lấy lòng Jo Ju Jae, Seo Han Jun liền lấy quà ra tặng cho thằng người yêu. U là trời, tưởng quà 100 ngày yêu nhau là gì to tác thì ra chỉ là một thỏi son dưỡng môi thôi cả nhà ạ. Thằng Jo Ju Jae còn khen sao cậu hay vậy, biết môi tớ bị thương nên mua cây son dưỡng môi mà tặng.
Đáp lại tấm chân tình cờ hó của Seo Han Jun, Jo Ju Jae cũng gửi món quà đặc biệt của mình để kỷ niệm 100 ngày yêu nhau. Đó là một chiếc nhẫn cặp có đính hột xoàn bực trà bá. Nhìn cảnh Jo Ju Jae đeo nhẫn cho Seo Han Jun, ôi chao nó lãng mạn làm sao. Trao nhẫn xong cả hai cùng nắm tay nhau mà cùng ngắm sao băng rơi. Thề nguyện cả hai sẽ yêu nhau suốt đời và mãi mãi. Chào cả nhà, hôm nay phim 4G xin giới thiệu với cả nhà bộ phim đam mỹ của Hàn Quốc mang tên Tình yêu mập mờ nhé, tên tiếng Anh là Love Made. Seo Yi-jun, trưởng nhóm của một công ty sản xuất nội dung truyền thông Sowat, là người thích sự cô đơn, căm ghét tình yêu nhân loại. Seo Yi-jun không tin trên đời có cái thứ gọi là tình yêu. Hôm nay, Seo Yi-jun có cuộc hẹn ăn cơm trưa với một anh đẹp trai trên app hẹn hò dành cho gay. Cả hai cùng nhau ăn uống làm quen trông khá là thân thiết. Anh chàng đẹp trai ra sức tán tỉnh, mời trai Seo Yi-jun đi tăng hai cà phê với mình, còn ngỏ ý muốn gặp thêm vài lần nữa để tìm hiểu và hẹn hò. Tuy nhiên với bản tính cờ hó, không thích yêu đương, Seo Yi-jun thẳng thừng từ chối và xóa kết bạn trên app Blue đi với anh chàng đẹp trai. Mục đích gặp gỡ các chàng trai trên app hẹn hò chỉ là để Seo Yi-jun nghiên cứu cho sản phẩm mới. Seo Yi-jun đang thuyết trình về kế hoạch cho sản phẩm mới có tên Single Heaven, chuyên dành cho những người không thích yêu đương giống mình. Ha-jam là một nhân viên mới vào trong team của Seo Yi-jun đứng dậy phản đối dự án mới của anh đội trưởng khiến ai cũng bất ngờ. Ha-jam nói mình tin vào tình yêu, những định nghĩa trong Single Heaven chỉ là những định nghĩa sáo rỗng của những kẻ chả bao giờ biết tình yêu là gì. Ha-jam cố tình hạ bệ và làm bẽ mặt Seo Yi-jun khi hỏi anh trưởng nhóm tình yêu là gì. Đúng là to gan hết chỗ nói mà. Vì bị thằng Ha-jam chửi là một kẻ thất bại trong tình yêu, chả biết hẹn hò là gì khiến Seo Yi-jun bị ám ảnh mà không tập trung tập yoga được. Hình như Ha-jam đã chạm đúng nỗi đau thầm kín của Seo Yi-jun rồi thì phải. Sáng hôm sau đi làm, thấy thằng Ha-jam phá mấy chậu kiểng của mình thì Seo Yi-jun càng bực mình thêm. Thằng Ha-jam hình như có ý đồ với Seo Yi-jun thì phải, nó hết trêu ghẹo, rồi mời Seo Yi-jun uống cà phê không được thì tới nước ép táo. Ha-jam xin lỗi về chuyện hôm qua, xong rồi còn lấy dây đeo bảng tên trong túi quần Yi-jun ra mà đeo vào cổ cho anh sếp, y như vợ chồng sửa soạn quần áo cho nhau. Cầm hai ly nước trên tay, Seo Yi-jun không biết cái thằng cờ hó Ha-jam này nó có ý đồ gì với mình đây. Seo Yi-jun đem chuyện hối lộ của thằng Ha-jam ra kể cho con bạn thân nghe. Tưởng con bạn thân cùng phe với mình ai dè nó còn khen thằng Ha-jam nói hoàn toàn chính xác, cả nó và Seo Yi-jun đều là những kẻ thất bại trong tình yêu. Con bạn thân mới kêu Seo Yi-jun thử quen ai đó lâu dài xem sao. Seo Yi-jun bán tính bán nghi, nhưng nghe con bạn cờ hó này nói cũng có lý, thì có cơ hội thử một lần làm xem sao. Đúng là quan gia ngõ hẹp, Seo Yi-jun đón xe bus đi làm, vừa bước lên xe thì gặp thằng Ha-jam hãm tài, đã cố tình ngồi riêng mà nó cứ bám Seo Yi-jun như Sam vậy đó cả nhà. Thằng Ha-jam ra sức nói chuyện với anh đội trưởng, khiến Yi-jun cảm thấy rất ư là phiền phức và khó chịu vì đang ở chốn công cộng đông người. Hôm nay cả team rủ nhau đi nhậu, tất cả mọi người quyết tâm giúp đỡ Seo Yi-jun trả thù thằng Ha-jam cờ hó mới vô làm mà không coi ai ra gì. Thằng Ha-jam đến nơi thì tìm mọi cách để được ngồi gần Seo Yi-jun cho bằng được, Seo Yi-jun đi đến đâu là nó chạy theo đến đó. Thằng Ha-jam quậy hết cỡ, sau khi đứng dậy xin lỗi Seo Yi-jun theo yêu cầu của mọi người xong. Nó yêu cầu Seo Yi-jun phải uống bia giao bôi với nó, u là trời, Seo Yi-jun vì không thể thất hứa mà đành uống bia giao bôi với thằng cờ hó Ha-jam. Uống bia xong, Seo Yi-jun lại tiếp tục uống rượu giao bôi lần hai nữa thì thằng Ha-jam mới chịu. Vì bị chuốc rượu quá nhiều, Seo Yi-jun phải nôn tháo trên đường về. Thằng Ha-jam vội chạy lại hỏi thăm. Seo Yi-jun tức quá chửi thằng Ha-jam là cậu muốn gì ở tôi mà ám tôi hoài vậy. Ha-jam mới thú thật là em đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên, khiến Seo Yi-jun há hốc mồm vì kinh ngạc. Được em trai nắm tay, Seo Yi-jun cũng bắt đầu rung động, dòng điện tình yêu 250V bắt đầu chạy dần dần trong người Seo Yi-jun. Thằng Ha-jam sau khi nắm tay đội trưởng Seo Yi-jun thì tỏ tình, nói em thích anh lâu rồi, em cố tình dùng chiêu khiêu khích để anh ghét chơi. Ha-jam nhìn thẳng vào mắt của Seo Yi-jun mà nói, em muốn hẹn hò với anh khiến Seo Yi-jun vô cùng bối rối và bỏ đi vì nghĩ thằng Ha-jam đã say. Mặc cho Ha-jam chạy theo năng nỉ đủ thứ, Seo Yi-jun vẫn cương quyết từ chối. Không những thế Seo Yi-jun còn chửi mấy trò lỗ của thằng Ha-jam mấy ngày hôm nay làm mình rất ư là bực mình. Kêu nó hãy từ bỏ mấy cái ý nghĩ điên rồ đó đi, đĩa mà đòi đeo chân hạt hà cưng. Seo Yi-jun đang bực mình chạy ra bắt taxi, lỡ ngớ xíu là bị xe tông. May mà thằng Ha-jam chạy tới ôm Seo Yi-jun vào lòng, thế là tình huống đam mỹ đã xảy ra. Được trai trẻ ôm thì Seo Yi-jun dịu hẳn luôn. Thằng Ha-jam thừa thắng xông lên hỏi Seo Yi-jun có muốn biết vì sao em thích anh không.
Seo Yi-jun chả thèm quan tâm, nói thẳng với thằng Ha-jam là cậu không phải là gu của tôi, rồi te te bỏ đi về. Thằng Ha-jam cũng không hiền, quyết tâm cứa đỗ anh trưởng nhóm chảnh chọe này cho bỏ ghét. Thằng Ha-jam tiếp tục gửi hình hồi này chụp lén cảnh Seo Yi-jun chạy lên taxi với dòng caption chim cánh cụt chạy trốn, khiến Seo Yi-jun tức càng thêm tức. Ha-jam ngồi suy nghĩ chuyện Seo Yi-jun vì sao thích đi gặp mặt với mấy anh đẹp trai trên các app gay đến như vậy, bộ mình không đủ đẹp hay sao? Thế là, nó quyết định tải tất cả các app gay về điện thoại, rồi sẽ tìm cách khủng bố Seo Yi-jun tiếp. Seo Yi-jun đi làm thì sợ thằng Ha-jam hơn sợ cọp, phải lén lút tránh mặt nó vì sợ nó lại tới ve vãn tỏ tình ngay công ty thì có nước mà độn thổ. Seo Yi-jun thấy chai nước giải rượu có hình trái tim dán nốt lên thì tức quá mang qua trả cho thằng Ha-jam. Với bản tính lưu manh, thằng Ha-jam giả bộ nói không phải của nó, nếu anh cho em thì em sẽ lấy uống. Nghe vậy Seo Yi-jun cũng không nỡ đưa chai nước cho thằng Ha-jam uống. Thằng Ha-jam tiếp tục chơi chiêu tâm lý, vuốt tóc Seo Yi-jun, kêu Seo Yi-jun hãy chăm sóc ngoại hình cho tốt. Vì em quan trọng vẻ bề ngoài lắm đó, khiến Seo Yi-jun đứng hình rồi e thẹn mà chạy về bàn làm việc soi lại nhan sắc thấy gớm của mình. Thằng Ha-jam tiếp tục theo ám Seo Yi-jun từ sáng đến chiều. Nó bày trò khiến anh đội trưởng rất ư là tức giận, cho nó một dẫm lên chân đau điến. Cũng tội thằng bé, yêu là yêu hết mình, làm khùng làm điên bất chấp để có được người mình yêu, thật là đáng nể phục. Thằng cờ hó Ha-jam tiếp tục tiếp cận Seo Yi-jun mà cưa cẩm, lần này địa điểm là xe bus công cộng. Nó lợi dụng lúc đông người, đứng ép người sát vào phía sau Seo Yi-jun. Không biết là có thứ gì cộm cộm của thằng Ha-jam cả chúng người Seo Yi-jun không nữa, mà Seo Yi-jun đứng im du, lát sau Seo Yi-jun còn ngại ngùng mà bỏ xuống xe nữa chứ. E nghi lắm à nha. Vậy là Seo Yi-jun bắt đầu lưu luyến về thằng bé cờ hó này rồi đó cả nhà. Mai mốt đi xe bus không thấy thằng Ha-jam là buồn một đống luôn cho mà coi. Sẵn tiện đang ở studio chụp hình, mấy người trong công ty rất ư là tốt bụng, mượn gió đẩy thuyền dùng cho thằng Ha-jam luôn mới ghê. Con nhỏ bạn thân đề nghị được chụp hình cặp đôi gay yêu nhau, u là trời thằng Ha-jam không cần Seo Yi-jun trả lời, nó đồng ý ngay và luôn. Vì để hỗ trợ cho công việc, nên Seo Yi-jun không thể từ chối. Thế là hai thằng cờ hó bắt đầu nhảy vào mà chụp những bộ ảnh đam mỹ ướt át đầy ngôn tình lãng mạn. Thằng Ha-jam lợi dụng chụp hình mà sàm sở Seo Yi-jun từ trên xuống dưới không chừa một chỗ nào. Vì chưa bao giờ đụng chạm thân xác với trai bao giờ, việc chụp ảnh này khiến Seo Yi-jun vô cùng bối rối, nhưng trong thâm tâm hình như Seo Yi-jun rất thích thì phải. Bởi có người yêu rất sướng mà không chịu nghe. Vì những cử chỉ thân thiết với thằng Ha-jam mà tim của Seo Yi-jun đập loạt xạ, muốn vỡ tung ra luôn khiến Seo Yi-jun ngất ngây tại chỗ. Thằng Ha-jam lo lắng lắm, đi lại nghe nhịp tim Seo Yi-jun coi còn thở không. Đang ngủ mê, được trai gọi thì Seo Yi-jun chợt tỉnh giấc hôn môi với thằng Ha-jam mới ghê. Thế là trai đẹp quen được trai đẹp rồi cả nhà ạ. Thằng Ha-jam cứ xà quần vầy thì Seo Yi-jun chỉ có từ bị thương đến chết vì yêu mà thôi. Sau khi bị Seo Yi-jun cưỡng hôn và ôm, thằng Ha-jam láu cá đòi anh đội trưởng phải chịu trách nhiệm với mình. Seo Yi-jun quê quá nói là do sơ suất thôi, chịu cái gì mà chịu rồi bỏ đi. Thằng Ha-jam khoái chí cười tủm tỉm vì đã có lý do để bắt Seo Yi-jun trả nợ mình rồi. Seo Yi-jun về nhà, nằm nhớ lại nụ hôn thần thánh với thằng nhóc Ha-jam thì cười tươi sung sướng, không ngờ cảm giác hung trai nó lại sướng dân người đến như vậy. Vì là gái chính chuyên, không thể để hình ảnh đó làm lung lay mình được, Seo Yi-jun bắt đầu tập yoga để thanh tẩy đầu óc. Thanh tẩy chưa xong thì phi công lại gửi hình ôm ấp tại studio lúc nãy cho xem, nhìn tấm hình mà Seo Yi-jun vô cùng xao xuyến. Nhịp tim bắt đầu tăng cao khiến anh chàng phải hốt hoảng, không lẽ mình thích thằng cờ hó Ha-jam rồi sao? Bữa sau đi làm, Seo Yi-jun lại thấy hai chai nước tình yêu em trai để trên bàn, quay qua định trả lại thì không thấy thằng Ha-jam đâu. Anh trưởng phòng tới thông báo cho Seo Yi-jun một tin sét đánh, vì hình hôm qua hai đứa em chụp quá đẹp nên giám đốc quyết định lấy hình hai đứa làm hình nền cho trang tin điện tử. Với caption nhân viên cũ và phi công mới khiến Seo Yi-jun không biết nên mừng hay lo đây. Ông trưởng phòng còn hỏi bộ hai đứa yêu nhau thật hả khiến Seo Yi-jun đơ người luôn. Thế là Seo Yi-jun ra ngoài chửi cho thằng Ha-jam một trận, cấm em phi công tiếp cận mình quá 3 mét. Nhưng thằng Ha-jam cờ hó đâu phải dễ ăn, nó càng tiến sát vào người Seo Yi-jun, khiến Seo Yi-jun càng hồi hộp, tim đập mỗi lúc càng nhanh hơn. Đến nỗi cái đồng hồ phải kêu lên vì cảnh báo nhịp tim đập quá nhanh. Thằng Ha-jam thừa biết cá đã cắn câu, cứ thế mà triển thôi cả nhà ạ. Tan làm về, Seo Yi-jun lên xe bus đang chật kín người thì lại nhìn thấy thằng cờ hó Ha-jam. Seo Yi-jun cố tránh đi chỗ khác thì thằng cờ hó nó cứ lếch lại mà nắm tay tiếp cận Seo Yi-jun cho bằng được.
Hazam nói em đã cố tình lên xe bus trước để lánh mặt anh rồi, vì anh bảo em phải đứng cách em 3 thước, nhưng chúng ta lại gặp nhau nữa trên xe bus này rồi, cái này gọi là định mệnh đó. Biết anh đội trưởng đã có cảm tình với mình, thằng Hazam thừa thắng xông lên, rủ Seo Yi-jun đi ăn tối chung. Nhưng Seo Yi-jun vẫn chảnh như ngày nào, phải giữ tấm thân này trong trắng, nhất quyết không đi ăn cùng em trai phi công, khiến thằng Hazam phải thở dài ngao ngán. Về nhà, Seo Yi-jun mua cơm hộp ăn cho tiện, vừa ăn mà hình ảnh của thằng Hazam cứ chạy trong đầu không ngớt. Để không có thời gian nghĩ tới Hazam nữa, Seo Yi-jun lên app hẹn hò xem có ai để gặp không. Nhìn cái avatar anti-bắc cực quá cờ hó khiến Seo Yi-jun tò mò không biết là ai, như thế nào mà cái nick nghe thấy mà ghét. Ba sẽ hẹn gặp rồi bỏ rơi mày cho bỏ ghét. Nói là làm, Seo Yi-jun bắt đầu nhắn tin chat chít với anh chàng anti-bắc cực. U là trời, cả nhà tin được không? Anti-bắc cực không ai khác đó chính là thằng Hazam cờ hó. Thằng Hazam mừng lắm khi được anh cờ rớt chủ động nhắn tin, thế là cả hai bắt đầu nói chuyện với nhau, từ ngày này qua tháng nọ mà không cần biết mặt của nhau mới ghê. Cả hai nói chuyện với nhau rất hợp gu, cuối cùng vì chịu không nổi, Seo Yi-jun chủ động hẹn gặp gấu bắc cực cho bằng được. Được Seo Yi-jun rủ hẹn hò, Hazam mừng lắm nhảy cờn lên vì sung sướng. Rồi ngày hẹn hò cũng đã đến, Seo Yi-jun hồi hộp đến chỗ hẹn trước 30 feet, chỉnh trang lại son phấn xem có được chưa. Chuyện gì tới cũng sẽ tới, Seo Yi-jun quay lại nhìn thấy thằng Hazam mà muốn té ngửa. Tưởng là bị thằng nhóc này chơi không, Seo Yi-jun tức quá tán cho thằng Hazam một bạt tai như trời giáng, coi mà tội nghiệp cho thằng bé cả nhà à. Bị Seo Yi-jun tán một cái như trời giáng, thằng Hazam gián gượng cười, nói do anh ấn thích và chủ động tán tỉnh em trước mà. Seo Yi-jun cứng họng, đúng là mình có mòi chài nhắn tin trước cho nó thật. Nhưng Seo Yi-jun lại đổ lỗi cho thằng Hazam vì sao biết là mình mà còn tiếp tục chat chít, tưởng dụ được trai đẹp, ai dè vớ nhầm cái thằng cờ hó ghét nhất ở công ty. Thằng cờ hó Hazam nói chuyện cũng đã lỡ rồi, thôi chúng ta hẹn hò luôn nhé anh Seo Yi-jun của em. Em sẽ giúp anh nuôi dưỡng cảm giác yêu đương. Các bạn biết đó, chuyện tào lao như vậy làm sao mà Seo Yi-jun chịu cơ chứ, nhưng thằng Hazam bám dai còn hơn đĩa nữa, nhất quyết đòi anh đội trưởng hẹn hò mình mới thôi. Seo Yi-jun tức quá hỏi thằng cờ hó vì sao lại thích mình đến như vậy. Biết cá đã thèm mồi, thằng Hazam liền rủ anh đội trưởng uống một tí rượu, làm nóng người rồi em kể cho mà nghe. Cái thằng này đáo để ghê vậy đó cả nhà, dụ dỗ uống rượu để chút dễ mà mòi chài Seo Yi-jun đây mà. Thằng Hazam khá ga lăn, tự tay gắp hào nướng phô mai cho anh cờ rớt ăn. Có thực mới vực được đạo, sau khi ăn hào nướng xong, thằng Hazam mới kể lý do mình mê đắm mê đuối Seo Yi-jun tới bây giờ. À thì ra ngày nó đi phỏng vấn xin việc tại công ty, Seo Yi-jun là người lượm được cái thẻ tên trả lại cho nó. Ngoài ra nhìn thấy dây giày nó bị xúc, Seo Yi-jun không ngần ngại ngồi xuống buộc dây giày cho nó. Nhìn gương mặt như thiên thần của Seo Yi-jun mà nó không thể nào kìm lòng, nhất quyết phải cưa đỗ Seo Yi-jun về làm người yêu của mình cho bằng được. Seo Yi-jun nghe xong câu chuyện của thằng cờ hó thì thấy nó quá tào lao. Nhưng mà cũng thấy vui vui vì nhờ vậy mà mới được thằng nhóc điên khùng này nó theo đuổi, chứ làm ở công ty này cả chục năm trời chả ma nào theo đuổi anh hết, ôi thật là đau lòng. Thằng Hazam thấy Seo Yi-jun đã mở lòng nên liền hỏi vì sao đội trưởng ghét tình yêu đến như vậy. À thì ra lúc trước Seo Yi-jun cũng yêu và yêu rất nhiều đó cả nhà, nhưng bị người tình phản bội, không những thế người đó còn chủ động chia tay Seo Yi-jun vì quyết định đi theo tiểu tam. Kể từ đó Seo Yi-jun hận việc yêu đương và đóng cửa với tất cả mọi anh chàng muốn tiếp cận mình. Thằng Hazam nghe xong thì trầm tư nhẹ, không ngờ đội trưởng của mình là một người dễ bị tổn thương như vậy. Hazam khuyên Seo Yi-jun nên quên đi quá khứ để bắt đầu một tương lai mới tươi sáng hơn. Thằng Hazam đi qua cũng ly chia buồn với anh đội trưởng vì những gì không hay đã xảy ra. Sẵn có men say trong người, thằng Hazam bắt đầu kế hoạch chinh phục Seo Yi-jun ngay và luôn trong tối nay, mở đầu là trò chơi gấp thú nhồi bông để tặng cho Seo Yi-jun. Gấp thú bông xong thì thằng Hazam bắt Seo Yi-jun phải đi chụp ảnh với mình để làm bằng chứng là hôm nay hai đứa đã hẹn hò. Hình như Seo Yi-jun đã đón nhận thằng Hazam thì phải, thằng cờ hó kêu đeo gì Seo Yi-jun cũng đeo, ôm chụp hình cũng cho luôn. Vì hôm nay đi chơi quá vui, Seo Yi-jun cảm ơn thằng Hazam bằng một cái ôm vô cùng tình cảm. Sau tất cả, thằng Hazam đã thành công cưa đỗ anh đội trưởng. Ngay trong đêm, Seo Yi-jun đã dẫn thằng Hazam về nhà để lếu lều với nhau. U là trời, nhìn biểu cảm ham muốn của bà Seo Yi-jun là em chịu không nổi rồi, huống gì là thằng Hazam. Y như cái cây lâu ngày chết khô giờ có nước là nó tươi tỉnh ngay tức khắc vậy đó cả nhà.
Có lẽ do hồi nãy ăn quá nhiều hào nướng phô mai hay sao ấy mà Seo Yi-jun cứ dần dần suốt cả đêm. Sau một đêm mây mưa lông trời lỡ đấy, sáng dậy bà chế Seo Yi-jun cười tươi roi rói, chắc là thịt thằng Ha Jam ngon lắm. Seo Yi-jun vội dọn đóng bề bộn mà tối hôm qua hai đứa gây ra. Lát sau thấy thằng Ha Jam lén đi về thì Seo Yi-jun ngăn lại, kêu ăn sáng đi rồi hãy về. Hai đứa ngồn ăn hamburger mà nhìn nhau đắm đuối, Seo Yi-jun thừa nhận cũng có thích thằng Ha Jam chút ít, nhưng chưa khẳng định là có thể quen nhau được không, Seo Yi-jun cần một ít thời gian để suy nghĩ. Tội nghiệp thằng Ha Jam, nó nói em đã dự tính trước việc này rồi, em sẽ chờ anh trả lời. Em ngán ngẫm với bà Seo Yi-jun này quá cả nhà ạ, ăn thịt con người ta rồi thì quen bà nó luôn đi, bày đặc suy với chả nghĩ. Seo Yi-jun sau khi bị thằng Ha Jam hấp diêm thì ngày nhớ đêm mong, mặt mày luôn tươi cười khác hẳn lúc trước. Hôm nay Seo Yi-jun chủ động đến hỏi thằng Ha Jam bộ em bận lắm hả mà từ khi ăn thịt chị xong là làm mặt lạnh nhạt vậy, thằng Ha Jam vẫn không nói gì cứ thế mà im lặng đi chỗ khác. Bị thằng Ha Jam bỏ rơi, Seo Yi-jun buồn lắm chẳng hiểu lý do vì sao. Tức quá Seo Yi-jun liền nhắn tin cho thằng Ha Jam hỏi lý do, nhưng thằng Ha Jam đách thèn trả lời. Thằng Ha Jam nhìn biểu cảm của con Seo Yi-jun mà cười thầm trong bụng, cho chừa cái tội dám chảnh chọe với anh. À thì ra con Seo Yi-jun đòi phải có thời gian suy nghĩ, thằng Ha Jam cờ hó cố tình làm mặt lạnh để cho Seo Yi-jun có thời gian mà trả lời. Hai thằng bắt đầu dần dần trong thang máy coi mà nao cả lòng. Cái bà Seo Yi-jun vẫn chảnh chọe như ngày nào, không chịu làm người yêu của thằng Ha Jam ngay và luôn mà chỉ làm bạn hẹn hò thôi mới chịu. Thằng Ha Jam cũng biết điều, làm bạn hẹn hò thì bạn hẹn hò, nó ra hạn đúng một tháng, nếu ok thì tiến tới không thì chia tay sớm bớt đau khổ. Seo Yi-jun thừa thắng xông lên, ban hành một đống quy tắc bắt buộc thằng Ha Jam phải làm theo. Cụ thể, ở công ty không được cho ai biết hai đứa đang hẹn hò, sơ soạn quá cũng không được, phải biết giữ ý giữ tứ. Còn trên xe bus thì vô tư chế cho em giờ thoải mái. Cả hai cũng đã có buổi hẹn hò đầu tiên trong công viên Phú Lâm, cả hai cùng nhau đạp xe đạp, uống trà sữa với nhau trông rất ư là đẹp đôi. Thằng Ha Jam bắt anh đội trưởng phải đổi cách xưng hô, kêu tên cho thân mật nè. Seo Yi-jun cũng ngoan ngoãn mà làm theo, kêu Ha Jam à ngọt xớt, tuy có hơi mắc cỡ một chút. Cả hai thống nhất là chỉ gọi nhau như thế này khi đi chơi thôi, ở công ty thì vẫn xưng hô như cũ. Về đến công ty, vì đã thoát ế, Seo Yi-jun quyết định xóa hết đề án Single Heaven cờ hó của mình vào thùng rác và bắt đầu phác thảo một dự án mới. Con nhỏ bạn thân cũng mừng cho anh đội trưởng lắm, cứ tưởng Seo Yi-jun ế tới già, ai ngờ cũng có người hốt rồi. Seo Yi-jun được thằng Ha Jam tặng một ly nước giữ nhiệt màu hồng cặp thì hoảng hồn vội cất vô hộp vì sợ mọi người phát hiện. Thằng Ha Jam cờ hó đâu dễ dàng gì để Seo Yi-jun cất cái ly đó đi, nó nhắn tin báo mình đã đặt luôn áo đôi cặp cho hai đứa rồi. Nghe tới áo đôi Seo Yi-jun hoảng hồn la lớn khiến cả phòng hết cả hồn. Cái ông trưởng phòng cũng cờ hó hết sức, thấy Seo Yi-jun đang lo lắng vì bị thằng Ha Jam quấy rối thì ổng cũng chọc ghẹo theo. Ổng hỏi em và thằng Ha Jam mua áo đôi mặc chung hả, rồi còn đưa hình bìa hai đứa đang ôm nhau cho Seo Yi-jun xem. Ôi thôi, Seo Yi-jun ngại chết đi được. Nhưng mà Seo Yi-jun cũng vui trong lòng lắm cả nhà à, cười mỉm mà hẹn thằng Ha Jam lên sân thượng nói chuyện. Lên sân thượng hai thằng ôm nhau xèo nẹo, lấy cái ly cặp mà uống cà phê chung với nhau mới ghê. Uống cà phê xong thì Seo Yi-jun lấy tấm hình hai đứa chụp chung ra khoe với thằng Ha Jam. Thằng Ha Jam nói lúc đó anh phải lòng em, nên hồi hộp quá ngất phải không? Seo Yi-jun nhất quyết nói không có, do anh không muốn hít chung không khí với em nên nín thở nên ngất vậy thôi. Câu trả lời nghe nó vô lý hết sức vậy mà thằng Ha Jam nó cũng tin đó cả nhà. Hai thằng tiếp tục lấy điện thoại ra selfie, chụp hình để lưu giữ lại bằng chứng món đồ đôi đầu tiên. Đang tận hưởng được hạnh phúc chưa bao lâu thì bị ông trưởng phòng và con bạn thân phát hiện. U là trời, cả hai giật bắn mình đứng lên để giải thích trông rất là đáng yêu. Hôm nay là đã 10 ngày kể từ khi hai đứa chính thức quen nhau, thằng Ha Jam hỏi Seo Yi-jun cảm thấy như thế nào. Seo Yi-jun trả lời tất cả đều tốt, trừ bộ áo cặp chúng ta đang mặc, nó xinh quá à. Thằng Ha Jam quay qua hung gió Seo Yi-jun một cái, chứng tỏ mình rất là hạnh phúc về mối quan hệ này. Cả hai cùng ngồi uống bia tâm sự về những gì đã qua, nhìn rất là ung dung và hạnh phúc. Seo Yi-jun đang soạn thảo chuẩn bị cho đề án mới, trái ngược với đề án căm ghét tình yêu như lần trước, kỳ này Seo Yi-jun ca ngợi tình yêu hết mực. Đang tập trung làm thì thằng cờ hó Ha Jam đi tới, nó mua một đống đồ ăn cho bà chế Seo Yi-jun, sợ bã đói hay sao ấy. Thằng Ha Jam hỏi bộ anh không vui khi thấy em à, Seo Yi-jun cười tươi nói anh rất vui nhóc à.
Nói xong Seo Yi-jun còn móc ra con cún nhỏ của thằng Ha-jam tặng để chứng minh lúc nào cũng nhớ đến nó và mang kỷ vật tình yêu theo người mình. Thấy Seo Yi-jun đang làm dự án về đề tài tình yêu, thằng Ha-jam mon men xin anh đội trưởng cho mình tham gia cùng với. Bà Seo Yi-jun nghe vậy vội nói đùa mình khó tính lắm đó, em mà làm việc riêng không cho anh tập trung làm việc là anh cho out ngay nha. Vừa nói mà Seo Yi-jun vừa mắc cỡ nhìn là biết bả nghĩ mấy chuyện bậy bạ rồi. Thằng Ha-jam nói anh nghĩ bậy bạ gì thế, em làm việc đàng hoàng mà thì bà Seo Yi-jun quê một cục. Thế là cả hai cùng nhau làm việc cho tới khuya, thằng Ha-jam đòi đi taxi về nhà Seo Yi-jun ngủ. Seo Yi-jun giật mình, chắc là rất thích mà giả bộ ấy cả nhà, mấy bà boss hay làm giá vậy lắm. Và rồi cả hai cùng nhau về nhà Seo Yi-jun mà nằm ngủ, lúc đầu Seo Yi-jun nằm ở trên giường còn thằng Ha-jam nằm ở dưới sàn nhà. Nhưng lát sau hai thằng cảm thấy ngứa ngấy tay chân quá nên cùng xuống đất ngủ cho nó mát. Không biết cả đêm hai đứa có đấu kiếm với nhau không mà sáng hôm sau Seo Yi-jun nhìn rất là vui vẻ và sảng khoái, cả ngày hí hửng làm việc cho đến tối không biết mệt là gì. Tối đến, Seo Yi-jun cố tình tạo bất ngờ cho thằng người yêu cờ hó. Seo Yi-jun bưng ra một chiếc bánh kem đầy trái cây để chúc mừng sinh nhật thằng Ha-jam. Thằng Ha-jam được người yêu quan tâm thì nó vui lắm, vội thổi nến mà cầu nguyện. Thằng Ha-jam cờ hó đòi Seo Yi-jun phải hung mình nữa thì mới chịu, cái bánh kem có chút xíu không đủ thành ý. Và rồi ngày công bố đề án mới của Seo Yi-jun cũng đã đến, đề án lần này có tên là True Love. Với sự động viên nhiệt tình của thằng Ha-jam, Seo Yi-jun tự tin thuyết trình giới thiệu về đề án mới của mình cho cả công ty nghe. Cuối cùng với nỗ lực không ngừng của cặp đôi, đề án mới của Seo Yi-jun đã được thông qua đưa vào sản xuất. Thằng Ha-jam dẫn Seo Yi-jun đi ăn mừng theo cách riêng của nó. Ha-jam dẫn Seo Yi-jun cùng đi bơi. Bà Seo Yi-jun như gái 18, cởi chân thì sợ bị người ta nhìn thấy vú nên cứ dùng tay che lại, mệt với mấy bà gái chính chuyên này hết sức luôn á cả nhà. Thằng Ha-jam bắt đầu giả đò tập bơi cho Seo Yi-jun, dụ được Seo Yi-jun xuống nước thì nó đi tắt đèn để cho khung cảnh thêm phần lãng mạn. Bà Seo Yi-jun vui lắm vì cái thằng cờ hó này rất là biết làm trò cho mình vui lòng. Hôm nay cả công ty họp bàn để chọn gương mặt đóng MV cho dự án mới True Love. Nhìn hình thằng người mẫu mà Seo Yi-jun sụ một đóng, cứ đắng do mãi không biết có nên chọn anh người mẫu này không. Chắc thằng người mẫu này có ân oán gì với Seo Yi-jun rồi cũng nên, à hay nó là thằng người yêu cũ phản bội, bỏ Seo Yi-jun đi theo con boss trà xanh khác nhỉ. Để biết thực hư ra sau chúng ta hãy cùng xem tập 7 của phim. Sau khi hay tin thằng người yêu cũ DK sẽ ứng tuyển để làm dự án True Love thì Seo Yi-jun cảm thấy trong lòng bất an, không biết là còn thương thằng người mẫu đó hay là vì một lý do khác. Những biểu hiện lạ của Seo Yi-jun khiến thằng Ha-jam vô cùng lo lắng. U là trời! Cái thằng người yêu cũ DK của Seo Yi-jun nó đẹp trai dã man cả nhà ơi, nó vừa bước vào là em mê nó ngay và luôn. Cả công ty ai cũng hào hứng để tiếp đón, hình như thằng DK này rất là nổi tiếng hay sao á. Chỉ có Seo Yi-jun là cảm thấy không thoải mái khi gặp lại thằng người yêu cũ cờ hó này. Thằng DK hết mực ca ngợi dự án True Love của Seo Yi-jun, nó khen vì dự án này quá hay nên nó muốn có cơ hội được hợp tác cùng quý công ty. Từ nội dung của dự án này, thằng DK nói nó mới thấy mình vô cùng có lỗi với tình yêu mà nó không trân trọng, sau tất cả nó muốn trở về bù đắp cho người đó. Ôi chao, cái thằng vừa đẹp mà còn vừa dẻo miệng nữa chứ. Hèn gì Seo Yi-jun đã từng chết mê chết mệt vì nó là chuyện không bất ngờ. Thấy bà chế Seo Yi-jun buffer từ hôm qua tới giờ, thằng Ha-jam lo lắng lắm, cứ nghĩ là Seo Yi-jun bị bệnh. Nó lục túi kiếm thuốc cho anh người yêu uống nhưng không còn viên thuốc nào, nhìn cái thằng mà tội nghiệp. Không có thuốc, thằng Ha-jam đành ôm anh đội trưởng để truyền tinh thần, mong anh người yêu mau chóng bình phục. Seo Yi-jun đang mơ màng về chuyện tình của mình với thằng DK, không biết có nên nói cho thằng Ha-jam biết không. Đang suy nghĩ thì thằng DK đã mò tới, nó còn mua một bó hoa để tặng em người yêu cũ mà nó đã đá để đi theo trà xanh mới ghê. Thằng DK muốn quay trở lại với Seo Yi-jun đó cả nhà. Nếu là em thì em quay lại ngay vì nó đẹp trai phải biết, nhưng mà Seo Yi-jun hận nó thấu xương, nhất quyết không chấp nhận lời xin lỗi của nó. Ở một diễn biến khác, thằng Ha-jam đi mua thuốc về cho Seo Yi-jun thì đi tìm anh người yêu để đưa thuốc. Vô tình nó lại thấy cảnh thằng DK tặng bông cho Seo Yi-jun, nhưng Seo Yi-jun tức giận quăng bó hoa xuống đất. Thằng Ha-jam lén lại đọc trộm tấm thiệp thì nghi ngờ hai người này là người yêu cũ của nhau. Mấy ngày sau, Seo Yi-jun cứ dằn vặt nội tâm vì sự xuất hiện của thằng DK mà bắt đầu lạnh nhạt với thằng Ha-jam.
Thằng Ha Jam tức quá gặp con nhỏ bạn thân của anh đội trưởng để kể chuyện hai đứa đang hẹn hò mà bị người khác phá đám, hòng tìm sự ủng hộ từ con nhỏ đồng nghiệp này. Được sự ủng hộ của con đồng nghiệp cờ hó, thằng Ha Jam quyết định tìm Seo Yi-jun mà nói ra tất cả, để cho Seo Yi-jun khỏi phải giấu giếm, phiền não. Thằng DK gặp Seo Yi-jun thì dùng nam nhân kế, kể lại chuyện ngày xưa để nài nỉ Seo Yi-jun trở lại với mình. Seo Yi-jun bực mình định bỏ đi về thì thằng DK kéo lại mà ôm vào lòng, cầu xin đừng bỏ rơi mình. U là trời, ông đạo diễn phim này hay cực cả nhà à. Canh lúc Seo Yi-jun bị cưỡng ôm thì thằng Ha Jam không biết vì sao biết hai người đang ở đây mà chạy vào bắt ngay tại trận. Xem tí xíu nữa là hai thằng top nện nhau một trận để giành con Seo Yi-jun rồi. Con Seo Yi-jun quê độ, một bên là thằng người yêu cũ khốn nạn cưỡng ôm, một bên là thằng người yêu mới cờ hó bắt ngay tại trận mình đang ôm trai thì làm sao mà giải thích. Bực mình Seo Yi-jun đuổi cổ hết hai thằng đi về. Thằng Ha Jam chất vấn Seo Yi-jun là không thành thật với tình cảm của mình, lén lúc hẹn trai đẹp ra mà tâm sự. Seo Yi-jun thì trách móc thằng Ha Jam không tin tưởng mình, hôm nay hẹn thằng DK ra là để dứt khoác với nó, ai ngờ bị em bắt gặp, anh cảm thấy xấu hổ với em lắm. Thôi chúng ta tạm dừng tại đây nhé, rồi bỏ đi. U là trời, cái con bot này tào lao hết sức đó cả nhà, người ta thương mà còn làm giá, nó cứ ẹo ẹo yếu đuối làm sao á, coi mà bực cả mình. Tội nghiệp thằng Ha Jam quá cả nhà ơi, nó khóc nhiều lắm, công sức cả tháng nay coi như đổ sông đổ biển hết rồi, nhưng nó nhất quyết không bỏ cuộc. Nghe tin Seo Yi-jun chấp nhận cho thằng DK tham gia dự án True Love thì thằng Ha Jam tức lắm, hỏi Seo Yi-jun vì sao chọn thằng đó. Bị thằng Ha Jam chất vấn, Seo Yi-jun bực mình nói mình làm vì công ty, việc công việc tư phải phân mình. Seo Yi-jun còn nói ngay từ đầu anh và em không nên quen nhau, khiến thằng Ha Jam vô cùng đau lòng. Thằng DK được chọn thì bắt đầu giở trò sàm sỡ với Seo Yi-jun, nó tự tin là Seo Yi-jun muốn quay trở lại với mình nên mới cho mình tham gia dự án này. Nó còn hứa hẹn sẽ bù đắp cho Seo Yi-jun đủ thứ, khiến Seo Yi-jun muốn buồn nôn với thằng giả tạo này. Thằng DK này đúng là khốn nạn cả nhà à, nó thực chất muốn tiếp cận Seo Yi-jun là để có được cái hợp đồng quảng cáo cho dự án True Love mà thôi, chứ nó có thương yêu gì Seo Yi-jun đâu. Nó còn khoe với sếp của nó là nó đang thế thượng phong, nói gì là Seo Yi-jun phải nghe lời nó răm rắp. Seo Yi-jun và Ha Jam vô tình nghe hết lời nó nói, thằng Ha Jam tức lắm chửi cho Seo Yi-jun một trận vì cái tội quá nhu nhược, bị thằng DK lợi dụng. Hôm sau quá nhục nhã và đau lòng vì tiếp tục bị thằng DK lừa gạt, Seo Yi-jun nghỉ làm mà không báo ai biết hết. Sợ có bất chắc, thằng Ha Jam liền tới nhà xem anh người yêu có bị làm sao không. Trước tấm lòng của thằng Ha Jam, Seo Yi-jun bắt đầu mở lòng hơn. Seo Yi-jun xin lỗi Ha Jam vì mình quá ngu ngốc và yếu đuối trong tình yêu. Thằng Ha Jam cũng xin lỗi vì đã không tin tưởng vào tình cảm mà anh dành cho em. Nói xong thì cả hai thằng ôm nhau mà khóc nức nở. Được thằng Ha Jam động viên, Seo Yi-jun quyết định gặp thằng DK một lần nói cho ra lẽ. Thằng DK cứ tưởng em người yêu cũ đã muốn quay lại với mình nên làm ra vẽ ta đây biết trước kết quả. Seo Yi-jun không nói không rằng, cầm ly nước mà đổ lên đầu thằng DK cho hả cơn tức giận trong lòng bấy lâu nay. Sau khi xử lý thằng người yêu cũ khốn nạn xong, tâm trạng Seo Yi-jun bắt đầu tươi tỉnh lại. Seo Yi-jun gọi điện cho thằng Ha Jam, hẹn ngày mai ra công viên để hẹn hò chính thức trở thành người yêu của nhau. Như lịch hẹn, thằng Ha Jam hôm nay làm lố mặc nguyên một bộ vest vô cùng lịch lãm, đúng kiểu mấy bà boss thích, khiến Seo Yi-jun thèm chảy nước miếng. Cả hai nhìn nhau không chớp mắt rồi trao nhau nụ hôn nồng cháy 30 phút trong công viên để bắt đầu một mối tình mới đầy lãng mạn. Hai thằng cũng đã về sống chung với nhau, cùng bận áo cặp, cùng nấu ăn, cùng nhau coi chương trình True Love đang phát sóng trên TV trong rất là hạnh phúc. Chào cả nhà, hôm nay phim 4G xin giới thiệu cả nhà bộ phim tình cảm đam mỹ của Hàn Quốc với tựa đề Xe công nông tình yêu. Seon Jun là học sinh xuất sắc của trường Đại học Luật Hàn Quốc. Dạo này không biết vì lý do gì mà hay lơ đãng việc học. Không thèm tranh suất học bổng đi du học Hoa Kỳ nữa mà quyết định từ bỏ thành phố chạy xe về vùng quê xa xôi hẻo lánh ngay trong đêm. Đang đi thì ông già Seon Jun gọi đến, nhưng không biết hai cha con có gì hiềm khích mà Seon Jun từ chối cuộc gọi, không thèm bắt máy. Đang đi tơn tơn giữa trời khuya tối như mực, trời thì đang mưa lớn, bỗng xe của Seon Jun bị mắc lầy không chạy được nữa. Đang hoảng hốt vì không biết làm sao để thoát khỏi cái chỗ này, thì bỗng có một chiếc xe công nông đi tới rội đèn pha thẳng vào mặt Seon Jun. Bước xuống xe là một bóng đen mặc áo mưa trùm kín người, không nói không rằng người bí ẩn đi đến gõ cửa xe Seon Jun. Tay thì cầm sợi dây xích bự trà bá lửa khiến Seon Jun muốn xón cả ra quần, y như mấy cảnh rùng rợn trong mấy phim kinh dị Á cả nhà.
À thì ra người bí ẩn đó đến để giúp kéo xe Seon-jun ra khỏi vũng bùn. Seon-jun gửi tiền cảm ơn người bí ẩn nhưng anh ta không lấy. Seon-jun sợ quá vội lái xe đi cho nhanh, anh chàng cứ thấy sợ sợ sao ấy vì người bí ẩn cứ nhìn mình chầm chầm không chớp mắt. Cuối cùng sau bao vất vả thì Seon-jun cũng đã đến nơi. À thì ra Seon-jun đến nhà của ông ngoại để chạy trốn cha mẹ của mình, vì từ nhỏ đến lớn Seon-jun phải sống và làm việc theo ý muốn của bố, nên bây giờ cảm thấy nhàm chán, muốn bỏ đi tất cả để sống một cuộc sống mà mình thích. Còn ông ngoại của Seon-jun thì đang phải nhập viện, sẵn tiện ông ngoại nhờ Seon-jun xuống trông nhà và chăm sóc cho con chó Dong Sik hộ mình. Vì đi đường quá mệt mỏi nên Seon-jun ngủ thiếp đi để con Dong Sik ở ngoài đói kêu la thảm thiết, thấy vậy anh chàng lái xe công nông mới đem về nhà chăm sóc. Sáng hôm sau, nhìn bịt thực phẩm cho chó ăn, Seon-jun sực nhớ đến con Dong Sik. Ra ngoài tìm thì chẳng thấy con Dong Sik đâu, Seon-jun hốt hoảng vội chạy khắp nơi mà hỏi thăm coi có ai thấy con chó cờ hó không. Chạy khắp ngôi làng cả ngày trời, hỏi hết người già tới trẻ nhỏ đều không ai biết tung tích của con Dong Sik. Chạy một hồi chẳng may Seon-jun đạp ngay vào đống phân chó. Chưa hết bàng hoàng thì Seon-jun bị anh thanh niên lái xe công nông hôm qua tạt một thau nước dơ khiến cả người ướt như chuột lột. Seon-jun khép tội anh lái xe công nông là có hành vi trộm thú nuôi người khác, bạt đãi thú vật sẽ ngồi tù 3 năm và phạt 7 triệu won. Anh lái xe công nông sôi máu với thằng Seon-jun vô ơn này, hôm qua mình cứu nó mà giờ nó trả ơn mình như vậy. Cả hai bắt đầu khẩu chiến, không ai chịu nghe ai nói, cứ hùng hổ mà cãi nhau, xém xíu nữa là đánh nhau. Hai anh chàng đẹp trai đang kên xì po với nhau, chuẩn bị đánh lộn là cái chắc, may mà có bà cô béo chạy tới can ngăn. Nghe Seon-jun giải thích thì bà cô béo và anh chàng lái xe công nông mới té ngửa ra là chuyện hiểu lầm. Biết tin Seon-jun là cháu ngoại của ông chủ Park, người giàu nhất cái làng này thì anh chàng lái xe công nông vô cùng hốt hoảng. Nhìn con Dong Sik bị ướt sũng và Seon-jun cũng vậy, bà cô béo hơi lo lắng nhẹ. Bà cô béo vội lôi Seon-jun vào nhà kêu anh tắm rửa và thay đồ của con trai mình. À thì ra bà cô béo là mẹ của anh chàng lái xe công nông đó cả nhà. Anh chàng lái xe công nông tên là Du Chan, vì lỡ tay tạt nước vào cậu ấm, để cho êm chuyện, Du Chan đành cúi đầu xin lỗi cho qua chuyện. Seon-jun thay đồ xong thì vội chào bà cô béo, nói mình có việc cần làm nên về nhà gấp. Đúng là dân làng ở đây vô cùng nhiệt tình cả nhà à, bà cô béo vội hỏi Seon-jun là đi đâu, làm việc gì. Nghe Seon-jun nói là cần đi siêu thị, bà cô béo liền gài kèo cho thằng Du Chan lấy xe tải chở Seon-jun đi mua đồ cho nhanh. Seon-jun thực sự không muốn tiếp xúc nhiều với người dân ở đây, nhưng bị bà cô béo bắp ép quá nên miễn cưỡng mà lên xe. Trên đường đi, Seon-jun và thằng Du Chan bắt đầu làm quen với nhau. Du Chan hỏi Seon-jun bao nhiêu tuổi để tiện xưng hô. Seon-jun nói tôi 27 tuổi, anh cứ nói chuyện thoải mái với tôi không sao hết. Nghe vậy thì thằng Du Chan liền kêu anh xưng em với Seon-jun ngọt xớt. Seon-jun ngạc nhiên không tin là sự thật khi biết thằng Du Chan chỉ mới 20 tuổi mà thôi, ôi chao sao mà nó già như trái cả vậy chứ. Đúng là con trai làm nông nên nó già trước tuổi là có thật cả nhà à. Thằng Du Chan này đúng là thể loại đàn ông nói nhiều, đi với Seon-jun mà nó cứ liên thuyên suốt, em nghe mà nhức cả đầu. Được Seon-jun khen nó nhìn rất ngầu khi chọn công việc làm nông khiến thằng Du Chan say nắng Seon-jun hồi nào không hay. Nhìn cái siêu thị mà Seon-jun muốn rụng rốn, u là trời đó chỉ là một cái tiệm tạp hóa đơn thuần mà thôi. Có điều chủ quán ở đây rất ư là thân thiện, cộng với việc đi chung với thằng Du Chan chuyên giúp đỡ mọi người từ đầu làng đến cuối xóm nên ai cũng thích. Hết mời ăn kem rồi mời uống cà phê lia lịa luôn. Sau khi mua sắm xong, thằng Du Chan chở Seon-jun về tận nhà rồi bỏ xuống, còn chia cho anh trai dễ thương một chai nước gạo mà bà chủ tạp hóa cho lúc này nữa. Seon-jun nhìn kiểu cách nói chuyện như con nít của thằng Jae-chu thì đứng hình nói không nên lời. Thằng Du Chan như mọi ngày đúng 4 giờ sáng là dạy cho gà ăn, dọn chuồng bò, nhổ cỏ xong thì lái xe công nông chạy vòng vòng thăm các ruộng lúa. Hình như thằng Du Chan rất yêu thích với công việc ruộng vườn này thì phải. Du Chan khoe với anh trưởng thôn quốc tịch Mỹ là mình vừa có một người bạn mới. Anh chàng rất tự hào khi kể về Seon-jun, người bạn mới tài hoa của mình. Nhớ về hình ảnh của Seon-jun, Du Chan cứ cười mỉm suốt, dự là sẽ sớm tỏ tình với Seon-jun cho mà coi. Đang tám với anh trưởng thôn thì ông ngoại của Seon-jun điện thoại cho Du Chan, kêu Du Chan qua chở Seon-jun ra nông trường làm việc. Anh chàng cờ hó Du Chan cứ thập thò ngoài cửa sổ khiến Seon-jun sợ bắn người vì nghĩ là có trộm. Quay qua một cái thì Du Chan đã vào ngay trước mặt, chưa hết bàng hoàng vì sao Du Chan có chìa khóa mà vô nhà, Seon-jun càng suy sụp khi nghe tin ông ngoại bắt mình đi lao động công ích. Thế là bất đắc dĩ, Seon-jun đành ngồi lên xe cho thằng Du Chan chở đi. Trên đường đi thằng Du Chan cứ liên thuyên suốt khiến Seon-jun rất ư là nhức đầu, mới kêu nó im lặng một chút thì cái mặt nó sụ một đống như cái bánh bao chiều luôn.
Thằng Ju Chan vẫn buồn nói chuyện nên quay qua trách móc Seon Jun xưng hô với nó quá trang trọng, cứ thoải mái mà kêu nó Ju Chan à là được nhất. Lo mãi mê nói chuyện với trai, thằng Ju Chan không nhìn đường xém chút là tông vào con dê già băng qua đường. May mà có Seon Jun cản lại không là toi rồi. Em bó tay với thằng Ju Chan trẻ trâu này luôn, xém đụng con dê thì nó hoảng lên bắt đầu nói nhảm. Seon Jun vội la lên Ju Chan à anh hỏi em có sao không? Thằng Ju Chan nghe xong thì đứng hình, nhịp tim bắt đầu tăng nhanh lên. Hai anh chàng nhìn nhau với ánh mắt trìu mến. Tiếng sét ái tình liệu có xảy ra? Sau khi xém đụng con dê băng qua đường, Seon Jun thấy thằng Ju Chan quá ư là bất ổn, sợ chuyện chẳng lành nên quyết định sẽ cầm tài mà lái tiếp. Thằng Ju Chan ngồi cạnh Seon Jun như người mất hồn, tim cứ đập loạn xạ. Đến nơi thì Jun giày không tháo cái dây an toàn được, Seon Jun một lần nữa lại ra tay giúp đỡ em trai tháo dây. Đến vườn dâu tây, thằng Ju Chan tận tình hướng dẫn anh trai cờ rớt cách hái từng trái dâu một để nó không bị hư. Ju Chan cứ nhìn Seon Jun suốt, trước vẻ đẹp hấp hồn của anh cờ rớt, thằng Ju Chan mới lớn bị dính ngay tiếng sét ái tình hồi nào mà không hay luôn. Lát sau có nhóm học sinh đến tham quan vườn dâu, hai anh chàng bắt đầu hướng dẫn cho các bé cách hái dâu không bị hư. Bọn nhỏ hư hỏng thấy Seon Jun không hái được thì bắt đầu trêu chọc nói là thầy giáo tay thối khiến Seon Jun quê quá trời luôn. May mà thằng Ju Chan nhanh trí, hái một trái dâu tây khổng lồ để thu hút tụi nhỏ, cứu Seon Jun ra khỏi sự trêu ghẹo của bọn nhóc học sinh. Một bé gái học sinh mượn điện thoại của Seon Jun gọi về cho người thân. Cùng lúc ông bố hung dữ của Seon Jun gọi tới, con bé không biết gì thản nhiên mà bắt máy rồi đưa cho Seon Jun nghe. Vừa bắt máy thì ông bố cờ hó chửi Seon Jun tê tét vì bỏ suất học bổng đi Harvard Mỹ. Seon Jun nói chuyện vài câu thì lật đật cúp máy cho nhanh chứ không lại bị phát hiện trổ ở thì khốn đốn với ông bố hung dữ của mình. Vì bực tức con bé học sinh tự tiện bắt máy điện thoại, Seon Jun có quát con nhỏ vài câu khiến nó tức tủy mà bỏ chạy mất tích. Cả làng cùng nhau tủa đi khắp nơi để tìm con bé, chỉ có mỗi mình Seon Jun là không tham gia. Tối đến không biết là tình cờ hay do đạo diễn sắp đặt, Seon Jun lái xe thì thấy con bé đang ngồi một mình ở trạm xe bus. Thấy Seon Jun thì con bé hoảng hồn vội bỏ trốn khiến anh chàng phải chạy theo mà năn nỉ. Con bé này quả nhiên rất khó dạy, nó cứ chạy miết khiến Seon Jun rất cực khổ để chạy theo nó. Cuối cùng con bé chạy quá hăng say, bị trượt chân, may mà Seon Jun kịp thời chạy đến ôm bé gái vào lòng, dùng cơ thể mình bảo vệ cho bé gái mà lăn dài xuống vực sâu. Vì đã bị thương nên hai thầy trò không thể nào mà leo lên đồi được. Rất may là thằng Ju Chan cũng tình cờ đi đến đó, thấy xe của anh cờ rớt đậu giữa đường thì vội vàng đi tìm. Trong lúc đợi mọi người đến cứu, Seon Jun và bé gái hư hỏng đã có những giây phút tâm sự trải lòng với nhau rất thân mật. Con bé cũng thấy là mình đã sai, xin lỗi Seon Jun vì đã tự tiện bắt máy điện thoại. Đang nói chuyện thì bổng đầu Seon Jun chảy máu, cả người bắt đầu lạnh cầm cập, rồi bất tỉnh ngay tại chỗ. Khi Seon Jun tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh là thằng Ju Chan nhiều chuyện. Nó mừng la làng muốn bể cả cái bệnh viện khi anh cờ rớt đẹp trai của nó tỉnh dậy. Seon Jun nói nó la lớn quá, anh muốn điếc luôn cái lỗ tai. Mà thằng Ju Chan này cái miệng nó cứ bài hải suốt à cả nhà, em nghe mà còn muốn điên với nó, đàn ông gì mà nói nhiều thế không biết. Được cái là nó rất quan tâm cho sự an toàn của Seon Jun, nó chửi anh cờ rớt là đi tìm con bé mà không báo ai biết, lỡ chết luôn trong đó thì ai tìm ra. Seon Jun chỉ biết nhìn thằng Ju Chan mà cười rồi thở dài. Thằng Ju Chan lại la làng lên, là cứ nhìn nó cười hoài là sao. Cuối cùng Seon Jun phải xuống nước xin lỗi nó thì nó mới hạ hỏa. Được anh cờ rớt cảm ơn vì đã cứu mạng, thằng Ju Chan cười nhếch mép, trông rất ư là dễ thương. Vì Seon Jun không có người thân nuôi bệnh, nên trong những ngày này thằng Ju Chan sẽ ở lại chăm sóc cho anh cờ rớt. Trong lúc đút Seon Jun ăn cơm, thằng Ju Chan làm đổ nước canh lên áo của Seon Jun. Thằng Ju Chan vội vàng lấy khăn giấy lau cho anh cờ rớt. Vì được chạm vào ngực của Seon Jun nên Ju Chan nó lao hăng say lắm khiến Seon Jun rất ư là cảm động. Ăn uống xong, Ju Chan tiếp tục ân cần chăm sóc cho Seon Jun từng ly từng tí một, từ rửa mặt, chải tóc cho tới đánh răng, y như vợ chồng chăm sóc cho nhau vậy đó cả nhà. Hai anh trai kéo rèm, rồi thay đồ dần dần trong đó khiến ai cũng phải hiếu kỳ. Tối đến Ju Chan nằm sát bên giường của Seon Jun mà ngủ, sợ thằng em lạnh Seon Jun dù bị thương vẫn dáng dướng người kéo chăn mà đắp cho thằng em cờ hó đang ngủ mê man. Sáng hôm sau bác sĩ vào báo cáo tình hình bệnh lý của Seon Jun, nghe bác sĩ nói cái tay Seon Jun phải bó bột một tuần. Thằng Ju Chan nóng ruột, liền hỏi có ảnh hưởng đến hoạt động các ngón tay không, vì anh của em chơi piano ạ. Seon Jun vô cùng ngạc nhiên khi biết Ju Chan biết mình biết chơi piano. À thì ra là do con bé học sinh đó nói. Nhắc tới piano thì Seon Jun thấy buồn nhẹ, vội đuổi thằng Ju Chan đi về để mình được yên tĩnh. Thế là thằng Ju Chan giận dỗi bỏ về, tối đến nằm ngủ một mình mà không có thằng em cờ hó bên cạnh, Seon Jun cũng thấy hơi thiếu thiếu cái gì đó, cứ chằn chọc mà không chớp mắt được.
Hôm nay là ngày xuất viện của Seon Jun, một thân một mình phải tự gói ghém đồ đạc để xuất viện nhìn rất ư là tội nghiệp. Thấy giường kế bên có người vô thăm, Seon Jun chợt buồn nhẹ vì cả tuần nay thằng Ju Chan bỏ đi không thèm vào bệnh viện thăm mình nữa. Vừa về đến nhà chưa được ngồi nóng đít thì lần lượt bà cô Mập, bà chủ tiệm tạp hóa và ông trưởng thôn đến cho đồ Seon Jun ăn dưỡng sức. Seon Jun rất cảm kích vì tình cảm của bà con trong làng dành cho mình. Đang loay hoay với đống rau củ quả thì Seon Jun nghe tiếng la lớn của thằng Ju Chan ngoài sân. À thì ra thằng Ju Chan tự tay vào bếp làm cái bánh kem siêu to khổng lồ cho anh cờ rớt ăn. Ai dè vừa đi đến đầu ngõ thì con đong xích nó làm em trai té nhào, hư hết cả cái bánh. Thấy em trai Ju Chan quá tội nghiệp, để cảm ơn em trai, Seon Jun vội dùng tay quẹt một ít kem trên người của Ju Chan rồi bỏ vào miệng, xong tấm tắt khen ngon. Hành động này của anh cờ rớt càng làm cho thằng Ju Chan phát điên hơn nữa, nó sướng dân cả người. Hôm nay nó nghe tin Seon Jun xuất viện, thằng nhỏ gom hết quần áo chiếu gối mà qua ngủ chung Seon Jun để tiện chăm sóc cho anh cờ rớt. Thằng nhỏ quả thật là có tâm á cả nhà. Không phụ lòng thằng Ju Chan, Seon Jun kêu nó cởi hết đồ ra. U là trời, thằng nhỏ chết chân tưởng có kèo thơm, ai dè Seon Jun chỉ kêu nó đi tắm mà thôi. Thế là hai anh chàng đã có một buổi đùa vui với nhau bên vòi nước rất ư là ngôn tình đam mỹ kiểu Hàn Quốc. Tối đến, thằng Ju Chan có cơ hội được ngủ chung với Seon Jun, em coi mà phát sung với khúc này. Thằng Ju Chan cứ dần dần miết vì được nằm cạnh anh cờ rất khiến Seon Jun cũng phát mệt vì nó cứ như vậy thì mình không ngủ được. Mà thằng Ju Chan cũng ok lắm cả nhà, nó thấy Seon Jun khó ngủ nên lên Amazon mua cái đèn ngủ sắc, quay cho Seon Jun dễ ngủ. Cái thằng đúng ư là chu đáo mà. Tay Seon Jun cạ trúng ngực thằng Ju Chan thì cơ thể nó bắt đầu rạo rực. Nó cứ suy nghĩ hoài là từ lúc Seon Jun ngăn cản nó đụng con dê băng qua đường là nó hay bị đau ngực, dù đã đến khám bác sĩ nhưng nó cũng không tìm ra được nguyên nhân. Cuối cùng, được anh trưởng thôn tư vấn, Ju Chan nghi ngờ mình đã thích Seon Jun rồi cũng nên. Thế là dưới sự chỉ dạy tận tình của ông trưởng thôn, thằng Ju Chan giả đò uống say về hỏi Seon Jun là có người yêu chưa. Seon Jun nói là anh có người yêu rồi, thằng Ju Chan nghe hung tin thì đứng trời trồng như từ hải, cứ như là ngày tận thế đã đến, trông rất ư là tội nghiệp. Sau khi tỉnh rượu thì thằng Ju Chan bị Seon Jun giáo huấn cho một trận vì cái tội mới bay lớn mà đã đam mê uống rượu rồi. Thằng Ju Chan cũng biết mình hơi quá nên vội ngồi xuống xin lỗi anh trai cờ rớt, trông rất là tội nghiệp. Xin lỗi xong thì Ju Chan vội đi ra ngoài đồng tìm anh trưởng thôn mà tâm sự. Ju Chan gặp anh trưởng thôn thì khóc lóc, than vãn về chuyện Seon Jun đã có người yêu. Anh trưởng thôn khuyên Ju Chan nên giữ khoảng cách với Seon Jun vì không thể trở thành kẻ đập hoa cướp chậu được. Thằng Ju Chan chán nản miễn cưỡng đồng ý thì Seon Jun gọi, nó hốt hoảng không biết phải làm sao. Nghe xong điện thoại thì ba chân bốn cẳng chạy về giúp Seon Jun dọn đồ. Cả hai đang vui vẻ với nhau thì người thứ ba xuất hiện. Người này tên là In Seo, là bạn học kim bạn trai hồi cấp 3 của Seon Jun. Một lần nọ hai đứa đang thân mật với nhau thì bị bố Seon Jun nhìn thấy. Ông bố hung dữ rất tức tối vì con trai mình chơi BD nên tán cho Seon Jun một bạt tai như trời giáng. Kể từ đó, Seon Jun phải bỏ niềm đam mê âm nhạc của mình để chuyển qua học ngành luật sư theo ý muốn của ông bố cờ hó. Lâu ngày, xa mặt thì cách lòng, dần dần thằng In Seo không còn nhắn tin hay gọi điện cho Seon Jun như mọi khi nữa, lúc nào nó cũng nói là đang luyện tập. Rồi một ngày nọ, Seon Jun vì nhớ thằng In Seo quá nên bí mật qua trường nhạc thăm thì bắt quả tang thằng In Seo đang đú đởn với một thằng khác. Seon Jun vội bỏ đi vì bị thằng người yêu cấm sừng. Nhìn thằng In Seo quá là đẹp trai và giàu có, Ju Chan bắt đầu tự ti với bản thân là sẽ không tranh giành Seon Jun lại với thằng người yêu cũ. Thấy cây đàn đồ chơi chỗ tiệm tạp hóa quá là xinh, Ju Chan liền mua về làm quà tặng cho Seon Jun. Vừa về đến cửa thì thằng In Seo chặn lại, giả đò mượn cây đàn rồi cầm vứt xuống đất. Ju Chan còn bị thằng In Seo sỉ nhục đủ thứ, chịu không nổi, Ju Chan khóc ngay tại chỗ. Seon Jun ra thấy em trai cờ hó bị ăn hiếp liền hỏi thằng In Seo là có chuyện gì. Sợ Seon Jun phát hiện ra chuyện mình yêu thầm, Ju Chan liền nói do mình thèm ăn bánh rán nhưng cửa hàng đã đóng cửa mất. Cầm lòng không đặng, Seon Jun đành vào bếp chiên bánh rán cho em trai cờ hó ăn lót dạ. Thấy hai anh em nhà này quá ư là thân mật, thằng In Seo soi máu liền chạy vào kiếm chuyện, mỉa mai chọc quê Ju Chan đủ thứ. Cái thằng In Seo này đúng là khốn nạn hết sức, cấm sừng người ta rồi giờ thấy người ta có người khác thương thì chạy vào phá đám. Em coi mà bực hết cả mình với con này. Tội nghiệp em trai Ju Chan hết sức cả nhà à, vì thấy không hợp với cách nói chuyện của mấy anh con nhà giàu nên nó đành xin về nhà dù trời đã tối đen như mực. Thằng In Seo không những không can ngăn, nó còn lấy tay đặt lên vai Seon Jun để chọc tức Ju Chan chơi. Ju Chan đi về một mình, nhặt cây đàn hồi chiều mua, rồi ngồi buồn đau khổ một mình trông rất là tội nghiệp. Vì quá tổn thương nên Ju Chan hôm nay không muốn đi chung Seon Jun đi tháo bột. Tháo bột xong,
Thằng incel này nỉ Seon Jun về lại Seoul cùng với mình, hai đứa sẽ bắt đầu lại từ đầu như chưa có chuyện gì xảy ra. Bên này, sau khi biết Seon Jun có người yêu, Ju Chan ngày cũng buồn, đêm cũng buồn, không chịu đi làm đồng nên bị bà cô béo chửi quá trời quá đất. Bà cô béo nhờ Ju Chan đem ít bắp mới hái qua cho Seon Jun thì thằng Ju Chan dùng rằng không chịu đi, bà cô béo giành đi thì nó liền đứng dậy giành đi. Đang đi trên đường thì Ju Chan nhìn thấy Seon Jun đỗ xe giữa đường, đứng nói chuyện với thằng incel. Ju Chan vội chống chiếc xe đạp cà tàn rồi đi lại xem là có việc gì. Nghe loáng thoáng thằng incel kêu Seon Jun về lại Seoul, Ju Chan tức lắm la lớn lên, anh On Jun à không được, khiến Seon Jun ngơ ngác đứng hình tại chỗ. Seon Jun hỏi Ju Chan em nói vậy là có ý gì, Ju Chan hơi ngại nên nói là anh ở lại ăn mấy trái bắp của em đi, đừng đi đâu cả, ăn xong rồi hãy đi. Thằng incel tức lắm vì bị Ju Chan phá đám, chửi thằng Ju Chan một chập rồi kêu Ju Chan cút đi chỗ khác. Sợ em trai bị tổn thương, Seon Jun kêu Ju Chan về nhà trước lát anh về sau. Vì không thể nào quên được chuyện mình bị cấm sừng, Seon Jun quyết định dừng lại với thằng incel để theo đuổi con đường đam mê âm nhạc của mình. Thằng incel đau đớn lắm, nhưng cũng đáng cả nhà à, thứ lăng loàng đó thì quen nữa làm gì cho khổ. Sớm muộn gì nó cũng cho Seon Jun mọc thêm cái sừng nữa cho mà coi, em là em ủng hộ quyết định này của Seon Jun. Hôm nay trời đẹp, thấy Seon Jun không được khỏe vì thiếu ngủ, Ju Chan bèn dẫn Seon Jun đi hái mận Hà Nội để xả stress. Thế là cả hai cùng nhau bắt đầu thu hoạch mận. Seon Jun nhìn thằng Ju Chan hái mận thì trông nó thật quyến rũ làm sao, cái body đó mà ăn thì chắc cũng mờ lem lắm đây. Có khi sau chuyến làm vườn này hai anh trai yêu nhau hồi nào không hay luôn đó cả nhà. Được Ju Chan cho một trái mận chín mộng để ăn, Seon Jun cắn vào thì tinh thần tỉnh táo hẳn ra. Cộng với khung cảnh trong lành vùng miền quê, bỗng nhiên cảm hứng âm nhạc trong người Seon Jun bất ngờ trỗi dậy. Nhìn nụ cười như thiên thần của thằng Ju Chan, Seon Jun bắt đầu xao xuyến nhẹ trong lòng. Quả nhiên đi hái mận về thì Seon Jun đã ngủ được một xíu. Đang lim dim thì ông trưởng thôn gọi tới rủ Seon Jun cùng nhau làm rượu phúc bồn tử và đương nhiên không thể nào thiếu thằng Ju Chan được. Vậy là cả ba cùng nhau trộn trộn, nhào nhào, sau 5 tiếng rưỡi thì cũng đã hoàn thành công việc. Ủ rượu xong, ông trưởng thôn rủ cả bọn cùng lấy rượu năm ngoái ngâm ra nhậu. Thằng Ju Chan phấn khởi lắm vì năm nay nó 20 tuổi rồi mới được anh trưởng thôn cho uống. Năm rồi 19 tuổi, ủ rượu mệt thấy bà mà anh trưởng thôn không cho uống một chút nào cả. Trong lúc nhậu, anh trưởng thôn tâm sự với Seon Jun, em trai à mới chia tay thì đau khổ lắm nhưng rồi sẽ có tình yêu mới tốt hơn sẽ đến với em. Nghe trưởng thôn nói thì thằng Ju Chan đỏ mặt, cảm thấy rất là ngại ngùng với Seon Jun vì cái tật nhiều chuyện không bỏ được của mình. Vì là lần đầu được uống rượu nên thằng Ju Chan uống rất sung, hết ly này thì uống tiếp ly khác. Nó say đến nỗi nằm mơ thấy Seon Jun lột hết đồ nó ra rồi hai đứa ăn thịt lẫn nhau mới ghê. Giật mình tỉnh dậy, thằng Ju Chan tiếc nuối thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Lát sau, Seon Jun vào chửi thằng Ju Chan một chập vì tội uống rượu không kìm chế, đây đã là lần thứ hai rồi. Trời nóng nên Seon Jun vũ vũ cái áo cho mát, hành động này khiến Ju Chan nhớ lại cảnh bị hấp diêm hôm qua mình mắm mơ thì nó đỏ mặt, trông rất ư là buồn cười. Thấy tình hình không ổn, ở lại xíu nữa là không kìm chế được cảm xúc, thằng Ju Chan vội dùng tay che hạ bộ lại, rồi viện cớ có việc để chạy thật nhanh về nhà, chứ không thì sẽ lộ hàng nóng thì càng khó xử hơn. Hôm sau, nhìn thấy Seon Jun là thằng Ju Chan đơ người, giả đò trốn đi chỗ khác khiến Seon Jun rất là nghi ngờ. Rồi mấy lần sau cũng vậy, đang đi trên đường thấy anh cờ rớt là thằng Ju Chan quay đầu 180 độ chạy đi chỗ khác khiến Seon Jun không hiểu là thằng danh con này đang giở trò gì đây. Về nhà, Seon Jun gọi điện thì Ju Chan không thèm bắt máy, đúng là yêu nhầm đứa trẻ trâu cũng khổ cả nhà à. Vì gọi hoài không được, Seon Jun tức quá mang ba lô ra tận ngoài xe công nông để trả lại cho thằng em cờ hó. Seon Jun chửi cho thằng Ju Chan một chập rồi nhìn thẳng vào mắt nó hỏi, Ju Chan à, có việc gì mà sao em cứ lản tránh anh hoài vậy? Bị Seon Jun gặn hỏi, Ju Chan tức quá la lớn lên là do em hồi hộp mỗi lần nhìn thấy anh, vì em thích anh nhiều lắm. Em thấy anh là em hồi hộp lắm, bởi vì em thích anh, em thích anh, em thích anh. Thấy Seon Jun không nói gì thằng Ju Chan càng la lớn lên em thích anh, em thích anh. Seon Jun sợ quá phải lấy tay mà bịt miệng Ju Chan lại, nói là anh biết rồi em đừng la nữa. Trong phút chốc Seon Jun chưa thể nào chấp nhận ngay tình cảm của Ju Chan được, coi như anh chưa nghe thấy gì, anh chỉ coi em như em trai thôi. Có thể em đang cảm nhận nhầm về tình cảm với anh cũng nên. Thằng Ju Chan tức quá la lớn lên, nhầm cái củ lôi, anh chê em con nít phải không? Ok, từ nay em sẽ chứng minh cho anh thấy em là một người đàn ông trưởng thành, em sẽ làm cho con tim anh đập thình thịch mỗi khi nhìn thấy em. Nói xong thằng Ju Chan bực mình bỏ đi. Về nhà, Ju Chan lên mạng hỏi chị Google phương pháp làm đối phương rung động.
Xui là bà cô mập đang ngồi sau lưng nên bắt quả tang tại trận nó đang làm chuyện rùi bu hột xoài, chửi Du Chan một trận rồi bỏ đi. Sáng hôm sau, theo sự chỉ dẫn của bà chị Google, Du Chan ăn mặt bảnh bao, nhảy ra chặn đường Seon Jun mà bắt đầu thả thính. Coi mà cười bể bụng cả nhà à, các bác rảnh thì xem bản full của phim nhé, bao hay ạ. À. Thằng Du Chan hễ gặp Seon Jun ở đâu là đều thả thính bất chấp, hết tặng dâu cho ăn thì nó lại tiếp tục tặng chiếc vòng bình an cho anh trai cờ rớt. Seon Jun đeo vào thì thấy cũng thích thích, nhưng giữ giá với thằng em cờ hó nên không nói lời nào cả. Về nhà, Du Chan tiếp tục gạ tình rủ Seon Jun xem phim kinh dị với mình để tăng nhịp tim, sẵn xem luôn thằng em yêu thích anh đây này. Đi cả ngày trời, Seon Jun quá mệt mỏi với mấy trò lố lăng của thằng Du Chan nên vội đuổi nó về, chứ không để nó lại một hồi lại tới công chuyện nữa. Du Chan vui vẻ kể lại những chiêu trò thả thính của mình với Seon Jun cho anh trưởng thôn nghe, tuy tất cả đều thất bại nhưng Du Chan nói em sẽ không bỏ cuộc. Anh trưởng thôn cũng động viên khích lệ em trai mới lớn, kêu Du Chan cứ áp dụng chiêu mưa dầm thấm lâu là được, đừng quá sổ sàng làm người ta chạy mất đó. Nhưng Du Chan không đồng ý, mình thích thì cứ nói thích thôi có gì mà giấu giếm. Du Chan tự tin với tấm chân tình của mình, cuối cùng Seon Jun cũng sẽ chấp nhận mà thôi. Nói chuyện với anh trưởng thôn xong, Du Chan vội đi về nhà ông chủ Park để thăm Seon Jun cho đỡ nhớ, nào ngờ Seon Jun đã đi mất tiêu, gọi điện thì ngoài vùng phủ sóng. Nhìn thấy cây đàn đồ chơi mình mua để trên bàn làm việc của Seon Jun, thì Du Chan khóc nức nở vì nó đã vứt đi rồi mà Seon Jun nhặt lại rồi cất trong phòng. Buồn tình vì cho rằng Seon Jun đã bỏ về Seoul, Du Chan lấy cây đàn kiêm cây kèn mà thổi cho đỡ buồn. Vừa thổi nó vừa khóc trông rất là thê thảm cả nhà à. Ngay lúc đó Seon Jun về tới hỏi là nó đang làm gì mà vừa thổi kèn vừa khóc bù lu bù loa thế kia. Thằng Du Chan nhìn thấy Seon Jun thì vội chạy lại ôm Seon Jun như chưa bao giờ được ôm, không những ôm mà nó còn siết nữa khiến Seon Jun muốn đi chầu Diêm Vương luôn với thằng này. Ôm xong thì nó chửi cho Seon Jun một chập vì cái tội đi ra ngoài mà không báo cáo. Đúng là thằng trẻ trâu Du Côn có khác cả nhà nhỉ. Thấy thằng Du Chan đói bụng, Seon Jun cầm lòng không đặng lại chạy vào bếp nấu mì gói cho thằng em cờ hó ăn. Khi biết được tâm sự muốn chơi nhạc lại của Seon Jun, thằng Du Chan tán thành và ủng hộ 100% quyết định của ông anh cờ rớt. Du Chan còn dẫn Seon Jun đến tìm cây đàn piano thần nữa mới ghê. Mà nhờ có cây đàn thần thánh này, Seon Jun quyết định bỏ ngành luật mà đi theo con đường ca hát và sáng tác nhạc. À thì ra cây đàn này là cây đàn hồi nhỏ Seon Jun hay chơi. Ông ngoại của Seon Jun luôn lau chùi và bảo quản cây đàn luôn như mới, chờ một ngày thằng cháu cờ hó quay trở về. Seon Jun nhìn thấy cây đàn thì vui lắm, vội ngồi xuống định làm một bài nhạc thật hay cho thằng Du Chan nghe. Ai dè vừa để tay lên cây đàn thì cảm thấy lo lắng vì lâu lắm rồi không chơi đàn. Thấy vậy thằng Du Chan vội đánh đại một nốt rồi hỏi nốt này là nốt đô phải không? Seon Jun liền phì cười rồi chỉ cho Du Chan cách chơi piano. Sau khi đã lấy lại tinh thần với thằng Du Chan xong, Seon Jun tự tin mà chơi hết bài hát Không Tên Số 8. Thằng Du Chan nhìn Seon Jun đánh đàn mà hồn siêu phách lạc, nó vội chót thời cơ đè hôn má Seon Jun một cái rồi túm tím cười mắt cỡ, trông rất ư là đáng yêu. Seon Jun đơ người với thằng em cờ hó này luôn, nhưng chắc cũng thấy phê hay sao ấy nên im lặng không thèm truy cứu. Dưới sự khích lệ trở lại âm nhạc của Du Chan, Seon Jun bỗng nhiên thấy mến thằng em cờ hó này quá đi mất, sao mà nó đáng yêu đến thế. Trong lúc đi về, Seon Jun hỏi Du Chan vì sao không về nhà mà đi theo anh chi. Mà nếu đi theo thì đi gần để nói chuyện chứ sao lại đi cách ra xa thế kia. Thằng Du Chan bắt đầu ửng ẹo, nói em muốn thơm anh cái nữa, đi gần rồi lại không kìm chế được đè anh ra thơm má tại chỗ nữa thì nguy. Seon Jun cũng bó tay toàn tập với thằng em cờ hó này luôn. Hai anh chàng đang cười đùa, nói chuyện vui vẻ với nhau thì bỗng ông bố hung dữ của Seon Jun tìm đến. Seon Jun nhìn thấy ông bố của mình thì sợ xanh mặt. Seon Jun bị ông bố giáo huấn cho một chập, ổng ra lệnh Seon Jun phải cuốn quần áo mà về Seoul ngay lập tức nếu không thì sẽ biết tay. Seon Jun cãi lại nói con sẽ không về thì ông bố tức lắm, định tán cho thằng con cờ hó một bạt tay. Nhưng lần này Seon Jun dùng tay nắm tay ông bố hung dữ lại, thể hiện sự quyết tâm cao độ của mình. Seon Jun nói kể từ nay cuộc đời con để con tự quyết định, xin bố đừng can dự vào cuộc đời con nữa. Ông bố tức lắm, nhưng cũng bó tay với thằng con đam mê nghệ thuật và đam mê chơi BD của mình. Thế là sau khi giải quyết xong với ông bố hắc ám, Seon Jun mua quyên một dàn âm thanh xịn để mà làm nhạc lại. Du Chan mừng lắm, động viên Seon Jun cố lên các kiểu. Mà tội nghiệp thằng nhỏ ghê á cả nhà, người ta tốt như vậy mà nỡ nào Seon Jun đuổi thằng bé đi về. Kêu nó đừng qua làm phiền mình sáng tác nhạc, khi nào xong thì sẽ kêu qua, ở đây nó làm ồn Seon Jun không tập trung được. Tội nghiệp Du Chan lắm cả nhà, bị Seon Jun cấm túc thì nó ngày nhớ đêm mong, bỏ ăn bỏ uống. Không mần ăn gì được hết vì suốt ngày chỉ nghĩ đến Seon Jun mà thôi. Nay đã một tuần trôi qua mà không thấy tin tức gì của anh trai cờ hó hết,
Ju Chan chịu hết nổi lén lút chui lổ chó vào nhà để xem Seon Jun như thế nào. U là trời, Ju Chan vào nhà thì thấy Seon Jun đang nằm xỉu dưới đất, mặt mày xanh xao không một chút máu. Thì ra do Seon Jun làm việc quá gắn sức, không ăn uống gì hết nên kiệt sức té xỉu á cả nhà. Thằng Ju Chan tức quá chửi cho Seon Jun một chập trời long đất lở. Trong cái mặt của nó giận nhìn cưng lắm cả nhà, em mà là Seon Jun là đè nó ra ăn thịt cho bỏ ghét. Để tình trạng này không diễn ra nữa, Ju Chan quyết định sẽ ở lại cùng Seon Jun làm nhạc, hứa là sẽ không gây ồn ào làm Seon Jun phân tâm. Và thế là thằng Ju Chan chăm sóc Seon Jun từ tóc tới chân luôn, cung phụng cho anh cờ rất còn hơn là vua nữa. Seon Jun chỉ có việc ăn xong rồi viết nhạc khỏi cần bận tâm gì nữa. Và rồi tình yêu ấy cũng đã chớm nở từ đây, được sự chăm sóc tận tình của thằng em cờ hó. Cuối cùng Seon Jun cũng đã viết xong bài hát. Người đầu tiên Seon Jun đến cảm ơn và cho nghe bản demo không ai khác là thằng Ju Chan đáng yêu. Ngoài ra Seon Jun còn tặng cho Ju Chan một chiếc vòng may mắn y chang chiếc vòng mà thằng Ju Chan tặng hôm bữa. Được đeo vòng tay cặp với Seon Jun thì Ju Chan vui lắm cười ha hả suốt, trong khi Seon Jun thì ngại ngùng e thẹn trái ngược hoàn toàn. Đã xác định tình cảm với nhau, cặp đôi bắt đầu đi chơi hẹn hò, hết đạp xe đi dạo thì lội suối bắt cá, tạt nước qua lại ôi đúng cảnh yêu đương Hàn Quốc. Seon Jun định thông báo chuyện mình sẽ về Seoul để thu âm phát hành bài hát mới. Thằng Ju Chan không cần Seon Jun nói, nó hỏi khi nào anh về lại Seoul. À thì ra nó đứng nghe lén Seon Jun nói chuyện với con Dong Sik nên biết trước mọi việc. Ju Chan còn kêu Seon Jun lấy điện thoại ra thực hành gọi video call với mình, chuẩn bị cho những ngày xa cách sắp tới. Seon Jun thấy mình có lỗi với thằng nhóc phi công này ghê, tự nhiên trong lòng thấy rất là thương thằng em cờ hó này. Seon Jun không kìm được vội ôm lấy Ju Chan mà trao cho nó nụ hôn tình ái. Được anh cờ rớt hôn thì Ju Chan sướng đơ người luôn, cuối cùng em ấy cũng thành công chinh phục trái tim của Seon Jun rồi cả nhà ạ. Và thế là Ju Chan và Seon Jun phải yêu xa với nhau đúng 9 tháng 10 ngày. Mặc dù gọi video call cho nhau mỗi ngày nhưng thằng Ju Chan vẫn rất nhớ anh trai cờ rớt, ngày nào cũng trông tới giờ để nói chuyện với Seon Jun. Rồi một ngày đẹp trời Seon Jun đã trở về, hai người ôm chầm lấy nhau vì sung sướng. Và cũng không quên trao nhau những nụ hôn nhớ nhung nhưng đầy ngại ngùng của đôi trai trẻ mới yêu nhau sau bao ngày xa cách. Chúc hai anh sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời nhé! Xin chào cả nhà, lại là em đây. Hôm nay phim 4G Review xin gửi đến các bạn tóm tắt bộ phim đam mỹ vô cùng lãng mạn, Ô Trợ Lý Đặc Biệt Của Tôi. Câu chuyện bắt đầu với anh chàng họa sĩ trai thẳng tên là Seon Ho. Một chàng họa sĩ lãng tử, nổi tiếng nhờ vào vẽ truyện tranh 19 cộng. Vì vẽ cảnh nóng quá nhiều, nên thằng em của Seon Ho mất dần hưng phấn. Chuyện thằng em không nghe lời trở thành nỗi khổ tâm thầm kín mà chỉ Seon Ho mới biết. Vì hết ý tưởng cũng như công việc quá nhiều không thể hoàn thành deadline như dự kiến, nên Min Yang, người phụ trách công ty truyện tranh người lớn, yêu cầu Seon Ho phải tuyển cho mình trợ lý riêng. Danh sách ứng cử viên Seon Ho đã chuẩn bị từ trước, cả hai cùng thất thần trước vẻ đẹp trai của Mu Yong. Thế là cả ba ứng cử viên cùng đến phỏng vấn cho vị trí trợ lý họa sĩ. Nói là nói phỏng vấn vậy thôi, chứ em nhìn một chút là đã biết Seon Ho chọn ai rồi. Trước vẻ đẹp trai không tì vết của Mu Yong, thì chàng họa sĩ 19 không thể nào kìm hãm được sự thèm khát, tim cứ đập thình thịch, làm đổ cả ly cà phê lên người Mu Yong. Nghĩ về những cảnh tượng người lớn ở trong đầu, Seon Ho xé toạc áo Mu Yong ra, rồi há hốc mồm trước body gợi cảm của Mu Yong. Trước sức hút từ body của Mu Yong, thằng em của Seon Ho tự nhiên đứng dậy chào cờ khiến anh rất xấu hổ và ngại ngùng. Seon Ho vô cùng ngạc nhiên vì chuyện của thằng em, vì anh cứ nghĩ mình đã bị bệnh bất lực rồi chứ. Thế là Mu Yong đã được Seon Ho nhận làm trợ lý. Vì áo đã bị dơ nên Mu Yong đành bận áo của Seon Ho mà ra về. Seon Ho ra về thì hẹn bạn ra uống rượu tại một quán bar dành cho thế giới thứ ba. Tại đây, Mu Yong đã tâm sự hết với Jun Seok về buổi phỏng vấn của mình. Thì ra anh chàng họa sĩ Seon Ho chính là người mà Mu Yong thần tượng và thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Nhưng vì sợ Seon Ho là trai thẳng, sẽ từ chối mình nên cứ mãi là tình đơn phương cho tới bây giờ. Thế là ngày đi làm đầu tiên của Mu Yong với tư cách là trợ lý Seon Ho cũng đã tới. Ngoài mặt Mu Yong làm ra vẻ lạnh lùng, nhưng vẫn rất quan tâm tới Seon Ho. Cả hai cùng lên ý tưởng, các tư thế trong bộ truyện tranh mới, nhưng vì phải có ý tưởng sinh động nhất, Seon Ho bắt Mu Yong trở thành người mẫu các tư thế để mình sáng tạo. Đang say sưa ngắm người đẹp thì Seon Ho bị trượt chân, xà vào người Mu Yong thành tư thế chó sủa luôn. Ngay lúc đó bà cô Min Yang cũng vừa tới, cứ tưởng hai người này đang chơi trò mèo bắt chuột với nhau thì đứng hình 5 phút. Sau khi tận tình giải thích, cả ba cùng nhau kéo ra quán ăn. Mừng ngày Seon Ho có trợ lý mới. Sau khi ăn xong, Seon Ho ngủ ngon một giấc tới 6 giờ chiều mới dậy, nhìn Seon Ho ngủ mà Mu Yong kiềm lòng không đặng. Cái dòng mà nhìn người mình yêu ngủ nó sướng lắm cả nhà ạ. Trong lúc ngủ, Seon Ho cứ kêu the thé tên một ai đó, có đôi lúc nghe ra là Mu Yong,
đôi lúc lại là Min Yang. Việc này khiến Mu Yeong rơi vào trầm tư vì không biết Seon Ho kêu tên ai. Mu Yeong tiếp tục hẹn bạn thân Jun Seok về nhà để tâm sự về chuyện của Seon Ho. Sau khi tiễn Jun Seok về, Mu Yeong nhận được tin nhắn trách móc từ Seon Ho. Seon Ho trách Mu Yeong không đánh thức mình dậy sớm nên bây giờ phải thức thâu đêm để làm xong deadline. Vì chưa có hình nên Min Yang qua tận nhà hối thúc Seon Ho phải gửi bản vẽ cho mình càng nhanh càng tốt rồi đi về. Đau lòng vì người yêu, Mu Yeong đành chạy qua giúp Seon Ho một tay. Mu Yeong lên nhà thì thấy Seon Ho từ trong nhà tấm bước ra, trước body ngon cơm của thần tượng, Mu Yeong đứng hình mà thèm khát. U là trời, sao body của anh ấy ngon dữ. Thèm muốn chảy nước miếng nhưng Mu Yeong vẫn tỏ ra lạnh lùng, nói chỉ đến vì muốn giúp Seon Ho hoàn thành công việc. Thế là cả hai làm việc rất ăn ý với nhau, chẳng bao lâu mà đã hoàn thành công việc. Thấy trời lạnh mà máy sưởi ở nhà bị hư, Seon Ho bèn rủ Mu Yeong nhậu để cho hết lạnh. Cả hai đã cùng tâm sự với nhau rất nhiều về công việc và cuộc sống cho đến khi say mềm. Seon Ho bất ngờ nài nỉ Mu Yeong cởi áo để mình vẽ khỏa thân. Trước sức hút quá trời lớn từ Seon Ho, Mu Yeong làm sao mà từ chối được. Thế là Mu Yeong đành cởi áo khoe thân hình slim fit của mình cho Seon Ho vẻ ngon lành luôn. Như mèo đói vớ phải cá rán, Seon Ho say sưa vẽ Mu Yeong với đủ tư thế. Cuối cùng chịu hết nổi, Seon Ho đè Mu Yeong ra mà cưỡng hôn tại chỗ luôn. Sáng tỉnh dậy, nhìn những tư thế siêu bạo mà mình đã vẽ đêm hôm qua mà Seon Ho sợ hoảng hồn, vội gọi cho Mu Yeong để giải thích. Còn Mu Yeong thì cứ dằn vặt nội tâm, mặc dù được người mình yêu hôn, nhưng vẫn luôn cảm thấy không vui vì Mu Yeong cứ nghĩ Min Yang là bạn gái của Seon Ho, mình chỉ là kẻ thứ ba. Khi được Seon Ho hỏi về chuyện tối hôm qua, Mu Yeong cứ giả bộ bình thường coi như không có gì xảy ra, nhưng thực ra trong lòng rất khó chịu. Cả ngày trời làm việc mà cả hai đều không thấy thoải mái ở trong lòng, cứ nghĩ về chuyện nụ hôn hôm qua. Cả hai đều giả vờ như là không có gì nhưng thực ra là ai cũng thấy ngại khi nhìn mặt nhau. Mu Yeong tiếp tục gọi bạn thân Jun Seok ra tâm sự. Jun Seok đang đi chơi với bạn gái thì bỏ mặt bạn gái để chạy qua với Mu Yeong, điều này khiến nhỏ bạn gái tức quá trời luôn. Tội nghiệp con bé yêu phải thằng bạn trai giới tính thứ ba mới ghê. Cả hai tiếp tục uống rượu tại quán rượu dành cho gay hôm bữa, sau khi nghe những câu hỏi rất kỳ lạ từ Mu Yeong, Jun Seok khuyên hãy từ bỏ anh chàng họa sĩ ngay và luôn, vì nếu tiếp tục sẽ mang lại đau khổ cho mình. Trong khi đó, Seon Ho ở nhà lấy phim Đam Mỹ ra xem, bàng hoàng khi biết mình không còn là trai thẳng nữa vì mình đã thích Mu Yeong hồi nào không hay. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, Seon Ho quyết định dùng body 6 múi của mình để cua Mu Yeong cho bằng được. Thế là, Seon Ho hẹn Mu Yeong ra ngoài chơi, lấy cớ là tìm bối cảnh cho chuyện mới. Tại đây Seon Ho đã tìm mọi cách cọ sát cơ thể mình với cơ thể Mu Yeong. Nhưng mà chẳng may không những không thành công, mà bản thân Seon Ho lại cảm thấy ngại ngùng khi đối diện mặt đối mặt với Mu Yeong. Thằng em của Seon Ho tiếp tục chịu không nổi và phải chào cờ trong quần lần hai. U là trời, nó xấu hổ làm sao á. Thế là hai anh chàng của chúng ta đã có một ngày thật vui vẻ bên nhau, cả hai cùng nhau chụp những bức ảnh vô cùng đẹp dưới những tán cây anh đào xinh đẹp. Seon Ho bắt đầu thả thính tán tỉnh Mu Yeong. Seon Ho hỏi Mu Yeong về chuyện đàn ông yêu đàn ông quen đàn ông. Vì chưa thực sự biết đối phương có chấp nhận chuyện này hay không, nên cả hai đều khá thận trọng, né tránh nhau. Seon Ho còn viện lý do đưa vấn đề này vào trong chuyện nên mới hỏi. U là trời, không lẽ anh chàng họa sĩ này muốn chuyển nghề sang vẽ chuyện 19 cho giới đồng tính? Sau khi chụp hình xong cả hai đi uống cà phê, lấy lý do đã đi một ngày mệt mỏi, Seon Ho cho Mu Yeong, còn mình thì sẽ ở lại gặp bạn. Mu Yeong vừa bước ra cửa thì Min Yang cũng vừa đến, thấy Min Yang, Mu Yeong nổi ghen lên bắt đầu đi theo dõi xem hai người này có phải là tình nhân với nhau không. Để tạo cảm hứng mới và vẽ đúng tư thế hơn, Min Yang mua một bộ sản phẩm người lớn cho Seon Ho xem, rồi còn dẫn anh vào khách sạn để tìm bối cảnh. Mu Yeong thấy được cảnh hai người này vào khách sạn thì đau lòng khôn xiết. Cứ nghĩ Seon Ho là trai thẳng thực sự, mình coi như đã hết hy vọng, thế là Mu Yeong tiếp tục gọi thằng bạn thân ra uống rượu tiếp. Mà trùng hợp thay, cái quán bar đồng tính này là của bạn bà chị Min Yang. Hôm nay Min Yang cũng dẫn Seon Ho vào đây chơi. Thế là Seon Ho tình cờ thấy Mu Yeong đang uống rượu và nắm tay cùng Jun Seok trong quán bar đồng tính mới ghê. Thấy Seon Ho, Mu Yeong hết hồn đứng hình như trời trồng để cứu cánh cho bạn và cũng như để khẳng định chủ quyền của mình trước Seon Ho. Jun Seok đã cưỡng hôn Mu Yeong ngay trong quán bar, khiến ai cũng thán phục. Quá bất lực, Mu Yeong chọn cách bỏ đi, còn Seon Ho thì rất là đau lòng luôn. Qua ngày hôm sau, cả hai vẫn tỏ ra bình thường trước đối phương nhưng thực ra ai cũng khó chịu trong lòng và không ai thèm nói với ai câu nào nữa cả. Mu Yeong thì nghĩ Seon Ho đang quen Min Yang, còn Seon Ho thì lại nghĩ Mu Yeong đang quen Jun Seok.
Nhưng cuối cùng vì chịu hết nỗi Seon Ho cũng quyết định tỏ tình với Mu Yeong, mà bà Mu Yeong này cũng lạ. Được idol tỏ tình thì vui thấy bà mà giả đò khó xử, còn nói mình là đã có bạn trai rồi nữa chứ. Đúng là bó tay mà. Vì bị từ chối tình cảm, Seon Ho rất là đau lòng và tổn thương. Còn phía Mu Yeong cũng vậy, dù rất thích Seon Ho, nhưng phải dán từ chối vì sợ bị tổn thương một lần nữa. Mu Yeong cứ đinh ninh là Seon Ho đang quen Min Yeong và thế nào cũng từ chối mình cho mà coi. Sáng ra nhận được tin nhắn Mu Yeong sẽ nghỉ việc thì Seon Ho xanh mặt vội vàng chạy tới nhà Mu Yeong. Nhưng vừa đến nơi Seon Ho lại thấy được cảnh tình tứ của Mu Yeong và Jun Seok thì trái tim Seon Ho như tan vỡ. Thế là Seon Ho về nhà nốc cả chục chai rượu cho quên hết chuyện đời. Mu Yeong lo lắng, liền chạy qua xem Seon Ho như thế nào. Tới nơi thấy một đống chai rượu thì thấy đau lòng thật sự, cảm thấy mình vô cùng có lỗi. Đang chuẩn bị rời đi thì Seon Ho ngồi bật dậy ôm Mu Yeong vào lòng và năn nỉ Mu Yeong đừng bỏ rơi mình. Thế là cặp đôi đã trao nhau nụ hôn nồng nàn cho nhau đó cả nhà. Vì quá nóng nên Seon Ho đi tắm, còn Mu Yeong thì đợi ở ngoài. Tình cờ ngay lúc đó bà chị Min Yeong cũng tới, vì rất vui nên Seon Ho vừa tắm vừa luyên thuyên về chuyện mình đã hôn và ôm Mu Yeong khiến Mu Yeong rất xấu hổ với Min Yeong. Sau khi tắm xong, nói chuyện một hồi Mu Yeong cũng nói là mình thích Seon Ho. Seon Ho nghe vậy thì vui lắm. Ôm chầm lấy Mu Yeong, thế là đôi bạn trẻ của chúng ta đã chính thức quen nhau rồi đó cả nhà. Còn về Jun Seok, vì có bằng chứng về tình cảm Jun Seok dành cho Mu Yeong, nên bạn gái Jun Seok tức quá, kiên quyết chia tay cho bằng được. Đang bận suy nghĩ về tình cảm của mình và Mu Yeong, Jun Seok bị xe tông bất tỉnh phải vào viện cấp cứu. Đang tâm sự với nhau về những hiểu lầm của cả hai về đối phương thì Mu Yeong nhận được cuộc gọi từ bạn gái của Jun Seok báo tin bạn bị tai nạn. Thế là Mu Yeong vội vàng chạy tới bệnh viện xem như thế nào. Bạn gái Jun Seok bàn giao lại người yêu mình cho Mu Yeong và cầu xin Mu Yeong ở lại chăm sóc cho Jun Seok cho đến khi khỏi bệnh. Jun Seok lợi dụng bệnh tình mà bắt Mu Yeong phải luôn ở bên cạnh chăm sóc mình. Việc cứ tới lui bệnh viện chăm sóc Jun Seok đã khiến Seon Ho vô cùng đau lòng và buồn bã. Một ngày nọ, Mu Yeong đã đến rất sớm nấu canh rong biển cho Seon Ho ăn vì hôm nay là sinh nhật của Seon Ho. Ai ngờ, Jun Seok lại giở trò, báo tin mình mất tích để Mu Yeong lo lắng phải chạy tới tìm. Seon Ho rất buồn vì sự lựa chọn của Mu Yeong, cho rằng mình không quan trọng bằng Jun Seok nên hù dọa sẽ chấm dứt tình cảm với Mu Yeong. Tại bệnh viện, Jun Seok bắt đầu tỏ tình với Mu Yeong. Nhưng thất bại toàn tập cả nhà à, Mu Yeong chỉ coi Jun Seok như là một người bạn thân mà thôi, mặc dù mình đã biết tình cảm của Jun Seok từ lâu. Seon Ho ngồi ở nhà buồn bực vì sự vô tâm của Mu Yeong, ngồi đọc lá thư mà Mu Yeong để lại cho mình trước lúc ra đi, thì Seon Ho rất là cảm động và thấy có lỗi. Biết được tình cảm thật sự mà Mu Yeong dành cho mình, Seon Ho chạy tức tốc ra công viên mà hai người đã đi dạo lần đầu tiên tìm Mu Yeong và may mắn là cả hai đã gặp được nhau. Và thế là cặp đôi lại tiếp tục ôm nhau, cùng nhau đi dạo hết con đường hoa và sẽ dọn về sống chung trong thời gian tới. Phim đã hết, nhớ like và theo dõi ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại nhé!